Chương 160, Phượng Vũ Linh, tháp lao bên ngoài, cái này đàn đạo chắc thí chỉ sợ đã bắt đầu một hồi lâu, nếu như hôm nay cùng lần trước đồng dạng, vẫn không thể để Cổ Phong đi tới, ta còn mặt mũi nào gặp mặt tông chủ. Ti Mã Vân trong lòng sốt ruột gấp như lửa đốt, lần trước sự tình đã để hắn tại tông chủ trong lòng ấn tượng giảm bớt đi nhiều, lần này. Oanh, cũng tại lúc này, tháp lao bên trong truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Cổ Phong, ngươi làm sao? Ti Mã Vân lúc này kinh hô. Cổ Phong bây giờ thế nhưng là đan tiên tông bảo, tuyệt không thể ra nửa điểm sự tình. "Vô sự, tháp lao bên trong." Cổ Phong thanh âm truyền ra, "Cổ Phong, vô sự ngươi ngược lại là đi ra a?" Hơi chờ, nghe Cổ Phong lời nói, Ti Mã Vân Cơ hồ muốn sụp đổ. "Tháp lao tầng thứ 9." "Bành, bành, bành," từng đợt cường đại tim đập thanh âm từ Cổ Phong thể nội truyền ra, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mình tại học tập thảo dược đồng thời không ngừng vận chuyển công pháp phía dưới bây giờ rốt cục đem tạng phủ tàng thần công cuối cùng tâm thiên tu luyện hoàn tất. Bây giờ cổ phong trái tim cường đại, một thân khí tức đã trải qua đạt tới kim tàng cảnh đại viên mãn. Luyện thể năm cái cảnh giới, cổ phong đều là lấy thánh phẩm công pháp tu hành, bây giờ đạt tới kim tàng đại viên mãn, cả người đều phát sinh chất biến hóa, đơn thuần nhục thân mà nói, chỉ sợ bây giờ khí biến cảnh đại viên mãn võ giả đều không nhất định so ra mà vượt cổ phong. Bất quá khí biến cảnh võ giả cường đại là có thể vận dụng linh khí, lấy cổ phong đoán chừng, bây giờ không được thi triển thanh long biến tình huống dưới, mình cũng có thể cùng khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả một trận chiến, nếu là thi triển thanh long biến, có thể cùng khí biến cảnh đại viên mãn võ giả một trận chiến. Bất quá kim tàng đại viên mãn thực lực, bây giờ chiến lược chỉ sợ đã trải qua so ra mà vượt khí biến cảnh tiểu viên mãn, vượt vượt sòng dã một cái lớn cấp bậc, cổ phong, ngươi là ta đã thấy thiên phú mạnh nhất tiểu bối võ giả. Thật muốn nhìn ngươi một chút tiểu gia hỏa này, đến ngày thường như thế nào ngạc nhiên dung mạo. Giờ phút này, quỷ lão thanh âm truyền đến, người rất nhanh, liền sẽ thấy, cổ phong mở miệng, giờ phút này trong mắt chừng 72 loại thảo dược hư ảnh hiện hiện. Cuối cùng 100 loại cửu văn thảo dược, cổ phong đã trải qua lĩnh ngộ bên trong 72 loại thảo dược toàn bộ thảo mộc biến hóa. Cái này tốc độ đều tốc độ, tuyệt đối có thể dùng kinh người để hình dung. Nên biết đạo đan huyền đám người, mấy trăm năm thời gian, đều không thể đem cửu văn thảo dược hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng cổ phong học tập thảo dược tri thức đến bây giờ hết thảy mới vừa vặn một năm mà thôi. Cái này táng hải tam nguyên thảo, phân giải làm bảy loại bát văn thảo dược. Cổ phong ánh mắt, lại là rơi vào một gốc thảo dược phía trên. Tông môn trên quảng trường, tông môn chắc thí, hiện tại bắt đầu. Phương lão lúc này mở miệng một câu, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, lần này tông môn chắc thí giá trị trọng đại, bởi vì thêm một cái phượng vũ linh, cái này quan hệ đến đan tiên tông tương lai. Phượng Vũ Linh đi đến số một đan đạo bia trước đó, lại không hề động. Mặt khác chín tòa trước tấm bia đá, đều đã phân biệt đứng thẳng một tên võ giả chín người này đều là đưa bàn tay đặt tại đan đạo trên tấm bia chín người toàn bộ ấn lên về sau phượng vũ linh góc miệng hơi nhíu lúc này mới nhắm mắt lại bàn tay đặt tại đan đạo trên tấm bia mọi người xem đạt được đây là phượng vũ linh có tuyệt đối tự tin ngay sau đó mọi người chính là biết nói phượng vũ linh vì sao có tự tin như vậy ông phượng vũ linh cơ hồ tại đặt tại đan đạo bia trong nháy mắt cái kia đan đạo bia chính là chấn động tiếp theo đan đạo trên tấm bia khắc họa nguyên một đám thảo dược tên nói không ngừng sáng lên, phát ra anh minh tâm ý. Mười loại, một trăm loại, một ngàn loại, trăm hơi thở, vẹn vẹn dùng trăm hơi thở thời gian, cái kia đan đạo trên tấm bia khắc họa năm vạn loại thảo dược tên nói toàn bộ sáng lên. Mọi người tại đây, chừng to mắt, bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Liền xem như từng cây nhìn, năm vạn loại, trăm hơi thở bên trong nhìn hết toàn bộ, cũng là không dễ dàng a. À, huống chi là ở cái kia đan đạo bia huyễn cảnh bên trong, liên quan tới cái này năm vạn loại nhất văn thảo dược để thi toàn bộ đáp lại hoàn tất. Nghiền ép, đây là 10 phần nghiền ép A. Đan huyền mắt góc không khỏi co quắp, cho dù là hắn đan huyền, cũng không có nắm chắc có thể ở trăm hơi thở bên trong, đạt được nhất văn đan đạo bia tán thành. Phượng Vũ Linh mở to mắt, nhìn hắn chín người trước mặt đan đạo trên tấm bia bây giờ nhất nhiều cũng chỉ mới vừa sáng lên mấy trăm thảo dược tên nói, không khỏi cười nhạt giống như có thể tiếp tục. Giờ phút này, đan huyền đứng dậy, mở miệng, hôm nay đi đầu đan đạo quyết đấu, Hắn đệ tử đan đạo xác định và đánh giá hơi sau tiếp tục. Hiện tại, tất cả nhị văn luyện đan học đồ bên trong, đối với thảo dược quen biết xếp hạng thứ 9 người, tiến lên. Nghe được đan huyền lời này, khu vực trung tâm đám người nhao nhao thối lui, tiếp lấy đi tới 9 người, 9 người này đi đến mặt khác 9 tòa đan đạo bia trước đó. Tất cả mọi người biết nói, hôm nay phổ thông đệ tử tiến lên đã trải qua mất đi giá trị, nếu như không được điều động người mạnh nhất ứng phó Phượng Vũ Linh, chỉ sợ đem một tia hy vọng đều không có nhị văn đan đạo bia, thăng, phương lão mở miệng, một bên trận lão lần nữa thôi động đại trận. Trong lúc nhất thời, trong sân rộng tâm cái kia 10 tòa đan đạo bia, nhao nhau tăng cao, cuối cùng đúng là hóa thành 20 triệu độ cao. Đồng thời, đan đạo trên tấm bia thảo dược cũng là phát sinh biến hóa, năm vạn loại nhất văn thảo dược toàn bộ biến mất, mà là biến thành ba chục ngàn loại nhị văn thảo dược. Lần này, vẫn như cũ là hắn chín người bàn tay đặt tại trên tấm bia đá về sau, Phượng Vũ Linh mới đặt tại trên tấm bia đá một ngàn loài, mười ngàn loài, Phượng Vũ Linh trước mặt đan đạo trên tấm bia, thảo dược tên nói điên cuồng sáng lên. Ông, cuối cùng đan đạo bia chấn động, ba chục ngàn loại thảo dược tên nói toàn bộ quang mang chấp nhấp nháy. Nàng mở to mắt, 120 hơi thở, vẻn vẹn 120 hơi thở, ba chục ngàn loại so nhất văn thảo dược muốn phức tạp mấy lần nhị văn thảo dược, chính là toàn bộ sáng lên. Phượng Vũ Linh đạt được nhị văn đan đạo bia tán thành mà hắn chín cái nhị văn luyện đan học đồ trước mặt đan đạo trên tấm bia, nhất nhiều sáng lên bất quá một ngàn nhiều cái thảo dược tên nói mà thôi. Nhìn ép, lần nữa cường thế nhìn ép, ha ha, xem ra hôm nay cái này thắng bại, đã trải qua rất rõ ràng. Dương chân Nhân giờ phút này cười to mở miệng, hôm nay mang theo ngàn năm trước khuất nhục mà đến, ác liệt như vậy nhìn ép, làm tâm tình của hắn tốt. Đan tiên tông cái này một mặt, hoàn toàn tĩnh mịch, không người ngôn ngữ. Đan huyền lạnh giọng mở miệng, cái này vừa mới bắt đầu, Tam văn đan đạo bia, thăng. Lập tức, trước mặt mọi người đan đạo bia lần nữa tăng cao, hóa thành 30 trượng, lên thảo dược tên nói, biến thành tam văn thảo dược. Tam văn thảo dược có 10 ngàn loại, Phượng Vũ Linh bàn tay lần nữa theo ở phía trên bia đá. Ánh mắt mọi người hội tụ, chỉ thấy nguyên một đám thảo dược tên nói sáng lên. Đan Huyền ánh mắt rơi vào cái kia địa âm hoa phía trên. Địa âm hoa là vừa vặn được đề thăng đến tam văn thảo dược một hàng đồng thời 18 loại thảo mộc biến hóa cũng là bị cổ phong vừa mới phát hiện, tại đan huyền đám người xem ra cái này Phượng Vũ Linh tất nhiên không có khả năng biết đạo. Mà ở ánh mắt mọi người hội tụ phía dưới, cái kia địa âm hoa, thình lình cũng là sáng lên. Cuối cùng, tất cả thảo dược tên nói toàn bộ sáng lên. 260 hơi thở, Phượng Vũ Linh như cũ không người có thể địch. Mở to mắt, hơi kinh ngạc đạo, không nghĩ tới quý tông môn cũng đem địa âm hoa đưa về tam văn thảo dược một hàng. Cái này địa âm hoa dương thuộc tính cực kỳ kín đáo, 18 loại thảo mộc biến hóa cũng là cực kỳ khó mà phát hiện, ta cũng là 3 năm trước đây một lần ngoài ý muốn phía dưới phát hiện. Không biết là quý tông môn vị nào thảo mộc đại sư, phát hiện này ẩn tàng thuộc tính. Người này, hôm nay chưa ở đây, đan huyền không khỏi nghĩ tới cổ phong, mở miệng nói đạo. Như thế, ngược lại là đáng tiếc, phượng vũ linh trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc nuối. Tứ văn đan đạo bia, thăng, ngũ văn đan đạo bia, thăng, lục văn đan đạo bia, thăng, đan đạo bia không ngừng dâng lên, nhưng mà đan tiên tông không có bất kỳ cái gì một người, là phượng vũ linh đối thủ, đám người nhao nhao bại lui. Thất văn đan đạo bia, võ thành long cùng mấy cái nhân vật cấp bậc trưởng lão đã trải qua xuất thủ. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ, phượng vũ linh lần nữa tài nghệ trấn áp quần hùng, hơn nữa là nghiền ép mà thắng, nàng đạt được đan đạo bia tán thành tốc độ, vượt xa người khác. Âm dương chân nhân trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, đối với bọn hắn trong dự liệu. Đan tiên tông bên này, Đám người sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Bát Văn Đan đạo bia, thăng, Đan Huyền trầm giọng mở miệng, giờ phút này, 10 tòa đan đạo bia đã trải qua dâng lên chừng 80 trưởng. Tông môn Bát Văn luyện đan học đồ, 10 phần thưa thớt. 8 cái thái thượng trưởng lão bên trong, trận lão cùng binh lão không được nghiên cứu thảo dược, còn thừa 6 người, đều là Bát Văn luyện đan học đồ. Trừ cái đó ra, còn có ba cái, Mộng Thanh Huyền, Mộc lão, cùng Phương Minh Tông môn hết thảy 10 bát văn luyện đan học đồ, trừ đan huyền bên ngoài, hơn 9 người, bây giờ toàn bộ ra sân. Lần này quyết đấu, đem chọn cái tràng diện bầu không khí, đều đốt. Đan tiên tông bên này trong 9 người, 6 cái nước cao vọng trọng thái thượng trưởng lão, cùng phổ thông trưởng lão bên trong thảo dược si mộc lão, cùng đã từng đệ tử đệ nhất nhân mộng thanh tuyền, còn có bảo đan quỷ tài phương minh. Có thể nói, đây đã là tông môn trong tinh anh tinh anh, nếu như bọn hắn thất bại nữa, lần này đan đạo quyết đấu, sợ rằng phải giữ nhiều lành ít. Bắt đầu, đan huyền mở miệng, sau đó, Phượng Vũ Linh như cũng không nhúc nhích, Phượng Cô Nương, quá mức tự tin, cũng không phải chuyện tốt, lão phu tại bát văn thảo dược lên nghiên cứu mấy trăm năm, người có thể tâm nhỏ. Phương lão lạnh giọng một câu, bàn tay trực tiếp đặt tại đan đạo trên tấm bia. Mộng thanh tuyển đám người, cũng là không chút do so dự, nhào nhau bàn tay đặt tại lên. Phượng Vũ Linh vẫn như cũ là cái cuối cùng. Bát văn thảo dược mặc dù chỉ có 321 loại, nhưng mỗi một loại thảo mộc biến hóa đã có mấy trăm loại, đám người mặc dù nhưng đã là bát văn luyện đan sư, đem cái này 321 loại thảo dược toàn bộ quen biết, nhưng muốn làm đến dây lát hơi thở đạt được đan đạo bia tán thành, cũng là không thể nào. Lần này, cũng là Phượng Vũ Linh thời gian sử dụng lâu nhất một lần. Một nén nhang, thời gian một nén nhang về sau, Phượng Vũ Linh mở to mắt, trước mặt nàng đan đạo trên tấm bia, tất cả thảo dược tên nói, toàn bộ sáng lên. Bài, lần nữa bài, vẫn như cũ là nghiền ép. Đan tiên tông cái này một mặt, sáng lên thảo dược tên nói nhất nhiều ngược lại không phải phương lão, mà là mộng thanh tuyền, nàng trên tấm bia đá sáng lên 212 cái thảo dược tên nói. Phượng Vũ Linh nhìn về phía mộng thanh tuyền, một cỗ giáo dục vãn bối ngữ khí đạo, người tư chất không tệ, tương lai tại đan đạo lên thành tựu cũng đem không tầm thường, đáng tiếc, người gặp được ta. Giờ phút này, dù là mộng thanh tuyền yên tĩnh tính người, cũng là có chút nổi nóng, lạnh giọng mở miệng, mặc dù ngươi đan đạo tạo nghệ không tầm thường, nhưng ngươi còn chưa có tư cách tại ta mộng thanh tuyền trước mặt kiêu căng, tại đan đạo lên có thể làm cho ta mộng thanh tuyền khâm phục, chỉ có một người. a à, người này là ai? mươi 161, đan đạo chi nhãn. Phượng Vũ Linh có chút ngoài ý muốn, nàng không cho rằng có người ở thảo mộc tạo nghệ lên làm sao sẽ vượt qua mình. Ngươi còn chưa có tư cách biết được cổ sư đệ danh tự. Mộng thanh tuyền trong lòng, chỉ bội phục cổ phong một người, đây là thật. Cổ phong học tập thảo dược thời gian, nàng là biết có thể tại thời gian ngắn như vậy quen biết nhất văn thảo dược phát hiện địa âm thảo bí mật cái này chờ thiên phú tuyệt đối không người có thể đụng cổ sư đệ phượng vũ linh nghe xong không quan trọng cười cười dưới cái nhìn của nàng là cái này mộng thanh tuyền mặt mũi không nhịn được mới tùy tiện nói cá nhân đến qua loa tắc trách mình nàng cũng là không có chút nào quan tâm lập tức phượng vũ linh nhìn về phía đan huyền đạo đan huyền tiền bối người muốn đích thân xuất thủ sao trong lúc nhất thời mọi người tại đây ánh mắt đều là hội tụ tại đan huyền trên người. Phượng Vũ Linh tại vừa đến bát văn thảo dược bên trên, đã trải qua nghiền ép đan tiên tông tất cả mọi người, bây giờ chỉ còn lại cửu văn thảo dược còn chưa kiểm tra đo lường, mà có thể có thực lực cùng Phượng Vũ Linh một trận chiến, cũng chỉ có tông chủ đan huyền chân nhân. Chuyện tới như thế, bản tông môn liền đánh với ngươi một trận. Đan huyền đứng dậy, bây giờ cả cái tông môn, hắn là duy nhất địa giai luyện đan sư, tại thảo dược tạo nghệ bên trên, hắn là như vậy sâu nhất, lại thân là tông chủ, giờ phút này hắn nhất định phải đứng ra. Đan Huyền đi đến trong sân rộng ở giữa chỗ, giờ phút này, 10 tòa bia đá, bên trong 8 tòa đã trải qua rơi xuống biến mất, vẻn vẹn vẻn vẹn, vẹn còn lại hai tòa. Trận lão mở ra trận pháp, cái kia còn thừa hai tòa đan đạo bia, lần nữa tăng cao, đạt tới cao 90 trượng. Cái này cao 90 trượng đan đạo bia mỗi loại thảo dược tên nói khắc họa bên trên, hết thảy 99 loại thảo dược. Mỗi một loại thảo dược đều là khó khăn nhất lĩnh ngộ cửu văn thảo dược. Nhìn thấy cảnh này, Phượng Vũ Linh không khỏi mở miệng, lệnh tông môn có 10.000 loại thảo dược, cuối cùng này cửu văn thảo dược, phải có 100 loại, bây giờ làm sao chỉ có 99 loại ở chỗ này. Thứ 100 loại cửu văn thảo dược sự khủng bố, rất thậm chí đã siêu vượt cửu văn, người nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ cái này 99 loại thảo dược thảo mộc biến hóa, đạt được đan đạo bia tán thành, cái kia cuối cùng thứ 100 loại thảo dược, tự nhiên sẽ hiển hiện. Đan huyền mở miệng nói đạo, ha ha, có chút ý tứ, tốt, cái kia liền bắt đầu đi phượng vũ linh nghe xong cười nhạt một câu như cũng không có động thủ trước ý tứ lại nhìn lão phu cái này suốt đời đối với thảo dược nghiên cứu có thể hay không siêu vượt ngươi tiểu cô nương này đan huyền mở miệng bàn tay theo ở phía trên bia đá bất quá đan huyền lại không có nhắm mắt lại hắn bây giờ đã trải qua có thể làm được nhất tâm nhị dụng một nửa tâm thần dùng để tại đan đạo bia huyễn cảnh bên trong bài thi một nửa tâm thần đến quan sát phượng vũ linh nhất tâm nhị dụng đối với luyện đan sư mà nói cực kỳ trọng yếu nếu như có thể làm đến nhất tâm nhị dụng, nhưng tại luyện đan thời điểm phân tâm, dạng này một mặt hoàn toàn tập trung tinh lực khống chế trong lò đan thảo dược, một mặt hoàn toàn chú ý khống chế đan lô dưới điêu luyện, như thế luyện đan xác suất thành công đem đề cao thật lớn. Nhưng thật có thể làm được hoàn toàn nhất tâm nhị dụng, làm hai kiện không đồng sự tình, không nhận lẫn nhau một chút xíu ảnh hưởng người, thực sự ít càng thêm ít. Đan Huyền thân là địa giai luyện đan sư, cũng là mấy năm gần đây mới lĩnh ngộ nhất tâm nhị dụng. Tiền bối nếu nhất tâm nhị dụng, Vậy vãn bối dứt khoát cũng nhất tâm nhị dụng đi." Phượng Vũ Linh cười nhạt một tiếng, lập tức bàn tay theo ở phía trên bia đá, đồng thời như cũng trợn tròn mắt nhìn về phía Đan Huyền. Nhất tâm nhị dụng, trong lòng mọi người chấn động, Phượng Vũ Linh còn trẻ như vậy, vậy mà cũng có thể làm được nhất tâm nhị dụng, cái này quả thực thật đáng sợ, muốn biết bình thường có thể làm đến nhất tâm nhị dụng người, không thể nghi ngờ đều là tu hành không biết nhiều ít năm tháng lão võ người, mà Phượng Vũ Linh nhưng vẫn là thế hệ tuổi trẻ võ giả a. À. Tốt bản tông môn cũng phải toàn lực ứng phó. Đan huyền mở miệng, lập tức cái kia đắm chìm trong đan đạo bia trong ảo cảnh một nửa tâm thần bắt đầu đáp lại cửu văn thảo dược đề thi. Bên này, Phượng Vũ Linh cũng là bắt đầu, cửu văn thảo dược, mỗi một loại thảo mộc biến hóa, đều vượt qua một ngàn loại, cái này đan đạo bia bên trong ảo cảnh đề thi, cũng là trước đó chưa từng có khó khăn, mỗi một đạo đều cần thôi diễn suy nghĩ hồi lâu mới có thể đáp ra. Thanh ảnh rượu hoa, giờ phút này đan huyền, trực tiếp mở miệng chỉ thấy trước người hắn cái kia đan đạo trên tấm bia, thanh ảnh rượu hoa sáng lên. Dùng trọn vẹn trăm hơi thở thời gian, đan huyền rốt cuộc thôi diễn ra thứ một đạo cửu văn thảo dược để thi đáp án, thắp sáng loại thứ nhất cửu văn thảo dược. Tốt, không hổ là tông chủ đại nhân, cái này Phượng Vũ Linh mặc dù không tầm thường, nhưng cùng tông chủ đại nhân so sánh tranh lệch rất xa. Chính là, hắn làm sao có thể hơn được tông chủ. Trong lúc nhất thời, đan tiên tông nơi này, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ đại hỷ bởi vì cái kia phượng vũ linh còn một loại thảo dược đều không thắp sáng thanh ảnh rượu hoa ba kim phi mẹ nó giờ phút này phượng vũ linh trên mặt mang lên một nụ cười nhàn nhạt mở miệng ít thấy trước mặt trên tấm bia đá thanh ảnh rượu hoa cùng ba kim phi mẹ nó đều là trong nháy mắt sáng lên lần này trực tiếp siêu vượt đan huyền đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến vừa mới bắt đầu mà thôi đan huyền sắc mặt âm trầm tinh thần càng thêm tập trung xích phố thất diệp hoa Tam Dương Diệu Vân Thảo, Hắc Thổ Linh Mộc Căn, Hàn Ngọc Tinh Thảo, Thủy Lam Quỷ Cốt Diệp, Thiên Nguyên Kim Chấp Thảo. Trong lúc nhất thời, Đan Huyền cùng Phượng Vũ Linh tranh phong tương đối, ít thấy trước mặt hai người đan đạo trên tấm bia thảo dược tên nói trước sau sáng lên. Bất quá, Phượng Vũ Linh một mực dẫn trước lấy Đan Huyền, đồng thời khoảng cách vượt kéo càng xa. Trong nháy mắt, ba canh giờ đi qua, hai người tốc độ đều chậm lại, càng đi về phía sau cửu văn thảo dược, thảo mục biến hóa vượt nhiều, cái kia mỗi một đạo đề thi đáp án, đều cần đại lượng thời gian thôi diễn. Đan huyền trên mặt chảy xuống mồ hôi, mà cho dù là phượng vũ linh, giờ phút này sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, đan tiên tông những cái này cửu văn thảo dược thảo mộc biến hóa phức tạp trình độ, có chút vượt qua nàng tưởng tượng. Giờ phút này, đan huyền đan đạo trên tấm bia, 29 loại thảo dược tên nói được thắp sáng. Trái lại phượng vũ linh nơi này, cũng đã có trọn vẹn 42 loại thảo dược tên nói được thắp sáng. Hai người quyết đấu, đạt tới gay cấn, Đan Huyền trong lòng càng hơi trầm xuống hơn trọng, Cửu Văn Thảo Dược, hắn chỉ lĩnh ngộ 54 loại, một khi Phượng Vũ Linh Tháp sáng siêu vượt 54 loại, cũng liền mang ý nghĩa hắn bại. Tông môn quảng trường nơi này đan đạo quyết đấu hừng hực khí thế. Cổ Phong nơi này cũng là tiến vào tối hậu quan đầu. Tháp lao tầng thứ 9 bên trong, Cổ Phong trong mắt 90 loại Cửu Văn Thảo Dược hiển hiện, nếu là bị người bên ngoài biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, Cổ Phong nhất định nhưng đã lĩnh ngộ 90 loại Cửu Văn Thảo Dược muốn biết, bây giờ đan huyền cũng bất quá lĩnh ngộ 54 loại mà thôi. Nhưng cổ phong cả người sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào, hắn mắt sáng như đuốc, cả người lâm vào một loại cực kỳ điên cuồng trạng thái. Giờ phút này, bốn phía vạn vật giống như biến mất đồng dạng, cổ phong thế giới bên trong, chỉ còn lại dưới mắt cuối cùng này 10 gốc thảo dược. Bỗng nhiên, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng, trong đôi mắt, thứ mốt loại thảo dược hư ảnh hiển hiện. Ha ha, ta minh bạch, bỗng nhiên, cổ phong cười ha hả, lĩnh ngộ thảo dược đến nước này, rất nhiều trước đó nghi hoặc giải quyết dễ dàng, trước mắt những cái này nhất là phức tạp cửu văn thảo dược, ngược lại chẳng phải khốn khó khăn. 92 loại, 93 loại, cổ phong trong mắt, 99 loại thảo dược hư ảnh hiển hiện. Đan tiên tông 10.000 loại thảo dược, cổ phong bây giờ vẹn 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 còn lại nhất loại sau không có lĩnh ngộ. Này thảo dược, tên là cửu thiên huyễn linh hoa, cái này cửu thiên huyễn linh hoa thảo mộc biến hóa, cũng đạt tới khủng bố 9.999 loại, có thể nói, cái này một loại thảo dược thảo mộc biến hóa chi phức tạp, đã trải qua xa xa siêu vượt cửu văn thảo dược phạm trù. Ngoại giới, ti mã vân gần như thanh âm cầu khẩn truyền đến. Cổ phong, đã trải qua ba canh giờ, ngươi, chờ lấy, cổ phong lạnh giọng một câu, trong mắt 99 loại thảo dược hư ảnh không ngừng lấp lóe ánh mắt hoàn toàn hội tụ tại cuối cùng này một loại thảo dược phía trên. Loại thứ nhất thảo mộc biến hóa, loại thứ hai thảo mộc biến hóa, thứ một ngàn loại, thứ chín ngàn loại, cổ phong cả người hoàn toàn đắm chìm trong cửu thiên huyễn linh hoa thảo mộc biến hóa bên trong cái này cửu thiên huyễn linh hoa có thể biến ảo chín nghìn cái huyễn cảnh từng cái huyễn cảnh cũng có thể phát sinh một loại thảo mộc biến hóa thứ chín nghìn loại chín 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 một loại cổ phong trong mắt tơ máu dày đặc cả người gần như điên dại chín 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 tám loại cổ phong trong hai mắt huyết thủy rơi xuống từng đợt đau đớn chuyển đến nhưng cổ phong nếu như cảm giác không thấy chút xuống tất cả tinh thần đến cả ngộ cuối cùng này một loại thảo mộc biến hóa. 9999 loại, ông, cổ phong trong đầu một trận oanh minh, cả người thân thể chấn động chấn động, trong đôi mắt, cửu thiên huyễn linh hoa hư ảnh triệt hiển hiện, như thế trong mắt đã trải qua hiện ra 100 loại cửu văn thảo dược hư ảnh, tiếp lấy cái này 100 loại cửu văn thảo dược hư ảnh biến hóa, hóa thành lít nha lít nhít, vô số thảo dược hư ảnh. Cổ phong mãnh liệt mà hai mắt nhắm lại, trọn vẹn người hơi thở, cổ phong đứng im bất động, trong óc vô số thảo dược loạn vũ. Hô, người hơi thở về sau, cổ phong mãnh liệt mà mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn trong hai mắt, riêng phần mình có một quỷ dị đan văn hiển hiện, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng, hai cái này đan văn biến mất không thấy gì nữa. Mười ngàn thảo dược, thời gian một năm, ta rốt cuộc hoàn toàn lĩnh ngộ. Giờ phút này, một loại vô cùng thoải mái cảm giác, từ cổ phong trong lòng truyền đến, đó là một loại nếu như đã tới bờ bên kia giải thoát. Ta tu vi, Cổ phong cảm giác được, mình khoảng cách tụ khí, đã trải qua chỉ thiếu chút nữa xa, có lẽ, mấy ngày bên trong, liền có thể bước vào tụ khí cảnh. Quỷ lão, người vậy mà thật thành công, bao nhiêu năm, trừ diệu đan cái kia hốn trướng bên ngoài, chỉ có người một người, lĩnh ngộ cái kia một gốc chuẩn thập văn thảo dược. Quỷ lão trong thanh âm, mang theo phần chấn. Quỷ lão, ta tới gặp ngươi. Cổ phong mở miệng, đứng dậy, liền muốn hướng phía cái kia thông hướng đỉnh tháp màn sáng mà đến, mà giờ khắc này, Ti Mã Vân gần như cầu xin thanh âm truyền đến. Cổ Phong, nếu không đi nữa, cái này đan đạo chắc khí, người coi như không đuổi kịp. Cổ Phong không để ý đến, quỷ lão thanh âm lại truyền tới. Cổ Phong, người ta gặp nhau là việc tất nhiên, đi tham gia đan đạo chắc khí đi, nhất minh kinh nhân về sau, trở lại gặp lão phu. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng tốt. Lời nói ở giữa, hắn đi xuống tháp lao. Tháp lao đại môn, đã sớm bị Ti Mã Vân mở ra, Giờ phút này nhìn thấy Cổ Phong đi ra, Ti Mã Vân khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. "Đi thôi." Cổ Phong mở miệng, trong đôi mắt riêng phần mình một cái đan văn ấn ký lấp lẽ. Nhìn thấy cái này đan văn ấn ký, Ti Mã Vân thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức theo bản năng gật đầu mở miệng, "Tốt." Chương 162: Cổ Phong xuất thủ, tông môn trong sân rộng tâm chỗ. Phượng Vũ Linh cùng Đan Huyền giao đấu đã đến giai đoạn sau cùng. Phượng Vũ Linh đã trải qua tháp sáng 54 loại thảo dược mà đan huyền nơi này vừa mới thắp sáng 37 loại thảo dược. Đan huyền trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, ánh mắt của hắn rơi vào Phượng Vũ Linh trên người, đan huyền lĩnh ngộ cửu văn thảo dược, chỉ có 50 vị trí đầu bốn loại, nếu như Phượng Vũ Linh có thể thắp sáng thứ 55 loại thảo dược, đan huyền hôm nay chính là bại. Thiên Vũ Triều Phượng Hoa, Phượng Vũ Linh cái chán có mồ hôi hiển hiện, mở miệng một câu. Lúc này, trước người nàng cái kia đan đạo trên tấm bia, thứ 55 loại thảo dược tên nói, bỗng nhiên sáng lên. Bại, bại, Đan Huyền nhìn thấy cảnh này, trong lòng lúc này liền là trầm xuống, trong mắt thần sắc trở nên u ám đứng lên. Phượng Vũ Linh cười nhạt một tiếng, "Đan Huyền tông chủ, chỉ sợ 54 loại cửu văn thảo dược, chính là ngươi cực hạn đi." Đan Huyền không nói, như cố cắn răng thôi diễn, lại là nửa canh giờ trôi qua, Đan Huyền rốt cục đạt tới 54 loại. Giờ phút này, Phượng Vũ Linh đã trải qua đạt tới 68 loại. Đan Huyền giờ phút này tâm thần đắm chìm trong đan đạo bia bên trong điên cuồng thôi diễn cái này thứ 55 loại thảo dược để thi đáp án. Nhưng cái này thứ 55 loại thảo dược đã trải qua khốn nhiễu trên trăm năm, trên trăm năm đều không thể thôi diễn ra, như thế nào lại tại hôm nay thời gian ngắn như vậy bên trong thôi diễn ra. Đan huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng là sốt ruột phía dưới, hắn vượt không cách nào tìm tới đáp án kia, toàn bộ tâm thần đều là triệt loạn. Phốc, bỗng nhiên, đan huyền phun ra một ngụm máu tươi, cả người một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Tay hắn, đã trải qua rời đi đan đạo bia, ngươi, thắng, đan huyền, đắng chát mở miệng, trong nháy mắt, cả cái tông môn quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tại đan tiên tông tất cả đệ tử trước mặt, tông chủ tại thảo dược chi thức bên trên, bị một cái vẻn vẹn 29 tuổi tuổi trẻ nữ tử đánh bại, tất cả đan tiên tông đệ tử đều đã không ngóc đầu lên được. Bại, bại, triệt bại, ha ha, tốt, phụ linh không hổ là ta hoàng đan tông thánh nữ. Giờ phút này, Dương chân Nhân cười to, hắn biết sư huynh mỗi ngày sầu não uất ức đều là bởi vì cái này ngàn năm ước hẹn, hôm nay rốt cuộc rửa nhục. Tốt, chỉ sợ Thanh Châu thứ nhất thảo mộc đại sư tên tuổi, sau này phải rơi vào Vũ Linh trên người. Âm chân nhân cũng cười mở miệng, giờ khắc này, Phượng Vũ Linh tâm tình cũng là trước đó chưa từng có tốt, hôm nay vi sư tôn đoạt lại mặt mũi, cũng là hoàn thành nàng nhiều năm một cái tâm nguyện. Phượng Vũ Linh đứng ở tông môn trong sân rộng tâm, giờ phút này ánh mắt đảo qua ở đây tất cả đan tiên tông võ giả, trong thanh âm mang theo một cỗ hào phóng, đan tiên tông, nhưng còn có người dám cùng ta phượng vũ linh một đấu. Trong lúc nhất thời, đan tiên tông vô số đệ tử, cúi đầu xuống, không dám nâng lên nửa phần. Bọn hắn biết, mình không có thực lực này, ha ha, không người sao, đường đường một đại tông môn, vậy mà lại cũng không có người dám cùng ta một đấu sao. Phượng Vũ Linh thanh âm vang lên lần nữa, như cũng không người đi ra. Cũng không là tất cả mọi người không dám, một số người có can đảm đi ra, chỉ là bọn hắn biết thực lực mình không đủ, đi ra sẽ chỉ tăng thêm nhục nhã mà thôi. Bây giờ, Phượng Vũ Linh quả nhiên là một người đánh bại một cái tông môn. Nhìn thấy đan tiên tông tất cả đệ tử đều là trầm mặc, Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, mở miệng, đã như vậy, lần này đan đạo quyết đấu, ta hoàng đan tông. Đan đạo chắc thí kết thúc sao? Cũng tại lúc này, một đạo đột một thanh âm tại cái này tĩnh mịch trên quảng trường vang lên, cắt ngang Phượng Vũ Linh lời nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ mà đến. Người mở miệng là một gã đầu tóc rối bời, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, nhìn bộ dáng, nếu như từ cái gì trong núi sâu mới đi ra đồng dạng. Cổ phong, đan tiên tông đám người, nhao nhao trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bất quá rất nhanh, mọi người ánh mắt lại là ảm đạm xuống, lần trước là so đấu võ đạo chiến lực, cổ phong có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh lui thú linh cốc. Mà bây giờ là so đan đạo thảo dược tri thức, cổ phong tiến vào tông môn mới bất quá một năm mà thôi, tối đa cũng liền lĩnh ngộ nhất văn thảo dược, tại sao có thể là Phượng Vũ Linh đối thủ? Tình huống như thế nào? Cổ Phong nhìn lấy mọi người tại đây như vậy ủ rũ bộ dáng, lại là nhìn thấy cái kia âm dương chân nhân, cuối cùng ánh mắt rơi vào đan huyền trên người, đan huyền giờ phút này sắc mặt trắng bệch, góc miệng mang huyết. Giờ khắc này, Cổ Phong không khỏi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt rơi vào Phượng Vũ Linh trên người. Tì Mã Vân nhìn thấy ở đây cảnh tượng, cũng là biết tình huống có chút không đúng, bất quá vẫn là đối với đan huyền mở miệng, tông chủ đại nhân, cổ phong mang đến. Cổ phong, người tới. Đan huyền mở miệng, nhìn về phía cổ phong, trắng bạch trên khuôn mặt gạt ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng cổ phong nhìn ra, hôm nay cái này đan huyền, đã trải qua không phải dĩ vãng cái kia bầy mưu nghĩ kế đan huyền, trong mắt của hắn một mảnh hôi bại, đó là bị đánh tan võ đạo chi tâm biểu hiện. Đan huyền làm người, cổ phong hiểu, hắn bản chất không hỏng, chỉ là thân là tông chủ, mọi chuyện đều là vì tông môn, từ hắn nhiều lần trong bóng tối trợ giúp cổ phong, lại vì cổ phong thủ tháp một tháng, lại lập xuống võ đạo lời thề, sau này phải toàn lực tương trợ cổ phong tu hành, mấy tháng nay, trong lòng cái kia hận, cũng dần dần tan thành mây khói. Cổ phong không nói gì, bên này, mộng thanh tuyền nhìn về phía cổ phong mở miệng, cổ sư đệ, ta tông môn tất cả mọi người bại, tông chủ cũng ở đây giao đấu bên trong, thủ thương. Bại, cổ phong ánh mắt rơi vào đan đạo trên tấm bia, đối với tông môn chắc ý, hắn là như vậy hiểu mấy phần, giờ phút này ánh mắt lại là rơi vào phượng vũ linh trước người cái kia đan đạo trên tấm bia lấy cổ phong tâm trí trên cơ bản đã trải qua đoán được trước sau tất cả đan huyền khắp khuôn mặt là chán trường vẻ cổ phong lần này tông chủ ta bây giờ có thể tiến hành chắc khí sao cổ phong nhàn nhạt một câu khuôn mặt không có biến hóa chút nào mở miệng cổ phong ngươi đan huyền sắc mặt biến hóa hắn hiểu cổ phong cũng biết lấy cổ phong tâm trí chỉ sợ hẳn là có thể đoán được phát sinh cái gì hắn nói như vậy là Tông chủ, tiếp đó, giao cho ta đi. Cổ phong giờ khắc này, cười nhạt mở miệng. Tiếp đó, giao cho ta đi. Giờ phút này cổ phong cho mọi người loại cảm giác này, nếu như đã trải qua đem chọn cái tông môn khiêng trên người mình đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn về phía cổ phong, ánh mắt đều là biến hóa. Tốt, nhìn lấy cổ phong thần sắc này, đan huyền theo bản năng trả lời. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy, bây giờ trước mắt người thanh niên này, có thể hoàn thành tất cả. Thăng, nhất văn đan đạo bia, Phương lão giờ phút này, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lúc này mở miệng. Trận lão lập tức vung tay lên, lúc này một tòa đan đạo bia dâng lên, 10 trượng đan đạo bia, bên trên là năm vạn loại nhất văn thảo dược. Cổ Phong đi lên phía trước, từ đầu đến cuối, hắn đều không để ý đến Phượng Vũ Linh. Phượng Vũ Linh hôm nay là muôn người chú ý tiêu điểm, lần thứ nhất, nàng cảm giác mình lại bị không nhìn, trong lúc nhất thời trong lòng có chút nổi nóng, nhìn về phía Cổ Phong đạo, người chính là cái kia Mộng Thanh Tuyền trong miệng cổ sư đệ, Cổ phong không có trả lời Phượng Vũ Linh, hỏi lại đạo, người thắp sáng cái này nhất văn đan đạo bia tất cả thảo dược, dùng bao lâu? Bao lâu, Phượng Vũ Linh trong lúc nhất thời, bị cổ phong cái này không đầu không đuôi một câu, làm cho có chút hoảng hốt, lập tức tự tin mở miệng, một trăm hơi thở, ta lúc ấy còn chưa toàn lực ứng phó. a à, cổ phong nhạt nói, bàn tay đặt tại nhất văn đan đạo trên tấm bia. Đặt tại đan đạo trên tấm bia trong nháy mắt, cổ phong tâm thần chính là tiến vào một cái huyến cảnh không gian bên trong, cái này huyến cảnh trong không gian, lít nha lít nhít, vô số màu vàng kim quang chữ tại thiên không trôi nổi, rõ ràng là năm vạn đạo nhất văn thảo dược đề thi. Mà cổ phong, nhìn về phía cái này đề thi, lại là vô cùng quen thuộc, một là bởi vì những cái này đề thi đối với đã trải qua lĩnh ngộ toàn bộ 10.000 loại thảo dược cổ phong mà nói, quá mức đơn giản, thứ hai là cổ phong tại tháp lao bên trong, làm cùng loại đề thi, sớm đã là chuyện thường ngày. Cổ phong nhìn về phía một đạo đề thi, phát hiện mình suy nghĩ một chút ra đáp án, cái kia đề thi thì sẽ tiêu tán, căn bản không cần viết ra. Chắc hẳn, cái này huyến cảnh không gian, là cùng bản thân tâm thần tướng liền. Như thế, chính là đơn giản, cổ phong góc miệng treo lên một nụ cười, hắn trong đôi mắt, trong nháy mắt hiển hiện cái kia đan văn ấn ký, tiếp lấy vô số thảo dược hư ảnh từ bên trong hiển hiện. Giờ phút này, tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ tại cổ phong trên người. Mặc dù mọi người biết, cổ phong không thể nào là phượng vũ linh đối thủ, nhưng mọi người hôm nay liền muốn nhìn một chút, cổ phong đến có thể đến tới một bước nào. Phượng Vũ Linh giờ phút này lại là nhìn về phía đan tiên tông đám người khinh thường một câu, các người tông môn cái này đệ tử còn thật có ý tứ, hỏi ta dùng nhiều ít hơi thở, chẳng lẽ còn muốn siêu vượt ta không thành. Lấy thực lực của hắn chỉ sợ, ông, cũng Phượng Vũ Linh lời nói ở giữa, đan đạo bia chấn động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo, để cho người ta cả đời khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia đan đạo trên tấm bia thảo dược tên nói, điên cuồng sáng lên. Một trăm loại, một ngàn loại, mười ngàn loại, cái kia thảo dược tên nói sáng lên tốc độ, quả thực nhanh chóng vô cùng, đám người thậm chí con mắt đều đã có chút theo không kịp, chỉ thấy trên tấm bia đá, vô biên kim quang lấp lóe. 16 hơi thở, vẹn vẹn 16 hơi thở, toàn bộ nhất văn đan đạo trên tấm bia, tất cả thảo dược tên nói toàn bộ sáng lên, dị thường lập lòe. Tất cả mọi người là chừng to mắt, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Cái này, đây là thật sao? Thậm chí có người bắt đầu vò mình con mắt, vào nhiều lần, lại nhìn, vẫn như cũng là tất cả thảo dược tên nói toàn bộ sáng lên. T, tất cả mọi người, không khỏi tập thể hít một hơi lãnh khí. 16 hơi thở, vẹn vẹn 16 hơi thở, muốn biết, Phượng Vũ Linh cũng dùng trọn vẹn 100 hơi thở thời gian, mới đem tất cả nhất văn thảo dược, toàn bộ thắp sáng. năm vạn loại thảo dược A, vẹn vẹn 16 hơi thở, cổ phong đối với nhất văn thảo dược lĩnh ngộ, đã trải qua đạt tới loại trình độ nào. Cái này, làm sao sẽ? Giờ khắc này, Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, chỉ cảm giác mình mặt đều có chút đỏ trướng. Vừa rồi mình tràn đầy tự tin, đối với đối phương hỏi mình dùng bao lâu, còn rất khinh thường, mà bây giờ. Cổ phong mở to mắt, nhìn lấy Phượng Vũ Linh cái kia cơ hồ mốc chảy ánh mắt, nói đạo hẳn là nhanh hơn ngươi một chút đi. Giờ phút này Phượng Vũ Linh có loại muốn chửi má nó xúc động. Người cái này là cố ý làm người tức giận sao? Cái này đâu chỉ là mau một chút a Âm dương chân nhân, giờ phút này sắc mặt đều biến, hôm nay đến, tất cả đều là vô cùng thuận lợi, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện dạng này một tên đi ra. Ha ha, tốt, không hổ là ta đan tiên tông Thảo Mộc Đại Sư. Giờ phút này, đan huyền chân nhân, lúc này cười to. Cổ phong, cổ phong, cổ phong, cổ phong, cổ phong. tất cả đan tiên tông đệ tử, cũng như cùng đánh máu gà đồng dạng, gào thét cổ phong danh tự, hôm nay đan tiên tông tan tác như thế, cổ phong lại là cường thế nghiền ép đối thủ, cái này khiến mọi người thấy hy vọng. Phượng Vũ Linh Nhi hoặc Thảo Mộc Đại Sư Cổ Phong chính là phát hiện địa âm hoa có dương thuộc tính, lại thôi diễn ra có 18 loại thảo mộc biến hóa người. Chương 163, liên tục nghiền ép, người mở miệng là Đan Huyền, lúc trước hắn trong mắt cái kia hoàn toàn u ám, trong nháy mắt thêm ra một vệt hào quang, đây hết thảy đều là bởi vì Cổ Phong. Hôm nay từ Đan đạo quyết đấu bắt đầu, Đan Tiên Tông một mực rơi xuống Hạ Phong, thẳng đến Cổ Phong xuất hiện, mới cải biến đây hết thảy, bây giờ hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Cổ Phong trên người. Mặc kệ cổ phong cuối cùng làm đến một bước nào, bây giờ cổ phong đã vì đan tiên tông thắng được vinh dự. Không chỉ là đan huyền, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào cổ phong trên người. Bây giờ, hắn là tông môn duy nhất hy vọng, nguyên lai like chính là ngươi. Phượng Vũ Linh giờ phút này giàu có thâm ý nhìn về phía cổ phong, mở miệng ta là một lần ngẫu nhiên đạt được ba cây vạn năm địa âm hoa, dùng bọn chúng luyện chế đan dược lúc phát hiện có dương thuộc tính, ngươi lại là như thế nào phát hiện. Cảm ngộ, cổ phong nhạt nói. Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy nghi vấn, cảm ngộ. Người cứ nhìn cái này thảo dược giới thiệu, liền thôi diễn ra có dương thuộc tính. Là, cổ phong như cũng nhạt nói. Phượng Vũ Linh chấn động trong lòng, nàng thế nhưng là trong lúc vô tình trùng hợp phát hiện, mà bây giờ dựa theo cổ phong nói như vậy, hắn cũng không là ngẫu nhiên phát hiện. Cái kia 18 loại thảo mộc biến hóa, người dùng bao lâu, dùng phương pháp gì thôi diễn ra. Phượng Vũ Linh lần nữa hỏi đạo, một đêm, cảm ngộ, cổ phong thanh âm như cũ bình thản, Vẹn vẹn một đêm, hay là cảm mộ ra, cổ phong, lời này của ngươi không khỏi quá lớn đi. Phượng Vũ Linh lập tức lắc đầu mở miệng, nàng thế nhưng là dùng trọn vẹn ba tháng, đồng thời liên hợp rất nhiều luyện đan sư, mới thôi diễn ra, dưới cái nhìn của nàng cái này cổ phong thật sự quá mức nói khoác. Lập tức, Phượng Vũ Linh mở miệng, mặc dù ngươi để nhất văn đan đạo bia sáng lên, thời gian sử dụng so với ta ngắn, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi ở đây thảo dược lên tạo nghệ so với ta sâu, hôm nay quyết phân thắng thua, chỉ xem ai có thể để đan đạo trên tấm bia thảo dược sáng lên càng nhiều bây giờ ta đã thắp sáng cử văn đan đạo trên tấm bia thảo dược ngươi còn dám so sao đám người trong nháy mắt nếu như bị tưới một chậu nước lạnh bất quá phượng vũ linh nói không có sai coi như ngươi đối với nhất văn thảo dược quen đi nữa biết cũng không bằng người ta quen biết bát văn thảo dược a à. cổ phong không nói gì nhìn về phía trận lão trận lão hiểu ý lập tức lần nữa mở ra trận pháp cổ phong trước mắt đàn đạo bia lần nữa tăng lên lên tới cao 20 trưởng chỗ, lên thảo dược, đã trải qua toàn bộ hóa thành nhị văn thảo dược. Nhị văn đan đạo bia, người dùng bao lâu? Cổ phong nhìn về phía Phượng Vũ Linh, mở miệng. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người quang mang chớp nhấp nháy, trước đó cổ phong hỏi thăm về sau, thế nhưng là trực tiếp nghiền ép Phượng Vũ Linh, bây giờ, chẳng lẽ? Bất quá mọi người lại là ngấm lại, cổ phong nhập tông môn bất quá một năm, bây giờ chỉ sợ hẳn là vừa mới lĩnh ngộ được nhị văn thảo dược, muốn để hắn tại nhị văn thảo dược lĩnh ngộ lên đánh bại Phượng Vũ Linh, có chút quá khó khăn. 120 hơi thở, cổ phong người có thể đem nhất văn thảo dược quen biết đến loại trình độ kia, chỉ sợ hao phí công phu rất lớn đi, nếu như ta không đoán sai lời nói, người ở đây nhị văn thảo dược lên tạo nghệ, đem kém xa tít tắp nhất văn thảo dược. Phượng Vũ Linh nhìn về phía cổ phong, một mặt tự tin nói đạo. Dưới cái nhìn của nàng, cổ phong tất nhiên là chuyên công nhất văn thảo dược, bằng không tuyệt đối không thể có thể siêu vượt mình, mà mình thế nhưng là mỗi một loại thảo dược tạo nghệ đều cực sâu căn bản không phải có thể bằng được cổ phong không nói gì bàn tay lần nữa đặt tại nhị văn đan đạo trên tấm bia nhị văn thảo dược hết thảy có ba chục ngàn loại ông chỉ thấy đan đạo bia trong nháy mắt chấn động tiếp theo cùng lúc trước đồng dạng cái kia đồng dạng khủng bố một màn xuất hiện lần nữa nguyên một đám thảo dược tên nói điên cuồng sáng lên một ngàn mười ngàn ba chục ngàn chỉ thấy đan đạo trên tấm bia Phổ biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên, ba chục ngàn loại thảo dược, toàn bộ được thắp sáng. Mà lần này thời gian sử dụng ở giữa chỉ có 12 hơi thở. Cái này vậy mà so thắp sáng nhất văn thảo dược, nhanh hơn. Tất cả mọi người ngẩn người, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Nhị văn thảo dược phức tạp trình độ, vượt xa nhất văn, cổ phong nhất văn dùng 16 hơi thở, mới có lẽ đã là thần tích, nhị văn vậy mà vẻn vẹn dùng 12 hơi thở, cái này giản thẳng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Âm dương chân nhân sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện, mình thật sự đánh giá thấp cái này tiểu tử. Đan huyền trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, càng ngày càng nồng đậm, hôm nay cho dù thua, đan tiên tông, cũng không có hoàn toàn mất đi mặt mũi. Cổ phong nhìn về phía Phượng Vũ Linh, mở miệng, người thật giống như đoán sai. Ngươi, giờ khắc này, Phượng Vũ Linh căn bản nói không ra lời. Nàng chỉ cảm thấy, mình lần nữa mình đánh mặt, nàng vốn cho rằng cổ phong là chuyên công nhất văn thảo dược, không nghĩ tới đối với nhị văn thảo dược lĩnh ngộ, vậy mà cũng không ở nhất văn thảo dược phía dưới. Thực cái này rất dễ lý giải, cổ phong đã trải qua triệt lĩnh ngộ cái này 10.000 loại thảo dược. Nhị văn thảo dược mặc dù so sánh lại nhất văn thảo dược phức tạp một chút, nhưng ở cổ phong nơi này, trên cơ bản liền có thể xem nhẹ, đồng thời nhị văn thảo dược vẫn còn so sánh nhất văn thảo dược ít hai vạn loại, cổ phong thời gian sử dụng tự nhiên ít một chút. Vẹn vẹn nhị văn thảo dược mà thôi, vừa mới bắt đầu. Phượng Vũ Linh cắn răng, nàng không tin, cổ phong tại chỗ có thảo dược bên trên, đều có thiên phú như vậy. Giờ phút này, trận lão không nói hai lời, lập tức tiếp tục mở ra trận pháp. Cổ phong trước mặt đan đạo bia, lên tới 30 trường. Bên trên, là 10.000 loại tam văn thảo dược. Cổ phong lần này không hỏi một tiếng, trực tiếp bàn tay đặt tại lên. Ông ong, trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng chấn động vẻ, chỉ thấy cái kia đan đạo trên tấm bia, thảo dược tên nói lần nữa gần như điên cuồng mà lộ ra lên. Bảy hơi thở, giờ khắc này, cho dù là phượng vũ linh, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, bảy hơi thở, vẻn vẹn, vẹn bảy hơi thở, cái này 10.000 loại thảo dược chính là được thắp sáng. Cổ phong đối với thảo dược lĩnh ngộ, đến đến như thế nào độ cao. Mọi người đã trải qua không cách nào tưởng tượng, nhìn lấy phượng vũ linh cái kia kinh hãi còn chưa thối lui khuôn mặt, cổ phong nhạt nói tam văn thảo dược, ngươi như cũng không bằng ta. Ngươi, Phượng Vũ Linh cắn răng thời điểm, bên này đan đạo bia lần nữa dâng lên. 40 trưởng, Phượng Vũ Linh thắp sáng đàn đạo bia hao phí 320 hơi thở, cổ phong vẻn vẹn hao phí 56 hơi thở. Nghiền ép, 50 trưởng, Phượng Vũ Linh 463 hơi thở, cổ phong 72 hơi thở. Nghiền ép, nghiền ép, nghiền ép, hay là nghiền ép, Phượng Vũ Linh khuôn mặt, đã trải qua co quắp, nàng xem hướng cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nhất văn, nhị văn thảo dược, đối phương có thể nghiền ép chính mình, có thể hiểu thành hắn chuyên công cấp thấp thảo dược, nhưng bây giờ, mỗi một văn thảo dược, đối phương đều là nghiền ép chính mình, có thể tưởng tượng đối phương tại những cái này thảo dược lĩnh ngộ bên trên, xác thực vượt qua mình. Còn có bát văn cùng cửu văn thảo dược chưa kiểm tra đo lường, hắn cuối cùng thảo dược tạo nghệ, tất nhiên không bằng ta. Giờ phút này, Phượng Vũ Linh cắn răng trong lòng thầm nghĩ. Cổ phong bàn tay giờ phút này đặt tại bát văn thảo dược phía trên, đến những cái này cao dai thảo dược, cho dù cổ phong cũng vô pháp lập tức liền làm ra đáp án, rất nhiều thứ cần từ trong trí nhớ tìm kiếm tiến hành thôi diễn. Bát văn thảo dược, hết thảy có 300 loại. Cuối cùng, hao phí trăm hơi thở thời gian, muôn người chú ý phía dưới, bát văn đan đạo bia, hoàn toàn bị thắp sáng. Mà trước đó, Phượng Vũ Linh thì là hao phí trọn vẹn thời gian một nén nhang. Lần nữa nghiền ép, giờ khắc này, toàn bộ đan tiên tông quảng trường sôi trào lên. Trong mắt mọi người thần sắc đã trải qua triệt biến hóa, đã trải qua không còn là ngay từ đầu ủ rũ, tất cả mọi người đều ưỡn ngực. Liên tục 8 lần nghiền ép, hôm nay, cho dù cổ phong bại, Đan Tiên Tông cũng đoạt lại mình vinh dự. Cuống hồ, bây giờ trong lòng mọi người đối với Cổ Phong đã có một loại mù quáng tự tin, bọn hắn tin tưởng Cổ Phong sẽ thắng. Cổ Phong, hôm nay ngươi cho dù bại, cũng là ta Đan Tiên Tông anh hùng, tư quá tháp còn thừa 40 năm hình phạt, hôm nay có thể miễn. Đan Huyền cười to mở miệng, mọi người tại đây không có bất kỳ cái gì một người phản đối, Cổ Phong đối với tông môn công lao thực sự quá lớn. Cổ Phong không có mở miệng, lần nữa nhìn về phía trận lão. Tốt Trận lão cũng là cười to, trận pháp lần nữa vận chuyển. Cổ Phong trước mặt đan đạo bia, dâng lên đến 90 trượng. 90 trượng đan đạo trên tấm bia là 99 loại cửu văn thảo dược tên nói. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Phượng Vũ Linh trước mặt đan đạo trên tấm bia, lên sáng lên 68 loại thảo dược. Từ hôm nay sơ Phượng Vũ Linh là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà có thể đạt tới độ cao này, trong mắt nàng giờ phút này dâng lên chiến ý bởi vì trước mắt cái này so với chính mình còn muốn nam nhân trẻ tuổi, đã có tư cách khiêu chiến mình. Ta Phượng Vũ Linh, học tập Thảo Dược 29 năm, bình sinh lần thứ nhất tại Thảo Dược tri thức lên gặp được đối thủ, người có tư cách cùng ta một đấu. Phượng Vũ Linh mở miệng, nhìn về phía cổ phong, ta cổ phong, học tập Thảo Dược một năm, người là ta tại Thảo Dược tri thức bên trên, đối thủ thứ nhất, người có tư cách cùng ta một đấu. Cổ phong nhìn về phía Phượng Vũ Linh, mở miệng nói đạo. Người nói cái gì, Người vừa mới học tập thảo dược một năm, Phượng Vũ Linh nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng xem ra cổ phong so với chính mình tuổi trẻ, học tập thảo dược thời gian tất nhiên không có mình trường, nhưng nàng không thể tin được, cổ phong vừa mới học tập thảo dược chỉ có một năm. Cổ phong gia nhập ta đan tiên tông bất quá một năm mà thôi. Giờ phút này, đan huyền mở miệng nói đạo, nghe đến lời này, Phượng Vũ Linh trong lòng càng là chấn động, người trước mắt vẻn vẹn dùng thời gian một năm, học tập thảo dược tri thức bên trên, liền đã đạt tới có thể cùng mình một đấu trình độ. Đan đạo thiên tư, đến đến như thế nào độ cao? Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nàng một mực tự hỏi, mình đan đạo thiên phú, tại Thanh Châu trong thế hệ trẻ, không người có thể đụng, bây giờ, lại gặp được đối thủ. Cổ phong, cho dù người thiên tư chắc Việt, nhưng ở cửu văn thảo dược lĩnh ngộ bên trên, cũng không khả năng hơn được ta Phượng Vũ Linh. Phượng Vũ Linh mở miệng, bàn tay theo ở trước mắt cái kia đã trải qua sáng lên 68 loại thảo dược đan đạo trên tấm bia, nàng xem hướng cổ phong như cũng nhất tâm nhị dụng cổ phong cười nhạt một tiếng vậy nhưng chưa hẳn vừa nói cổ phong bàn tay cũng là đặt tại đan đạo trên tấm bia lần này hắn hai mắt cũng không có khép kín phượng vũ linh gặp tình hình trong mắt lộ ra một vẻ khinh miệt mở miệng cổ phong ngươi không thể nhất tâm nhị dụng trợn tròn mắt không cách nào tâm thần tiến vào đan đạo bia huyễn cảnh bên trong như thế nào so với ta đấu ai nói ta không thể nhất tâm nhị dụng cổ phong nhàn nhạt, nhạt một câu giờ khắc này trước người cái kia cửu văn đan đạo trên tấm bia, một loại thảo dược, trực tiếp sáng lên. Cái gì, đám người trừng to mắt, cổ phong vậy mà cũng có thể nhất tâm nhị dụng. chương 164, cửu thiên huyễn linh hoa. Nhất tâm nhị dụng, tuyệt đối không phải việc đơn giản. Đan huyền tu luyện nhiều năm như vậy, mới lĩnh ngộ nhất tâm nhị dụng. Phượng Vũ Linh là đan đạo thiên tài, thuở nhỏ bồi dưỡng, bây giờ mới có thể cái này nhất tâm nhị dụng. Mà cổ phong, tại mọi người nhìn lại, trẻ tuổi như vậy, Bất quá là từ một cái nho nhỏ quận bên trong đi ra, làm sao lại nhất tâm nhị dụng. Trước mắt một màn, để cho người ta chấn kinh, đan huyền trên mặt, trước đó chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng, hôm nay Cổ Phong, quả thực quá mức vượt quá hắn dự liệu. Bắt đầu đi, Cổ Phong nhạt nói, lập tức ở vào trong ảo cảnh cái kia tâm thần, bắt đầu điên cuồng thôi diễn mỗi một loại cửu văn thảo dược. Ông, Cổ Phong trước mặt cửu văn đan đạo trên tấm bia, loại thứ hai cửu văn thảo dược tên nói sáng lên. Ông, tiếp theo loại thứ ba loại thứ tư cái này cửu văn thảo dược sáng lên tốc độ xa so trước đó phượng vũ linh nhanh vừa mở thủy phượng vũ linh còn rất bình tĩnh nhưng rất nhanh nàng liền không giữ được bình tĩnh bởi vì hai người tranh lệch đang không ngừng thu nhỏ một loại muốn bị đánh bại nguy cơ tại phượng vũ linh trong lòng hiển hiện nàng biết hôm nay vô luận như thế nào chính mình cũng không thể bại bằng không nàng không mặt mũi nào trở về thấy mình sư tôn nghĩ xong nàng rốt cục buông xuống cao ngạo tư thái tâm thần cũng là lâm vào cái kia huyễn cảnh trong không gian. Mười loại, hai mươi loại, cổ phong nơi này, ở vào điên cuồng thôi diễn bên trong, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Giờ phút này Phượng Vũ Linh vây ở thứ tám mươi loại, cái này thứ tám mươi loại cửu văn thảo dược thảo mộc biến hóa cực kỳ phức tạp, cho dù là Phượng Vũ Linh, giờ phút này cũng vô pháp lập tức tìm tới đáp án. Mà cổ phong, giờ khắc này, đã trải qua tháp sáng thứ bảy mươi loại thảo dược. Bảy mươi mốt loại, bảy mươi hai loại, giờ phút này, Tất cả mọi người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một thoáng, ánh mắt đều là rơi vào hai người quyết đấu phía trên. Vẹn vẹn một năm, cổ phong có thể ở thảo dược lĩnh ngộ lên đạt tới mức này, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, hôm nay cho dù bại, cũng thắng được vinh dự, đồng thời mọi người có tin tâm, lấy cổ phong tại thảo dược lên cái này chờ yêu nghiệt thiên phú, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ đem phượng vũ linh xa xa bỏ lại đằng sau. 80 loại, làm cổ phong trước mặt đan đạo trên tấm bia, Thứ 80 loại cửu văn thảo dược tên nói sáng lên thời điểm, trong mắt mọi người đều là vô cùng phấn chấn vẻ. Bằng, cũng tại lúc này, Phượng Vũ Linh cắn răng mở miệng, nghĩ thắng ta không dễ dàng như vậy. Lập tức, ít thấy Phượng Vũ Linh trước mặt đan đạo trên tấm bia, thứ 81 loại thảo dược tên nói sáng lên. Trong nháy mắt mọi người trong lòng lại là trầm xuống, có đúng không? Cổ Phong cười nhạt, thứ 81 loại thảo dược đồng dạng sáng lên. Giờ phút này mọi người lại là kích động lên, lại đánh ngang, loại cảm giác này quả thực quá kích thích. Ta như cũ không có bại, Phượng Vũ Linh mở miệng, tâm thần như cũ ở vào điên cuồng thôi diễn bên trong. Chỉ sợ, người không có cơ hội, cổ phong giờ phút này, đạm mạc một câu, tiếp theo, chỉ thấy cổ phong trong hai mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức riêng phần mình một cái đan văn ấn ký hiển hiện, tiếp lấy hai cái này đan văn ấn ký tiêu tán, hóa thành lít nha lít nhít, vô số thảo mộc hư ảnh. Nhìn thấy cảnh này, Phượng Vũ Linh thân thể chấn động mạnh một cái, kinh thanh mở miệng, người đây là... Đan đạo chi nhãn, giờ khắc này, Đan Huyền cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão mãnh liệt mà đứng lên, nhao nhao kinh hô. Hắn vậy mà có thể tu luyện ra Đan đạo chi nhãn, hắn mới trẻ tuổi như vậy, cái này sao có thể? Dương Chân Nhân sắc mặt kịch biến, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Người này 20 tuổi tu thành Đan đạo chi nhãn, cái này chờ Đan đạo tư chất, quả thực không cách nào tưởng tượng. Âm Chân Nhân cũng là kinh hô lên, cả cái tông môn trên quảng trường, tất cả đệ tử cơ hồ đều là ngốc trệ ở nơi đó, tiếp theo, trong mắt mọi người đều là xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Đan đạo chi nhãn, cái này là đối với thảo dược lĩnh ngộ, đạt đến cực hạn luyện đan sư, có thể lĩnh ngộ ra một loại nghịch thiên thần thông. Tại Thanh Châu vô số luyện đan sư bên trong, cũng chỉ có thứ nhất đan đạo đại sư đan đạo phẩm giai đạt tới địa giai cửu văn thanh đan huyết tu thành mà thôi, thậm chí toàn bộ nhân gian, tu thành đan đạo chi nhãn luyện đan sư, bên ngoài chỉ có 5 người. Đan đạo chi nhãn cỡ nào khó mà tu luyện, từ thanh đan huyết toàn nghiên cứu mấy ngàn năm đan đạo, mới tại trăm năm trước đó tu ra đan đạo chi nhãn, cũng có thể thấy được. Mà cổ phong, bây giờ năm nay gần 20 tuổi. Vậy mà liền tu luyện ra đan đạo chi nhãn, cùng cổ phong so sánh, Phượng Vũ Linh cái này cái gọi là thanh châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài đan sư, trong nháy mắt chính là thành trò cười. Đan đạo chi nhãn, sở dĩ để vô số võ giả mê muội là bởi vì, một khi có được đan đạo chi nhãn, tại thảo dược lực lĩnh ngộ lên có thể tăng mạnh mẽ vô số lần, có thể nói chỉ cần có đan đạo chi nhãn tại, liền không có có cảm mộ không được thảo dược. Đan đạo chi nhãn có thể đem mỗi một loại học qua thảo dược lạc ấn bên trong, vô số thảo dược biến hóa phía dưới, đối với thảo dược lý giải cũng là đạt tới khủng bố cấp độ. Có thể tưởng tượng, một cái luyện đan sư, tại luyện đan trước đó, có thể đem tất cả thảo dược phân tích thấu triệt, như thế chỉ cần thủ pháp luyện đan không có vấn đề, cái này luyện đan tất nhiên sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có thể nói có đan đạo chi nhãn đem tăng lên rất nhiều luyện đan xác suất thành công cảm mộ thảo dược tăng lên luyện đan xác suất thành công chỉ lần này hai điểm cũng đã đầy đủ nghịch thiên mà còn có nghe đồn một chút đem đan đạo chi nhãn tu luyện tới cực cao cấp độ luyện đan sư có thể đem đan đạo chi nhãn tu luyện thành một loại cực kỳ cường hoành giết địch thần thông này thần thông vừa ra ngàn vạn thảo mộc biến hóa dùng để giết địch nghe đồn đã từng thái cổ thời kỳ có một vị có được đan đạo chi nhãn thiên giai luyện đan sư một người đối mặt yêu tộc trăm vạn cường giả vây giết một dưới mắt, vô biên thảo mộc biến hóa mà ra, yêu tộc đại quân, khoảng cách sụp đổ. Như thế, có thể tưởng tượng, cổ phong có được đan đạo chi nhãn, mang ý nghĩa cái gì? Làm sao có thể, Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, trong lòng cái kia trải qua thời gian giải tích lũy kiêu ngạo vương tọa, trong nháy mắt sụp đổ, nàng còn đang xoắn suýt thảo dược, mà trước mắt cái này cùng thế hệ người, đã trải qua tu luyện ra đan đạo chi nhãn. Cho dù người có đàn đạo chi nhãn, hôm nay ta cũng chưa chắc sẽ bại. Phượng Vũ Linh mở miệng, lúc này thứ 82 loại thảo dược sáng lên. Thất hỏa diệu vũ hoa, mà giờ khắc này, cổ phong trong hai mắt, cái kia vô số thảo dược hư ảnh không ngừng biến hóa phía dưới, cuối cùng ngưng tụ ra một gốc ngày thường bảy đóa phiến lá thảo dược hư ảnh. Cái này thảo dược hư ảnh, chính là thất hỏa diệu vũ hoa. Lúc này, cổ phong bên này, đan đạo trên tấm bia, lần nữa sáng lên. Nhưng mà, cái này vẫn chưa hết, cổ phong trong mắt vô số thảo dược hư ảnh lần nữa lấp lóe tiếp lấy lại là một gốc cửu văn thảo dược hiển hiện. Tố nữ Lam Diệp Thảo, Kim Dương Hà Ô Chấp, theo cổ phong trong mắt hào quang không ngừng lấp lóe trong mắt từng cây cửu văn thảo dược, không ngừng hiển hiện, mỗi hiển hiện một loại thảo dược, cái kia đan đạo trên tấm bia thảo dược tên nói, chính là sẽ sáng lên một cái. Thứ 83 loại, thứ 84 loại, thứ 90 loại, giờ phút này, Phượng Vũ Linh vừa mới đạt tới 84 loại, đã bị cổ phong xa xa bỏ lại đằng sau, cắn răng mở miệng ta không thể bại. Lời nói ở giữa, mãnh liệt mà cắn nát mình đầu ngón tay, tay kia bên trong huyết thủy, bôi qua mình hai con mắt. Trong nháy mắt, nàng hai con mắt, hóa thành huyết sắc. Đan đạo võ kỹ, huyết linh nhãn. Đan huyền nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi đổi, võ kỹ này, là huyết đan đạo người thành danh võ kỹ, công hiệu cùng loại đan đạo chi nhãn. Bất quá uy năng chỉ có đan đạo chi nhãn một phần mười mà thôi, có thể nói là một cái yếu bất bản đan đạo chi nhãn. Bây giờ, đây là phượng vũ linh cuối cùng dễ dụa. Cổ phong nơi này, thứ 91 loại thảo dược trực tiếp sáng lên. 92 loại, 93 loại, 98 loại, làm cổ phong sáng lên 98 loại thảo dược thời điểm, Phượng Vũ Linh bên này, cưỡng ép thôi động huyết linh nhãn phía dưới, đạt tới 90 loại, thứ 91 loại, nàng đã có chút khó mà thôi diễn ra, cái này loại thảo dược, không ở nàng quen biết phạm vi bên trong. Đan tiên tông 10.000 thảo dược, cuối cùng cái này 10 loại thảo dược, đều là hy hữu đồ vật, mặc dù Phượng Vũ Linh quen biết thảo dược đạt tới 300.000 loại, nhưng cái này người loại lại không ở chính giữa. Phốc, điên cuồng cưỡng ép thôi động huyết linh nhãn, tăng thêm hao tổn phí tâm thần phía dưới, Phượng Vũ Linh một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cùng trước đó, đan huyền bộ dáng không khác nhau chút nào. Trong nháy mắt Phượng Vũ Linh một cái lảo đảo, bàn tay rời đi đan đạo bia, trong mắt nàng tràn đầy u ám vẻ, nhìn về phía cổ phong, bên trong thậm chí lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Phượng Vũ Linh, bại, hơn nữa là bại hoàn toàn, từ nhất văn thảo dược bắt đầu, liền bị cổ phong nghiền ép, một mực nghiền ép đến cửu văn thảo dược. Thực, từ cổ phong thi triển đan đạo chi nhãn một khắc kia trở đi, liền đã định trước phượng vũ linh thất bại. Đan tiên tông thắng, ngàn năm ước hẹn, đan tiên tông vốn là lâm vào tuyệt vọng, toàn bộ tông môn trên dưới, bao quát tông chủ đan huyền đều thua ở phượng vũ linh trong tay. Mà lúc này, cổ phong thần binh trên trời rơi xuống, ngăn cơn sóng dữ Lấy bản thân lực lượng, đem chọn cái đan tiên tông khiêng tại chính mình trên vai. Lần trước thú linh cốc là như thế, lần này Hoàng Đan Tông đến, lại là như thế. Có thể nói, tại chỗ có người trong lòng, cổ phong bây giờ gần như thành một cái tín ngưỡng, thậm chí rất nhiều người, tại thời khắc này cổ phong trong lòng bọn họ địa vị, đã trải qua cao hơn tông chủ đan huyền. Hạo tinh thần cái này thiên hạo thành thế hệ tuổi trẻ tu vi đệ nhất nhân, giờ phút này đã ở bên trong, giờ phút này hắn nhìn qua cổ phong thân ảnh, đã có loại thua chỉ kém em cảm giác. Bại, bại, xương chân nhân, trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, không có nửa điểm huyết sắc. Ngàn năm ước hẹn, chờ đợi ngàn năm a, à, chẳng lẽ đây là số mệnh chung chú định không thành. Âm chân nhân, giờ phút này cũng là khuôn mặt thảm đạm. Nhìn nhìn lại Phượng Vũ Linh, giờ phút này cái kia hai mắt vô thần dạng người, để bọn hắn cảm giác được đau lòng, trải qua việc này, chỉ sợ Phượng Vũ Linh đan tâm sẽ bị long đong, sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, tại đan đạo phía trên đều có vết rách tồn tại n 7 q 65 gigalit Nhưng mà, Phượng Vũ Linh bại, nhưng tông môn kiểm tra đo lường lại vẫn còn tiếp tục tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại cổ phong trên người. Muôn người chú ý phía dưới, cái kia thứ 99 loại thảo dược hư ảnh, thình lình tại cổ phong trong mắt hiển hiện, đan đạo trên tấm bia thảo dược tên nói được thắp sáng. Như thế, tất cả 99 loại cửu văn thảo dược, giờ phút này toàn bộ được thắp sáng. Đan tiên tông thảo dược 10.000 loại, vẻn vẹn vẻn vẹn, vẹn còn lại nhất loại sau. Cái kia trận pháp, tự động mở ra, giờ phút này cao 90 trượng đan đạo bia, trong nháy mắt dâng lên, đúng là đạt tới trăm trượng. Cái này trăm trượng trên tấm bia đá, trong nháy mắt toát ra một cỗ tang thương đã lâu khí tức. Đã lâu năm tháng đến nay, tại rượu đan chân nhân về sau, lại cũng không có người mở ra cái này trăm trượng đan đạo bia. Cái này đan đạo trên tấm bia, chỉ có một gốc thảo dược, cái này không phải thảo dược tên nói, mà là khắc hỏa thảo dược chi đồ. Này thảo dược, chính là cái kia cơ hồ siêu vượt cửu văn, đã trải qua thuộc về chuẩn thập văn thảo dược tồn tại. Cửu thiên huyễn linh hoa, chương 165, thượng cổ kỳ đan, Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa, này thảo dược là Đan Tiên Tông trấn tông môn thảo dược, cùng sở hữu 9999 loại thảo mộc biến hóa. Mà cái này Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa đồ văn cũng là từ 9999 đạo đường công khắc họa mà thành. Cổ Phong bàn tay đặt tại đan đạo trên tấm bia, hắn trong hai mắt vô số thảo dược hư ảnh hiển hiện. Muốn có được cuối cùng này đan đạo bia tán thành, cần cảm ngộ ra Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa toàn bộ 9999 loại thảo mộc biến hóa. Lúc này, chỉ thấy cái kia cửu thiên huyễn linh hoa đồ văn phía trên, một đạo đường cong sáng lên, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cổ phong đã trải qua cả mộ cửu thiên huyễn linh hoa một loại thảo mộc biến hóa. Tiếp theo, một đạo đạo đường cong không ngừng sáng lên. Một ngàn, hai ngàn, muôn người chú ý phía dưới, 9999 đạo đường cong toàn bộ sáng lên, cái kia cửu thiên huyễn linh hoa đổ văn, bị chia thắp sáng. Cửu văn luyện đan học đồ, tất cả đan tiên tông người, nhìn lấy cổ phong, ánh mắt kia kịch liệt biến hóa. Đã lâu năm tháng đến nay, thế nhưng là chỉ có rượu đan chân nhân một cái cửu văn luyện đan học đồ, hơn người chưa bao giờ có người đạt tới cửu văn, mà bây giờ, cổ phong đạt tới cái này một độ cao. Đan huyền trước đó bởi vì thua ở phượng Vũ Linh trong tay trong mắt xuất hiện u ám vẻ, giờ phút này triệt biến mất, hắn lão, mà cổ phong là hắn đan tiên tông người, đây hết thảy đã đầy đủ. Nhưng mà, đám người phát hiện, cái này cửu thiên huyễn linh hoa đồ văn sáng hẳn lên, cổ phong bàn tay như cũng không hề rời đi đan đạo bia. Cổ phong trong đôi mắt, cái kia thảo dược hư ảnh, ngược lại càng nhiều. Đây là, tất cả mọi người là nổi lên nghi ngờ, cổ phong bây giờ đã trải qua triệt trở thành cửu văn luyện đan học đồ, 10.000 loại thảo dược toàn bộ lĩnh ngộ, tại sao còn tiếp tục? Cổ phong đang tìm kiếm thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa. Giờ phút này, đan huyền mở miệng, nghe nói lời này, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau đại biến. Thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa, cái này cửu thiên huyễn linh hoa, nhưng mà năm đó rượu đan lão tổ đoạt được, cái này 9999 loại thảo mộc biến hóa, cũng là rượu đan lão tổ tự mình thôi diễn ra. Bây giờ, Cổ Phong đây là đang nghi vấn năm đó rượu đan lão tổ sao? Mọi người cảm giác, cái này có chút không có khả năng, rượu đan lão tổ trong lòng mọi người địa vị, sớm đã thâm căn cố đế, đây chính là không thể hơn vừa tồn tại a. À? Hắn đối với thảo dược chấp nhất, vậy mà đạt tới mức này. Phượng Vũ Linh nhìn về phía giờ phút này Cổ Phong cái kia trong mắt chấp nhất hào quang, trong lòng không khỏi cảm thán: người này có thể ở thảo dược lên siêu vượt mình cũng không phải là may mắn ông giờ khắc này đan đạo bia chấn động cổ phong trong đôi mắt thảo dược hư ảnh càng ngày vượt nhiều trong mắt của hắn tơ máu lần nữa dày đặc ong 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 đan đạo bia chấn động kịch liệt hơn đứng lên ít thấy một đạo khe nứt xuất hiện ở đan đạo trên tấm bia tất cả mọi người sắc mặt đại biến mười tòa đan đạo bia là rượu đan lão tổ năm đó tự mình chế tạo nhiều năm qua một mực dùng để chắc ký đệ tử lại chưa bao giờ xuất hiện qua loại này hiện tượng quỷ dị a à, giờ khắc này cổ phong một đôi đan đạo chi nhãn bên trong tơ máu dày đặc đến cực hạn thậm chí một giọt máu sa sút xuống Giang rắc giang rắc chỉ thấy đan đạo bia khe hở càng ngày vượt nhiều không ngừng có toái thạch rơi xuống thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa mở giờ khắc này cổ phong một tiếng quát lớn đan đạo chi nhãn bên trong bỗng nhiên toàn bộ thảo dược hư ảnh tiêu tán ngưng tụ ra một gốc ngày thường mười mặt phiến lá quỷ dị đóa hoa Đóa hoa này ngoại hình cùng cửu thiên nguyễn linh hoa giống như đúc, nhưng cửu thiên nguyễn linh hoa chỉ có chín mặt phiến lá. Cũng vào lúc này, cái kia đã trải qua khe hở dày đặc đan đạo bia, rốt cục không cách nào kiên trì. Bành, đan đạo bia bỗng nhiên sụp đổ, một mảnh lóa mắt kim quang từ bên trong khuếch tán ra. Mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau đại biến, cảnh này hoàn toàn siêu ra tất cả người đoán trước. Chỉ thấy một gốc kim mang lấp lóe thảo dược phiêu phù ở bên trên bầu trời, này thảo dược, chính là cửu thiên nguyễn linh hoa, bất quá cái này cửu thiên huyễn linh hoa chín mặt phiến lá bên ngoài, còn có một mặt hư ảo phiến lá. Thứ 10 mặt phiến lá, cửu thiên huyễn linh hoa, không nghĩ tới, cái này thảo dược dĩ nhiên thẳng đến bị phong ấn ở đan đạo bia bên trong. Đan huyền giờ phút này kinh hô mở miệng, năm đó hắn từng nghe nghe sư tôn diệu đan chân nhân nói qua, cửu thiên huyễn linh hoa, có lẽ có thể biến hóa thành 10 ngày huyễn linh hoa, bất quá đương sơ diệu đan chân nhân cũng chỉ là suy đoán, không dám khẳng định. Đan huyền cũng không nghĩ tới, cuối cùng đem duy nhất một gốc cửu thiên huyễn linh hoa lấy trận pháp phong ấn tại đan đạo bia bên trong, cho tới hôm nay cổ phong sắp mở ra. Thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa, tất cả mọi người cơ hồ trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, cổ phong vậy mà thật tìm ra thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa. Năm đó diệu đan lão tổ kết luận, bị phá vỡ. Dương chân nhân cùng âm chân nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, cổ phong đan đạo tư chất mạnh mẽ, đã trải qua xa không được là bọn hắn có thể tưởng tượng. Tông chủ, này thảo dược, bây giờ cũng đã tính toán làm thập phân. Cổ phong đem cái kia trôi nổi cửu thiên huyễn linh hoa cầm lấy, đối với đan huyền mở miệng nói đạo. Năm đó sư tôn đã từng nói, thảo dược thảo mục biến hóa nếu như đạt tới 10.000 loại, cái kia liền tiến vào thập phân thảo dược liệt kê, bây giờ cái này cửu thiên huyễn linh hoa tiến vào thập phân thảo dược liệt kê. Đan huyền lập tức gật đầu mở miệng, cổ phong mở miệng, vật này, chỉ sợ tông môn cũng chỉ có một gốc. Thu đi thôi, theo lý mà nói, hôm nay là cổ phong phát hiện cửu thiên huyễn linh hoa, Đăng thêm hắn lập xuống công lớn như vậy, cho dù hắn yêu cầu tông chủ đem này thảo dược đưa cho hắn cũng không có vấn đề gì, mà cổ phong lại không có, có thể thấy được cổ phong đối với tông môn đỏ người chi tâm. Tốt, đan huyền trong mắt tràn đầy vẻ cảm động, tiếp nhận thảo dược. Lập tức, đan huyền nhìn về phía phượng vũ linh mở miệng, tiểu cô nương, bây giờ đan đạo quyết đấu đã trải qua kết thúc, người hoàng đan tông, bại, cái kia hai kiện bảo vật, cũng liền mãi mãi cũng thuộc về ta đan tiên tông, người chờ mời trở về đi. Giờ khắc này, Dương chân Nhân cùng âm chân Nhân đi đến Phượng Vũ Linh bên người. Việc này, là căn cứ năm đó lời thề ước định, là quan hệ đến hai cái tông môn lão tổ sự tình, bọn hắn không cách nào vi phạm. Vũ Linh đi thôi, Dương chân Nhân thán hơi thở. Vũ Linh, không cần như thế, sau này đường, còn rất dài. Âm chân Nhân, cũng là mở miệng, mà giờ khắc này, Phượng Vũ Linh lại là cũng chưa hề đụng tới, nàng hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm cổ phong, mở miệng, cổ phong. Mặc dù ta tại thảo dược phía trên thua với ngươi, nhưng cũng không chứng minh ta đan đạo tạo nghệ so ngươi kém, ta không cam chịu, ngươi có thể dám cùng ta so luyện đan, mặc kệ luyện chế đan dược gì, tất cả ngươi nói tính toán. Ta không biết luyện đan, Cổ Phong mở miệng nói đạo, giờ phút này, đám người hơi sướng sờ, giờ phút này mới nhớ, Cổ Phong thật sự không biết luyện đan, hắn thậm chí tu vi cũng không đạt tụ khí cảnh, lại thế nào lấy linh khí dẫn động đan lô đến luyện đan? Sẽ không, ngươi làm sao có thể sẽ không? Ngươi thảo dược tạo nghệ sâu như thế, đã là danh phó thực thảo mộc đại sư, làm sao có thể không biết luyện đan. Phượng Vũ Linh mở miệng lần nữa, nàng không cam chịu cứ như vậy bại. Ta hôm nay vừa mới cảm ngộ xong 10 ngàn thảo dược, tu vi cũng không đạt tụ khí, như thế nào lại luyện đan đâu. Cổ phong nhàn nhạt mở miệng, ngươi, Phượng Vũ Linh giờ phút này trong lòng bị đè nén tới cực điểm, nếu như là một cái người bình thường, nàng cũng khinh thường cùng đối phương so đấu luyện đan, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương tại thảo dược phía trên nghiền ép chính mình, mình giờ phút này nghĩ tại phương diện luyện đan chiến thắng đối thủ, mà đối phương hết lần này tới lần khác không biết luyện đan. Cái này rất giống mãnh liệt một quyền, đánh vào trên bông một dạng. Giờ khắc này, âm chân nhân cùng dương chân nhân hối hận phát điên, sớm biết như vậy, bọn hắn so đấu luyện đan chẳng phải chắc thắng. Hôm nay ta hoàng đan tông bại, cũng không là thua với người đan tiên tông, mà là thua ở người cổ phong thân, thua ở thảo dược trên tu hành. Mà đan đạo một đường, chính yếu nhất, hay là luyện đan, luyện đan sư, nếu không thể luyện đan, bằng cái gì nói luyện đan sư. Hôm nay nếu là so luyện đan, ta hoàng đan tông, tất thắng không thể nghi ngờ, chỉ tiếc. Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, hôm nay nếu như cải biến một chút sách lược, có lẽ cái này đan đạo quyết đấu đã trải qua thắng. Tất thắng không thể nghi ngờ, cổ phong mở miệng, Phượng Vũ Linh mở miệng, thế hệ tuổi trẻ so luyện đan, ta tới so, thế hệ trước so luyện đan, hai ta vị sư thúc đến so, mặc kệ luyện chế bất luận cái gì đan dược, người đan tiên tông, thua không nghi ngờ đan tiên tông đám người nghe nói mặc dù trong lòng không vui nhưng là nói không ra lời sự thật xác thực như thế dương chân nhân cùng âm chân nhân cũng là càng thêm bất đắc dĩ hôm nay thua ớt ức a ha ha người chỉ sợ có chút cao xem chính ngươi cùng hai người vị sư thúc cổ phong nghe xong lúc này cười lạnh đan tiên tông ánh mắt mọi người biến hóa cổ phong đây là ý gì hắn có thể không biết luyện đan a so luyện đan xác thực không bằng hoàng đan tông a Phượng Vũ Linh cuồng ngạo mở miệng, cổ phong, người chưa có tùy tiện, mặc dù ngươi ở đây thảo dược lên thắng ta, nhưng so luyện đan, mặc kệ luyện chế bất luận cái gì đan dược, ta ba người có thể quét ngang người đan tiên tông. Mặc kệ luyện chế bất luận cái gì đan dược, là, mặc kệ bất luận cái gì đan dược, Phượng Vũ Linh mở miệng, thanh châu phạm vi bên trong lưu truyền đan phương, cơ hồ không có hắn hoàng đan tông không được biết, mà đan tiên tông cho tới nay cũng đều không có cái gì đặc thù đan dược, cho nên nói, Phượng Vũ Linh 10 phần có nắm chắc cổ phong lúc này mở miệng tốt ta đây có một viên thuốc bất kể là ngươi cũng là ngươi hai vị sư thúc ai có thể luyện chế được hôm nay quyết đấu liền coi như các ngươi thắng nghe đến lời này đan tiên tông đám người sắc mặt đại biến cái này đã tới tay thắng lợi cổ phong là điên sao đan huyền không nói gì hắn biết cổ phong không phải hạng người lỗ mãng ha ha đây là ngươi nói phượng vũ linh nghe xong lúc này cười lạnh bất quá ta lo lắng đừng nói luyện chế chỉ sợ đan dược này các ngươi nhận biết cũng không nhận ra cổ phong lại là mở miệng cổ phong ngươi quá cuồng vọng thanh châu phạm vi đan phương không có ta cùng ta hai vị sư thúc không biết phượng vũ linh trong lúc nhất thời vô cùng tức giận ngươi lại nhìn cổ phong vừa nói trong tay xuất ra một viên thuốc đan dược này mang theo nóng dược khí thức không có nửa điểm mùi thơm hình dạng cũng không là quy tắc hình tròn mà là có lồi có lõm có thể nói cái này cùng đan dược thông thường so sánh quả thực cách nhau một trời một vực quỷ dị tới cực điểm Phương Minh trong đám người thấy cảnh này, lúc này sững sờ, lập tức toàn bộ đều là vô cùng khẩn trương đứng lên. Đây là đan dược gì? Phượng Vũ Linh mở miệng, tiếp nhận viên thuốc này, có thể nhìn nửa ngày, lại cái gì đều không nhìn ra. Lão Phu đến xem, Dương chân Nhân cùng âm chân Nhân cũng là thoạt nhìn, nhưng lập tức lợi dụng bọn hắn đan đạo nhận biết, cũng là không biết viên thuốc này. Dương chân Nhân cuối cùng, một vệt vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói đạo, đan dược này, chỉ sợ là thượng cổ kỳ đan, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, hẳn là các ngươi tông môn cao tầng từ chỗ nào cái di tích đoạt được. Viên thuốc này tất nhiên không phải là các ngươi đan tiên tông người luyện chế mà ra, ngươi cầm loại này thượng cổ kỳ đan cùng ta hoàng đan tông so, không công bằng. Ha ha, tiền bối làm thật thú vị, cái này nếu là thượng cổ kỳ đan, cái kia ta sư huynh há không phải lên cổ đan đạo đại sư. mươi 166, Phượng khinh Vũ, cổ phong nghe lời nói này, lúc này cười, sư huynh của ngươi, dương chân nhân nghe xong, hơi sướng sờ, bất quá lập tức một mặt vẻ nghi ngờ nói đạo tiểu bối cái này thượng cổ kỳ đan phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền đừng muốn nói bậy nói bậy cổ phong gặp tình hình lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia trong đám người phương minh mở miệng phương sư huynh hiện tại có thể là có người nghi ngờ ngươi trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào phương minh trên người phương minh đã từng là một cái phế vật mọi người ai cũng biết mà từ cổ phong làm hàng xóm về sau tất cả cũng không giống nhau bây giờ Phương Minh là hoàng giai luyện đan sư, rất thậm chí đã được vinh dự tông môn thiên tài. Phương lão giờ phút này, tâm tình kích động, hắn thân là đan tiên tông đại trưởng lão, nằm mộng cũng nhớ để cho mình nhi tử có thành tựu, đã nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc phải chờ đến sao. Hô, Phương Minh thở vào một hơi, trong lòng đối với cổ phong cảm kích tới cực điểm. Hắn biết, hôm nay là thuộc về cổ phong, cho dù cổ phong không đề cập tới hắn cái này bảo đan, chỉ là một hơi bác bỏ Phượng Vũ Linh lời nói, đối phương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Đây hết thảy, chỉ sợ là cổ phong vì chính mình. Phương Minh trong lòng thầm nghĩ, lập tức bước nhanh đi vào cổ phong bên người, nhìn lấy dương chân nhân, lập tức mở miệng, ha ha, tiền bối muốn đan dược này, vãn bối đây chính là phần lớn là. Vừa nói, Phương Minh trên tay nạp giới hào quang lóe lên, tiếp lấy lại là xuất ra mấy chục viên thuốc. Cái này mấy chục viên thuốc phát tán khí tức, cùng dương chân nhân trong tay không khác nhau chút nào. Cái này, Dương Chân Nhân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đan dược này lên xác thực có người trước mắt khí tức. Hắn mới vừa vặn nói qua, cái này là thượng cổ kỳ đan, bây giờ không ai có thể luyện chế ra, mà bây giờ đối phương trực tiếp lấy ra một thanh, cái này khiến hắn có chút xấu hổ vô cùng. Bình Phục một hồi lâu người về sau, Dương Chân Nhân mở miệng, người đây là đan dược gì? Ta đây là bảo đan, Phương Minh mở miệng, tùy ý ném ra một viên thuốc, viên thuốc này lập tức hóa thành lửa lớn rừng rực. Bảo đan đan đạo tu hành đạt tới dương chân nhân tình trạng này đối với bảo đan cũng là có một chút hiểu lúc trước hắn nói cái này là thượng cổ kỳ đan cũng là không sai bởi vì bảo đan nhất mạch thượng cổ về sau liền bắt đầu xuống dốc bây giờ nhân gian cơ hồ là không tồn tại dương chân nhân cũng là từ một cái trong điển tịch thấy qua cùng loại giới thiệu nhưng ai có thể nghĩ tới đan tiên tông vậy mà lại toát ra dạng này một cái bảo đan nhất mạch người phương minh cả người đứng nghiêm khắp khuôn mặt là vẻ kích động bao nhiêu năm hắn phương minh cho tới nay đều là trong mắt mọi người phế vật nhưng bây giờ hắn rốt cục đứng ở chỗ này vì tông môn thắng được vinh dự đan tiên tông đám người cũng là cảm thán phương minh người như vậy tại đan tiên tông vốn không cũng tìm được tán thành nhưng từ khi cổ phong xuất hiện bắt đầu tất cả đều biến bây giờ nghĩ tất đã trải qua có thể chứng minh viên thuốc này là ta sư huynh luyện chế ba vị khả năng luyện chế viên thuốc này cổ phong nhìn về phía phượng vũ linh ba người mở miệng phượng vũ linh sắc mặt giờ phút này khó coi tới cực điểm Vừa rồi nàng còn cùng cổ phong kêu gào đan dược gì bọn hắn đều có thể luyện chế được, nhưng bây giờ vừa mới xuất ra một viên thuốc, liền đem bọn hắn làm khó, đây quả thực là cưỡng ép mình đánh mặt a. À. Âm Dương chân nhân giờ phút này sắc mặt cũng là khó coi, đừng nói luyện chế, cái này tên thuốc bọn hắn đều không được biết, như thế nào luyện chế. Xem ra Phượng cô nương cùng hai vị tiền bối đều không thể luyện chế ta phương sư huynh cái này rất nhiều thượng cổ kỳ đan, như thế, hôm nay Hoàng Đan tông đã trải qua bại hai lần cái này đan đạo quyết đấu cũng nên kết thúc đi. cổ phong nhìn về phía ba người, nhàn nhạt một câu. phượng vũ linh như cũng không cam chịu, mở miệng cổ phong các người đây là đầu cơ trục lợi. phượng cô nương cái gì gọi là đầu cơ trục lợi, lớn đạo ba ngàn, trăm sông đổ về một biển, ta phương sư huynh luyện chế ra đan dược các người luyện chế không ra, chính là đầu cơ trục lợi. nếu là như vậy, cái này đan đạo quyết đấu cũng không có giá trị, các người xuất ra một khỏa ta đan tiên tông luyện chế không ra đan dược ta cũng có thể đầu cơ trục lợi mà nói. Cổ phong nghe xong, lúc này lạnh lùng một câu, ngươi, Phượng Vũ Linh lần nữa nói không ra lời. Dương chân nhân cùng âm chân nhân cũng là không nói tiếng nào, bọn hắn thế nhưng là biết, cái này bảo đan uy lực phi phạm, rất nhiều đại tông môn đều đang khổ cực tìm kiếm, cái này thật sự không phải đầu cơ trục lợi. Dù sao, trừ cái này bảo đan, luyện chế hắn bất luận một loại nào đan dược, các người thua không nghi ngờ, các người có dám lại so một lần. Phượng Vũ Linh lần nữa không cam chịu mở miệng, Cổ phong nhìn về phía Phượng Vũ Linh, lắc đầu, mở miệng, lần thứ nhất, ta thắng dạng này. Lần thứ hai, ta phương sư huynh thắng, cũng như vậy. Lần thứ ba, nếu là ta tông môn người khác, lần nữa thắng người hoàng đan tông, các ngươi như cố tìm chút lý do không nhận thua, cái này đan đạo quyết đấu chỉ sợ cũng làm mất đi giá trị. Ta Phượng Vũ Linh lập xuống võ đạo lời thề, một lần cuối cùng, chỉ cần không phải cái này bảo đan, so đấu luyện chế đan dược gì đều được, nếu là bại. Ta Hoàng Đan tông người lập tức rời đi Đan tiên tông, Vĩnh Viễn không bao giờ bước vào Đan tiên tông nửa bước. Phượng Vũ Linh lập tức cắn răng mở miệng, thực nàng cũng có chút đỏ mặt, nàng biết, hôm nay mình thật có chút thua không nổi. Dương chân nhân cùng Âm chân nhân không nói gì, nhưng trong thần sắc biểu đạt ý tứ, rất rõ ràng, bọn hắn cùng Phượng Vũ Linh một dạng nghĩ. "Tốt, hôm nay muôn người chú ý, lời này là các ngươi nói." Vừa nói, cổ phong trong tay lại là xuất ra một viên thuốc, đối với Phượng Vũ Linh đám người mở miệng, người ba người bất kỳ người nào, có thể để ra viên thuốc này danh tự, đồng thời luyện chế ra viên thuốc này, hôm nay coi như ta đan tiên tông thua. Đám người sắc mặt lại là biến đổi, cái này cổ phong, đang chơi nhịp tim A. À. Bất quá trải qua chuyện khi trước, mọi người cũng là biết, cổ phong không phải xúc động người. Trong đám người, Doãn Tân Nguyệt nhìn lấy cổ phong trong tay cái kia màu xanh sẫm sắc đan dược, cả người có chút hoảng hốt, trong mắt vẻ cảm động, không cách nào ngôn ngữ. Phượng Vũ Linh trực tiếp tiếp nhận đan dược, phát hiện đan dược này chi bên trên có một cỗ mùi lạ, hình thái cũng cùng đan dược thông thường khác biệt, có thể nói như cũng không phải thông thường đan dược. Đan dược này, nàng nhận biết cũng không nhận ra, chớ nói chi là luyện chế. Đây là trung cổ độc đan, âm chân nhân giờ phút này, sắc mặt khó coi mở miệng. Trung cổ độc đan, cổ phong mỉm cười, hôm nay hắn sở dĩ nắm chắc 10 phần, là hắn sớm đã từ trong biển tịch hiểu một chút bây giờ đan đạo đặc điểm, bảo đan cùng độc đan, trên căn bản là thất truyền tồn tại. Âm chân nhân nghiêm mặt mở miệng, thời kỳ trung cổ, có luyện đan sư ngẫu nhiên tại luyện chế đan dược quá trình bên trong, để đan dược sinh ra độc tố, kể từ lúc đó bắt đầu, độc đan nhất mạch hưng khởi, bất quá độc đan nhất mạch không phải chính đồ, về sau ngày càng tàn lụi, 9.000 năm trước, độc đan nhất mạch người cuối cùng độc sư sau khi chết đi, độc đan nhất mạch cũng là triệt biến mất. Cổ phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này âm chân nhân, đối với độc đan nhất mạch, coi như có chỗ hiểu. Âm chân nhân lúc này nói đạo, cho nên, người đan dược này, chỉ ít cũng là 9.000 năm trước đan dược, chỉ sợ là không biết từ chỗ nào cái giày cảnh chung được đến, viên thuốc này dùng để quyết đấu, đối ta hoàng đan tông bất công. Muốn biết, độc đan có thể không phải nói đem độc tố để vào đan bên trong, mà là tại đan dược trong quá trình luyện chế, để sinh ra độc tố, cụ thể cần muốn làm sao phối hợp, sớm đã thất truyền. Ha ha, làm thật thú vị, cổ phong vừa nói, nhìn về phía trong đám người doãn tân nguyệt mở miệng, duẫn sư tỷ người có thể thành 9.000 năm trước nhân vật, Duẫn sư tỷ, Phượng Vũ Linh nghe xong, có loại dự cảm không tốt. Doãn Tân Nguyệt đi lên phía trước, nạp giới mở ra, trực tiếp xuất ra mấy chục khỏa độc đan, nhìn về phía âm chân nhân mở miệng, ta luyện chế độc đan, sớm đã không biết nhiều ít. Âm chân nhân xem xét, lúc này sắc mặt đại biến, những đan dược này bên trên, đều có Doãn Tân Nguyệt khí tức, rất hiển lại chính là luyện chế. Trong nháy mắt, ba người toàn bộ đều trầm mặc, lần thứ ba, ta cùng với Phương Sư Huynh, Duẫn sư tỷ, ba người riêng phần mình đánh bại ngươi Hoàng Đan Tông một lần, bất kể là thảo dược hay là luyện đan, người Hoàng Đan Tông đều bại, bây giờ rời đi thôi." Cổ Phong cuối cùng mở miệng, "Hôm nay đến nơi đây cũng phải có kết quả." Phượng Vũ Linh, giờ phút này sắc mặt thảm đạm, mở miệng, "Ta Hoàng Đan Tông bại." Đã ở lời nói còn chưa rơi xuống thời điểm, nơi xa một thanh âm truyền đến. "Tỷ tỷ, đám người xem xét, chỉ gặp bên trên bầu trời một chỉ thiêu đốt hỏa diễm chừng 10 trượng trưởng lông vũ phi thiên mà đến. Ngọn lửa này trên lông vũ, đứng đấy hai người, bên trong một người, là một gã mặc áo đỏ mỹ mạo nữ tử, vóc người nóng bỏng, cả người mang theo một cỗ tàn nhẫn chi khí. Nhìn người nọ, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng, người này không là người khác, chính là cái kia thanh long tiên phủ bên trong, cùng thanh sâm cùng tử linh vũ liên hợp chuẩn bị ứng phó mình, cuối cùng bị mình chặt đứt một cánh tay phượng vũ thành thế hệ tuổi trẻ thứ nhất thiên kiêu, phượng khinh vũ. Giờ phút này Phượng khinh Vũ bên cạnh, còn đứng một tên hồng phát lão giả, lão này người khí tức khủng bố, đúng là đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh đại viên mãn. Muôn người chú ý phía dưới, hai người từ hỏa diễm trên lông Vũ đi xuống. Tiểu muội làm sao ngươi tới? Phượng Vũ Linh nhìn về phía Phượng khinh Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Mình và muội muội một cái đàn đạo thiên tài, một cái võ đạo thiên kiêu, lần này vì ngàn năm đàn đạo ước định mà đến, không nghĩ tới Phượng khinh Vũ cũng theo tới. Tỷ tỷ, thế nào? đã trải qua thắng đi. Phượng Khinh Vũ lúc này mở miệng cười đạo, nàng thế nhưng là biết tỷ tỷ và hai vị sư thúc thực lực, đan tiên tông rượu đan lão tổ không ở, căn bản không được là đối thủ của bọn họ. Nghe đến lời này, Phượng Vũ Linh, trong nháy mắt sắc mặt biến đến thảm đạm. Khinh Vũ, chúng ta thua, âm chân nhân giờ phút này một mặt ảm đạm vẻ mở miệng. Cái gì, thua, Phượng Khinh Vũ nghe xong, sắc mặt lúc này biến đổi, nàng thế nhưng là biết, cái này ngàn năm ước định đối với sư tôn mà nói mang ý nghĩa cái gì, Phượng Khinh Vũ cũng là hoàng đan tông người, huyết đan đạo người không chỉ có luyện đan, tu vi võ đạo cũng ngần kỳ là đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn, một mực dậy bảo Phượng Khinh Vũ tu vi võ đạo, giờ phút này vừa nghĩ tới sư tôn biết được tin tức sau thất vọng bộ dáng. Nghe đồn bây giờ thiên hạo thành thế hệ tuổi trẻ chiến lực thứ một người đã là người đan tiên tông cổ phong, hôm nay, ta Phượng Khinh Vũ, chuyên tới để một trận chiến, cổ phong, người có dám đứng ra. Phượng Khinh Vũ vừa nói, xoay người lại, ánh mắt đảo qua đan tiên tông đám người. Lần này Phượng Vũ Linh đám người sau khi đi, nàng vừa mới bế quan đi ra, lại nghe nói thiên hạo thành như nay thế hệ tuổi trẻ chiến lực đệ nhất nhân, đã trải qua không phải hạo tinh thần, mà là một cái tên là cổ phong gia hỏa, trong nháy mắt cũng là đến hứng thú, nghĩ cùng với chính mình khả năng có cơ hội giúp tỷ tỷ một tay lực lượng, chính là đến đây, mà này khắc hoàng đan tông đan đạo bị thua, chính là nàng Phượng khinh Vũ xuất thủ, tại võ đạo tìm về mặt mũi cơ hội tốt. Gặp không ai đáp lại mình, Phượng khinh Vũ tức giận mở miệng, cổ phong người thân là thiên hạo thành thế hệ tuổi trẻ chiến lược đệ nhất nhân, liền nhát gan sao như vậy. Cho lão nương đứng ra, cổ phong, người nhanh cút ra đây, cổ phong, phượng khinh vô tức giận cực kỳ, cái này cổ phong lại không cho nàng mặt người, đi ra cũng không dám ra ngoài, nhìn trước mắt một người một mực cản cùng với chính mình, đối với không kiên nhẫn mở miệng, ngươi là ai, cút nhanh lên mở, lão nương vội vàng đâu. Ta, chính là cổ phong, chương 167, tâm động thất ma đạp trong lúc nhất thời phượng khinh vũ có chút xấu hổ đối phương một mực liền đứng ở trước mặt mình mình vẫn còn đang tìm cổ phong có thể dám đánh với ta một trận phượng khinh vũ lúc này mở miệng không hứng thú cổ phong đạm mạc một câu chỉ sợ cái này có thể không phải do ngươi lời nói ở giữa một cỗ thuộc về tụ khí cảnh đại viên mãn khí tức vì theo bộc phát ra thân là thế hệ tuổi trẻ võ giả tu vi đạt tới mức này đã trải qua cực kỳ để cho người ta chấn kinh từ khi thanh mục bị ngân diện kích thích yêu tính bộc phát Thanh Lâm bị ngân diện biến thành ngớ ngẩn, Thanh Sâm bị ngân diện phế tu vi về sau, Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân chính là Tử Linh Vũ. Mà Phượng Khinh Vũ, bây giờ là toàn bộ Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Phượng Khinh Vũ mạnh mẽ, đã trải qua có thể cùng bình thường khí biến thành tiểu viên mãn võ giả một trận chiến. Phượng Hoàng Linh Thân, hiện, giờ phút này, Phượng Khinh Vũ lùi ra phía sau hơn 10 trường, cùng cổ phong kéo dài khoảng cách, nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra, Lập tức nguyên khí kia chính là tại thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một chỉ chừng 10 trượng độ cao phượng hoàng hư ảnh. Cổ Phong giờ khắc này, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia phượng hoàng hư ảnh, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. "Cổ Phong, chỉ cần ngươi nhận thua, thừa nhận tại trên võ đạo, người đàn tiên tông không bằng ta hoàng đan tông, hôm nay ngươi có thể không chiến." Phượng khinh vũ mở miệng, nàng biết, hôm nay hoàng đan tông đan đạo lên khuất nhục, chỉ có tại võ đạo đoạt lại. Ta có thể một trận chiến." Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy Phượng Khinh Vũ sợ hãi lẫn vui mừng, lại là mở miệng, bất quá ta nếu thắng, muốn ngươi một giọt trong lòng tinh huyết. Nghe cổ phong lời nói, Phượng Khinh Vũ sắc mặt biến hóa, trong cơ thể nàng có hỏa phượng huyết mạch, mặc dù nàng huyết mạch không cao, nhưng là cực kỳ chân quý. Ta Phượng Hoàng huyết mạch, loại người bình thường căn bản không được biết, cái này cổ phong như thế ngôn ngữ, chẳng lẽ hắn biết. Phượng Khinh Vũ không nói gì, tự hỏi, cổ phong nhìn thấy cảnh này, mở miệng, nếu không phải dám coi đây là cược, liền coi như. Cổ phong đã từng thấy qua rất nhiều huyết mạch người, hỏa phượng huyết mạch là viễn cổ đại yêu hỏa phượng lưu truyền tới nay huyết mạch, cực kỳ cường hoành, mặc dù cái này phượng khinh vũ huyết mạch cũng không là rất mạch, nhưng cổ phong phải dùng một giọt này huyết mạch dẫn người, này huyết mạch cổ phong là vì không không, lấy cổ phong phỏng đoán, chỉ phải chiếm đoạt hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, không không thực lực đều đem phi tốc tăng lên, căn bản không tồn tại cái gì bình cảnh. Nếu là có thể hấp thu hỏa phượng huyết mạch, không không thực lực tất nhiên lần nữa tăng lên, Cổ Phong bây giờ tại tụ khí cảnh biên giới, căn cứ trước đó cực dương chi hỏa kinh nghiệm, không không tu vi tăng lên, Cổ Phong cũng lấy được chỗ tốt, dùng như vậy đến đột phá đến tụ khí không thể tốt hơn. "Dám, ta Phượng khinh Vũ có gì không dám?" Phượng khinh Vũ lúc này mở miệng, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, Cổ Phong tất nhiên không phải mình đối thủ, bây giờ đây là đem tông môn mặt mũi tìm về cơ hội tốt nhất, nàng cũng không muốn từ bỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau hội tụ, Bây giờ cái này đan đạo chi đấu hóa thành võ đạo chi đấu, Phượng Vũ Linh đổi thành Phượng Khinh Vũ, mà cổ phong vẫn như cũ là cái kia vững như Thái Sơn cổ phong. Âm dương chân nhân cùng đan huyền giờ phút này ánh mắt đều là hội tụ, trận này giao đấu, có thể đủ ghi vào hai tông môn sử sách. Ra tay đi, cổ phong bình thản một câu, hỏa phượng lâm thiên, phượng khinh vũ cũng là không có nửa phần xem thường, lúc này thân thể bên ngoài cái kia phượng hoàng hư ảnh phía trên bộc phát một cổ trích nhiệt chi khí, tiếp lấy hướng thẳng đến cổ phong trùng sát mà đến. Bành, trong chớp nhoáng này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, song quyền nắm chặt, thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy thể nội truyền ra tiếng oanh minh, một cỗ cường hoành vô hình khí lãng lấy Cổ Phong vì bên trong tâm hướng phía bốn phương tám hướng trực tiếp trùng kích ra, trong nháy mắt một trận kình phong vào thét, nhấc lên vô số đất đá. Cổ Phong đầu tóc rối bời phất phới mà lên, trên thân thể bộc phát một cỗ trước đó chưa từng có khí thế cường đại. Thân thể này mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy Cổ Phong thể nội nếu như ẩn giấu đi một chỉ hồng hoang cự thú đồng dạng. Luyện thể ngũ cảnh, cổ phong đã trải qua tu luyện tới đỉnh phong, kim tàng cảnh đại viên mãn. Bây giờ, cổ phong lấy năm loại thánh phẩm công pháp chế tạo mạnh nhất nhục thân, rốt cuộc bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Giờ phút này, âm dương chân nhân, cùng đan huyền, ánh mắt đều là biến hóa, thân thể này bộc phát ra khí thế, căn bản không nên thuộc về một người 20 tuổi thanh niên căn bản không nên thuộc về một cái tu vi chỉ có kim tàng đại viên mãn võ giả. Hắn nhục thân, vậy mà cường hoành tới mức này. Phượng khinh vũ giờ phút này sắc mặt biến hóa, bấm tay mãnh liệt mà một chút. Nguyên khí kia phượng hoàng, khí thế càng thêm gào thét, hướng phía cổ phong đánh tới. Bành, cũng tại lúc này, muôn người chú ý phía dưới, cổ phong trái tim mãnh liệt mà nhảy lên một tiếng, cái này nhảy lên thanh âm, nếu như nổi trống đồng dạng, lập tức cổ phong bước ra một bước. Oanh, một bước này phía dưới, một trận kình phong hướng phía tứ phía thổi lên, lớn mà bỗng nhiên dạn nứt sụp đổ, đất đá bắn tung tóe mà ra cũng tại lúc này cái kia cổ phong đối diện phượng khinh vũ thân thể chấn động mạnh một cái nàng chỉ cảm thấy tim mình như là muốn bị cổ phong một bước này dẫn động đồng dạng tại phượng khinh vũ nhận dưới ảnh hưởng trong bầu trời kia nguyên khí phượng hoàng đều rung một cái nguyên khí băng tán không ít bành cổ phong giờ phút này trái tim lần nữa nhảy lên một tiếng lập tức đệ nhị bộ bước ra bành giờ khắc này phượng khinh vũ rõ ràng cảm giác tim mình bị cổ phong một bước này dẫn động sắc mặt khó nhìn lên bành cổ phong đệ tam bộ bước ra chỉ thấy phượng khinh vũ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch nàng chỉ cảm giác tim mình tại rung động kịch liệt nếu là muốn đi theo cổ phong bộ pháp này xông ra thân thể nàng đồng dạng bành cổ phong giờ phút này đệ tứ bộ bước ra bên trên bầu trời nguyên khí kia phượng hoàng chấn động mạnh một cái thượng nguyên khí trực tiếp sụp đổ một nửa mà phượng khinh vũ sắc mặt hóa thành nhợt nhạt nhìn về phía cổ phong trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ bởi vì nàng cảm giác có dũng khí Người trước mắt này có thể dẫn động tim mình, điều khiển mình sinh tử. Mọi người tại đây trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, tại mọi người xem đến, Cổ Phong vẻn vẹn mấy bước phóng ra, Phượng Khinh Vũ làm sao lại biến thành dạng này? Giờ khắc này, vậy cùng theo Phượng Khinh Vũ mà đến Hồng Phát lão giả, sắc mặt nặng nề đứng lên. "Giết!" Phượng Khinh Vũ cắn răng, khí thế kia yếu bất một nửa chi đa nguyên khí Phượng Hoàng, trực tiếp giết tới Cổ Phong trước mặt. Giờ phút này, nguyên khí kia Phượng Hoàng, khoảng cách Cổ Phong khuôn mặt gần như không đến một tấc cổ phong trên người có thể cảm giác được thượng nguyên khí gào thét mà cổ phong khuôn mặt không có biến hóa chút nào bước thứ năm trực tiếp bước ra bành một bước này phía dưới trước mắt nguyên khí kia phượng hoàng bỗng nhiên sụp đổ tiêu tán ra phượng khinh vũ một kích mạnh nhất tại cổ phong năm bước phía dưới hóa thành hư không giờ phút này cổ phong bước chân cùng phượng khinh vũ nhịp tim triệt đồng bộ hoàn toàn phù hợp một bước này mặc dù đạp ở trên mặt đất nhưng lại như hung hăng dẫm ở Phượng khinh Vũ trên trái tim đồng dạng. Phốc, Phượng khinh Vũ chỉ cảm thấy trên trái tim kịch liệt đau nhức truyền đến, một hơi nghịch huyết trực tiếp phun ra, cả người một cái lảo đảo, cơ hồ ngã sắp xuống, nhìn về phía cổ phong, ngươi, đây là vũ kỹ gì? Tâm động thất ma đạp, cổ phong đạm mạc một câu, tâm động thất ma đạp, cổ phong không sợ nói ra võ kỹ này danh tự, bởi vì võ kỹ này, trên đời này trừ cổ phong bên ngoài, rốt cuộc không có người khác biết. Bởi vì võ kỹ này cùng huyết thiên chỉ đồng dạng, là cổ phong sáng tạo, đồng thời cổ phong chưa bao giờ truyền thụ qua bất luận kẻ nào. Năm đó cổ phong đọc qua vô số điển tịch, lại phát hiện lấy trái tim làm cơ sở một cái chân chính cường hoành huyền giai võ kỹ đều không có, cuối cùng chính là sáng tạo ra cái này tâm động thất ma đạp. Cái này tâm động thất ma đạp phẩm giai đã trải qua đạt tới huyền giai võ kỹ trung phẩm liệt kê. Bất quá muốn thi triển võ kỹ này 10 phần khốn khó khăn, nhất định phải nhục thân đạt tới nhất định độ cường hoành, bằng không mình bộ pháp chẳng những không thể dẫn động tim đối phương ngược lại trước đem tim mình chấn vỡ. Cũng chỉ có cổ phong loại này toàn bộ tu hành thánh phẩm công pháp yêu nghiệt, mới có thể tại kim tàng cảnh tu cái này năm loại kim tàng cảnh cực hạn võ kỹ. Tâm động thất ma đạp, phượng khinh vũ sắc mặt nhợt nhạt, nghe võ kỹ này tên nói, liền là có thể biết, võ kỹ này hẳn là hết thảy có 7 bước, bây giờ cổ phong 5 bước phía dưới, mình liền đã trọng thương, chỉ sợ mình bộc phát toàn bộ huyết mạch lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái kia bước thứ 6, bước thứ 7 phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời cổ phong vẻn vẹn thi triển cái này một loại võ kỹ mà thôi ta bài phượng khinh vũ cắn răng mở miệng nàng không phải một cái thua không nổi người bài đường đường thanh châu thế hệ tuổi trẻ người thứ hai tụ khí cảnh đại viên mãn phượng khinh vũ vậy mà thua ở cổ phong trong tay hôm nay trước bại đàn đạo thiên tài phượng vũ linh lại bại võ đạo thiên kiêu phượng khinh vũ cổ phong mạnh mẽ đã trải qua xâm nhập tất cả mọi người cốt tùy. cổ phong cổ phong cổ phong cổ phong đan tiên tông vô số đệ tử cũng không còn cách nào che lấp mình tâm tình kích động khàn giọng giống to rất nhiều thái thượng trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng đến người như thế còn cầu mong gì đan huyền khắp khuôn mặt là tiếu dung hắn chỉ cảm thấy đời này nhất đối với một sự kiện liền để cho cổ phong gia nhập đan tiên tông trái lại âm dương chân nhân thân sắc đã trải qua triệt ảm đạm đứng lên phượng vũ linh nhìn lấy cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp ta phượng khinh vũ có chơi có chịu Phượng Khinh Vũ mở miệng, vỗ một cái bản thân tâm khẩu, lúc này trong miệng thốt ra một giọt máu. Này huyết cùng bình thường chi huyết không giống nhau, lên mang theo cực nóng khí tức, bị Phượng Khinh Vũ lấy một đoàn nguyên khí quang đoàn bao khỏa. Phượng Khinh Vũ vung tay lên, cái này nguyên khí quang đoàn chính là hướng phía Cổ Phong bay đi. Cổ Phong một thanh tiếp được, thu nhập tay áo trong miệng. "Khinh Vũ, đi thôi." Giờ phút này, Hồng Phát lão giả đi đến Phượng Khinh Vũ bên cạnh, vỗ vỗ đầu vai, trong mắt lộ ra một vẻ yêu chiều vẻ hỏa đồ, ta không sao. Phượng khinh Vũ đối với hồng phát lão giả mở miệng, lập tức nhìn về phía cổ phong, luôn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Rửa mắt mà đợi, cổ phong nhạt nói, lập tức, hai người leo lên ngọn lửa kia lông vũ. Mà cổ phong lại là nhạy cảm phát giác được, cái này hồng phát lão giả cuối cùng nhìn mình trong khi liếc mắt, ẩn giấu đi sát ý. Phượng Vũ Linh cũng là nhìn về phía cổ phong, mong mau, mau học biết luyện đan, thanh châu đan đạo trên đại hội, ta tất nhiên muốn đem ngươi đánh bại lời nói rơi xuống phượng vũ linh cùng âm dương nhị lão cũng là leo lên cái kia to lớn màu vàng kim đan dược lập tức hoàng đan tông đám người bay vút lên trời tông môn chắc thí tiếp tục tiến hành giờ phút này đan huyền cười to mở miệng lập tức tông môn chắc thí liền là tiếp tục bắt đầu trên mặt tất cả mọi người đều là mang sục sôi đấu trí trong lòng bọn họ đã có một cái phương hướng cổ phong cổ phong người cũng không cần lại tham gia chắc thí bây giờ ngươi lập xuống đại công lấy cái kia tư quá tháp, người cũng không cần lại đi. Đan huyền cười to mở miệng, tư quá tháp, ta muốn lại đi một lần, đi gặp một người. chương 168, quỷ lão thân phận tư quá tháp, cổ phong đi vào bên trong, một bước không ngừng, đi thẳng tới tầng thứ 9. Đối với cổ phong muốn gặp quỷ lão sự tình, đan huyền không có ngăn cản, ngược lại nói cho cổ phong một ít chuyện. Vấn đề này, tự nhiên là liên quan tới luyện yêu lô cùng vạn hồn đan. Cổ phong cũng không nghĩ tới, cái này luyện yêu lô lại có lai lịch lớn như vậy, vật này bị huyết đan đạo người coi trọng như vậy, lại là luyện qua đại yêu lô người, bất quá cổ phong, càng khiếp sợ hơn, là cái kia vạn hồn đan. Vạn hồn đan, là lấy người ngàn đạo vừa mới chết đi người hồn phách, luyện chế mà thành đan dược. Cái này hồn phách 10 phần khó mà thu thập, trực tiếp rút người sống hồn phách, không có tử khí tại, nhất định phải tại người vừa mới chết đi, hồn phách xin lưu ở giữa, rút ra, cái này độ khó liền so sánh lớn. Viên thuốc này, Cổ phong mặc dù chưa thấy qua, nhưng năm đó từng nghe nghe rượu thủ tiên y nói qua, đan dược này có mấy cái công hiệu cực kỳ nghịch thiên. Thứ nhất, nuốt thể nội, mượn nhờ này bên trong đan dược tử hồn lực lượng, để tự thân tu vi bạo tăng. Thứ hai, có thể đem coi như bảo vật, tế ra bên trong hồn phách giết địch, nhưng lúc trước sách dưới, nhất định phải khiến cái này tử hồn hoàn toàn thần phục mình. Thứ ba, nếu là có thể nết DBKS đem viên thuốc này hoàn toàn dung luyện tự thân, nghe đồn có thể hóa vì thời khắc sinh tử người trầu diệt loại này người trầu rìa, không phải người chết, cũng không phải người sống, đến mỗi 7 ngày thôn vệ một cái hồn phách, trên lý luận mà nói, liền có thể một mực sống sót, bất quá chân chính có thể đem viên thuốc này dung luyện tự thân người quá ít, việc này cũng một mực là nghe đồn. Cổ phong không nghĩ tới, mình 9 ngàn năm trước không có gặp được cái này vạn hồn đan, 9 nghìn năm sau lại có thể nhìn thấy. Lời nói ở giữa, cổ phong đã đi tới tháp lao tầng thứ 9. Tiểu gia hỏa, người trở về, quỷ lão mừng rỡ thanh âm, tùy theo truyền đến. Ân, cổ phong gật gật đầu. Đi đến màn sáng kia trước đó, màn sáng này phía trên chỉ có một đạo đề thi. Đây là liên quan tới cửu thiên nguyễn linh hoa. cửu thiên nguyễn linh hoa, cổ phong đã trải qua lĩnh ngộ, thậm chí phát hiện thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa. Cái này đề thi tự nhiên khó không được cổ phong. Lập tức màn sáng này tiêu tán. Cổ phong leo lên đỉnh tháp. Đỉnh tháp không gian không lớn, lên có một chữ thập cọc gỗ. Trên mặt cọc gỗ dây sắt cột một tên bao da lấy xương cốt, thân mang rách dưới áo bảo đen đầu tóc rối bởi buông xuống lão giả, tóc kia quá dài, đến mức thấy không rõ khuôn mặt. Đổi lại thường nhân, nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ dọa đến một cái giật mình, nhưng cổ phong không có, ngược lại cảm giác, trước mắt trên người người này khí tức, có chút quen thuộc. Cổ phong, người tới, quỷ lão ngẩng đầu, đó là một chương gần như khô cạn, nhợt nhạt đến cực hạn mặt. Mà khi quỷ lão nhìn về phía cổ phong hai mắt thời điểm, không khỏi thân thể chấn động, trong mắt đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy bên trong tràn đầy mê mang làm cổ phong đối đầu quỷ lão này đôi mắt thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cổ phong gặp một lần người, vĩnh viễn sẽ không quên, coi như người này biến hóa bộ dáng, cổ phong như cũ sẽ căn cứ khí thức phán định. Trước mắt người này, cổ phong gặp qua, ta là cổ phong, giờ khắc này, cổ phong trực tiếp rút ra cái cầm hai bên ngân châm, lập tức, cổ phong chân thực dung mạo, xuất hiện ở người trước mắt trước mặt. Dịch dung châm pháp, năm đó sư tôn chỉ truyền thụ qua một người, đế tử, ngươi là đế tử đại nhân. Quỷ lão nhìn thấy cổ phong chân thực khuôn mặt trong nháy mắt, lúc này thân thể chấn động, hắn quên không được, 9.000 năm trước, mình hay là một cái tiểu đồng thời điểm, nhìn thấy người kia. Cái kia mặc dù không có nửa phần vũ lực, nhưng lại có thể hào lệnh quần hùng thiên hạ cùng thiên tà giáo huyết chiến đế tử. Từng có lúc, trong lòng của hắn, một mực lấy đế tử vì trong lòng mình tấm gương, không nghĩ tới, bây giờ 9.000 năm trôi qua, vậy mà có thể mới gặp lại đế tử. Hắn không nghĩ tới, cái này cổ phong, lại chính là năm đó đế tử đại nhân nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi nên gọi Lưu Thủy Miểu. Cổ phong mở miệng, năm đó nhớ trong đầu đáp lại. Đã từng, cổ phong lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Thủy Miểu thời điểm, hắn vẫn là cái tiểu đồng, không nghĩ tới 9.000 năm trôi qua, hắn thành quỷ lão, bị vây ở cái này tháp lao bên trong. Đế tử đại nhân lại còn nhớ kỹ tiểu nhân, tiểu nhân chính là Lưu Thủy Miểu. Quỷ lão lúc này kích động lên, hưng phấn mà nói đạo. Cổ phong mở miệng hỏi đạo, người sư tôn diệu thủ tiên y, hiện ở nơi nào? cái này lưu thủy miểu chính là năm đó diệu thủ tiên y bên người một cái thiên phú không tầm thường nhỏ đan đồng tiểu nhân không biết chỉ nhớ rõ tại tiểu nhân tụ khí ngày ấy sư tôn ban cho tiểu nhân một cái đạo hiệu về sau lưu lại một chút thích hợp với tiểu nhân sau này tu hành điển tịch chính là rời đi về sau cũng không trở về nữa bây giờ hiện ở nơi nào tiểu nhân làm thật không biết lưu thủy miểu lập tức mở miệng nói đạo diệu thủ tiên y xem như cổ phong ở nhân gian bản thân một trong diệu thủ tiên y trọng ân Cổ phong nhiều lần chỉ điểm diệu thủ tiên y tu hành, đối với có đại ân, mà cổ phong đồng dạng trọng ân, nếu không có diệu thủ tiên y hàng năm luyện đan phụ trợ cổ vô nhai vì cổ phong kéo dài tính mạng, cổ phong chỉ sợ sớm đã chết. Hai người mặc dù năm đó tuổi tác có kém, nhưng cái loại cảm giác này lại là bạn vong niên, như là huynh đệ. Cổ phong trong mắt quang mang chấp nhấp nháy, ta cần ngươi lập xuống võ đạo lời thề, tiếp xuống ngươi nói mỗi một câu, đều là thật. Dù sao 9.000 năm trôi qua, cổ phong sở dĩ dám lộ ra dung mạo, là bởi vì lưu thủy miểu bây giờ thân ở khốn cảnh không có nguy hại đến cổ phong thực lực nhưng biết người biết mặt không biết tâm năm đó gặp qua một lần nhỏ đan đồng bây giờ đến cái gì tâm tính cổ phong không có nắm chắc tiểu nhân lập xuống đạo tâm thể nói tiếp xuống mỗi câu đều vì thật bằng không hồn phách sụp đổ toàn thân cốt nhục đều là nát mà chết lưu thủy miểu lập tức lập xuống cực kỳ ngoan độc đạo tâm thể nói lập tức không chờ cổ phong mở miệng chính là năn nỉ ngữ khí đạo đế tử đại nhân còn mời cứu tiểu nhân tính mệnh cứu tính mệnh của ngươi, những năm gần đây, đến phát sinh cái gì, ngươi một năm một mười toàn bộ nói tới. Cổ phong trầm giọng mở miệng, lưu thủy miểu mở miệng, năm đó sư tôn không biết nguyên nhân nào, rời đi, trước khi rời đi, lưu lại cho ta một cái đạo hiệu. Cổ phong trong mắt chợt lóe sáng, nếu như nghĩ đến điều gì sao, sắc mặt hơi đổi, cái này đạo hiệu, là rượu đan. Chính là, đế tử đại nhân, ngài quả nhiên liệu sự như thần, sư tôn lưu lại cho ta đạo hiệu, chính là rượu đan. Lưu Thủy Miểu lúc này kích động mà nói đạo, cổ phong chấn động trong lòng, không nghĩ tới, cái này quỷ lão lại chính là rượu đan chân nhân, bất quá quỷ lão nếu là rượu đan chân nhân, cái kia bây giờ tại hải ngoại rượu đan, thì là người nào? Cổ phong nghĩ đến, mở miệng, người nói tiếp, lúc kia, ta bất quá là tụ khí cảnh tu vi, mình tu hành quá mức khốn khó khăn, liền gia nhập một cái đan đạo tông môn, cái này cái tông môn chính là đan tiên tông. Đan tiên tông mặc dù lịch sử đã lâu, nhưng đến năm đó cái kia một đời tông chủ, đã trải qua 10 phần suy bại. Ta bởi vì có sư tôn lưu lại đan đạo điển tịch tại, rất nhanh tại rất nhiều trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, sau đó từng bước một trở thành trưởng lão, cuối cùng trở thành tông chủ, thậm chí bởi vì ta, đan tiên tông cường đại lên, ta tại đan tiên tông chỗ có người trong lòng địa vị, thậm chí siêu vượt năm đó đan tiên tông khai sơn lão tổ. Lưu Thủy Miểu cảm thán nói đạo, nói tiếp, cổ phong mở miệng, ai, năm đó đan tiên tông căn cơ yếu kém, ta không dám một thoáng hiện ra quá nhiều thực lực, để tránh bị người mưu hại, ta chính là âm thầm tu hành, ngoại giới người, chỉ biết thực lực của ta là thần niệm cảnh đại viên mãn, thực lúc ấy thực lực của ta đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn, thậm chí nửa chân đạp đến nhập hóa thân cảnh, thẳng đến 3.000 năm trước, chân chính hóa thân cái kia một ngày. Lưu Thủy Miểu nói đến đây, cả người trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, thân thể đều là run rẩy lên. Người hóa thân, xảy ra vấn đề, cổ phong trầm giọng mở miệng, năm đó sư tôn đã sớm nói, ta bên trong tâm tàng có nhân cách thứ hai, người này nghiên cứu tà ác cực kỳ, chỉ là cái này nhân cách thứ hai ẩn tàng cực sâu, không được biết khi nào sẽ xuất hiện, không nghĩ tới, tại ta tu luyện ra hóa thân cái kia một ngày, ta nhân cách thứ hai thức tỉnh. Lưu Thủy Miểu mở miệng nói đạo, xem ra người biến thành bộ dáng như thế, là bị cái kia nhân cách thứ hai làm hại. Cổ phong trong mắt lộ ra vẻ suy tư, đế tử đại nhân đoán không sai, năm đó ta nhân cách thứ hai thần hồn lực lượng chưa từng có cường đại, hắn thức tỉnh về sau, trực tiếp liền là hoàn toàn chiếm lĩnh ta hóa thân, đồng thời đem ta trọng thương, hấp thu ta chín thành tu vi, sau đó, đem ta nhốt lại. Cái này cầm tù chỗ, chính là cái này tháp lao. Lưu Thủy Miểu trong mắt hận ý, giờ phút này cơ hồ đạt đến cực hạn. Cổ phong ngẫm lại, nói đạo, từ đó, hắn chính là Diệu đan, mà ngươi, bị nhốt ở chỗ này, hắn hẳn là đối với ngoại giới nói, ngươi là một cái cùng hung cực ác người, đã trải qua điên, nói chuyện không cần tin tưởng. Ta nghe nghe ba ngàn năm trước, đan tiên tông tăng lên tông môn phẩm giai chỉ sợ cũng chính là khi đó, người bị nhốt lại. Đúng là như thế, từ đó ta đây ta ác nhân cách thứ hai chính là thay thế ta trở thành rượu đan chân nhân, hắn tiếp quản đan tiên tông. Nhưng hắn tâm căn bản không ở tông môn, lúc ấy ta cùng với hắn dung hợp, tu vi có hóa thân cảnh, nhưng bản thân hắn, chỉ có nguyên thần cảnh đại viên mãn, hắn nghĩ đột phá, chính là bắt đầu luyện chế loại này nhất là ác độc đan dược. Lưu Thủy Miểu nói đạo, người nói là vạn hồn đan, cổ phong mở miệng, Chính là, viên thuốc này phương pháp luyện chế, sư tôn lưu lại trong điển tịch, có chỗ giới thiệu, về sau, nhân cách thứ hai bằng vào ta diệu đan thân phận bắt đầu luyện chế cái này vạn hồn đan, nói đúng ra, là hắn cùng huyết đan đạo người cùng đi luyện chế cái này vạn hồn đan. Lưu Thủy Miểu mở miệng lần nữa, cái này vạn hồn đan cùng luyện yêu lô, không phải tại Thanh Châu đan đạo trên đại hội, hắn từ huyết đan đạo người nơi đó thắng được sao? Cổ Phong mở miệng, hỏi đạo, đây chẳng qua là mặt ngoài thôi. Năm đó nhân cách thứ hai biết tự mình một người luyện chế cái này vạn hồn đan quá mức khốn khó khăn, chính là cầm toa thuốc này tìm tới lúc ấy đồng dạng một tên đan đạo đại sư huyết đan đạo người. Sau đó hai người cùng một chỗ luyện chế viên thuốc này, viên thuốc này phương pháp luyện chế, quá mức tàn khốc, quả thực có thể dùng thảm không người đạo để hình dung, năm đó chết oan tại trong tay hai người người vô tội, không biết nhiều ít. Lưu Thủy miểu lại là nói đạo, cổ phong gật gật đầu, luyện chế viên thuốc này, muốn giết người, tại người thời khắc hấp hối rút nhân hồn phách, xác thực tàn khốc. Đệ tử đại nhân, người nghe nói cái kia luyện đan phương pháp, thực bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi, chân chính luyện đan phương pháp, so như lời ngươi nói, muốn tàn nhẫn ngàn vạn lần. Lưu Thủy Miểu không khỏi mở miệng nói nói, cả người trong mắt tràn đầy vô biên vẻ thống khổ. Chân chính luyện đan phương pháp, cổ phong ánh mắt lúc này biến đổi, cái này bên trong chỉ sợ còn có ẩn tình. Chương 169, Lưu Thủy Miểu, Vạn Hồn Đan, thật là lấy nhân hồn phách luyện đan, nhưng lại không phải là giết người rút ra hồn phách mà là để đan dược này đến thôn vệ nhân hồn phách. Lưu Thủy Miểu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi mở miệng. Đan dược thôn vệ nhân hồn phách, cổ phong hơi nghi hoặc một chút. Lưu Thủy Miểu mở miệng, đầu tiên, muốn trước tìm kiếm một người, người này nhất định phải sinh cơ cực kỳ rồi rào người thanh niên, người này là đan dẫn, nhưng sau đem người này để vào trong lò đan, tươi sống luyện hóa, ở nơi này luyện hóa trình bên trong, người này tại vô biên thống khổ phía dưới, sống không bằng chết, trong lòng liền sẽ sinh ra chết nhiệm, đồng thời trên người cũng liền xuất hiện tử khí. Mà vượt là sinh cơ rồi rào người, tại bản thân từ bỏ sinh hy vọng thời điểm, sinh ra tử khí liền càng cường đại. Tươi sống luyện hóa một người, để cảm giác sống không bằng chết, nhưng sau sinh ra tử khí. Cổ phong nghe nói, cao mày, cái này vạn hồn đan phương pháp luyện chế, quả thực quá độc ác. Bất quá có một số việc, cũng chia phương diện nào đó đến xem, nếu như cái này luyện hóa người sống, là một cái hạng người cùng hung cực ác, coi như vì dân trừ hại. Nhân cách thứ hai về sau mang theo vẻ điên cuồng nói cho ta biết, cái kia sinh cơ rồi giàu người, là hắn nhi tử, là hắn tại thay thế ta trở thành rượu đan về sau, cùng ta vợ người, sinh hài tử. Lưu Thủy Miểu nói đến đây, cơ hồ cắn răng mở miệng. Vợ người bị cướp đoạt, cái loại cảm giác này, không chỉ là phẫn nộ, càng nhiều, là nhục nhã. Cổ phong mở miệng, nói tiếp, luyện hóa một người sống, như vậy thì thành một cái bắt đầu đan, cái này bắt đầu đan cũng là một hồn chi đan, mà cần muốn biến thành chân chính vạn hồn đan, cần phải không ngừng thôn vệ nhân hồn phách. Phương pháp kia cũng là cực kỳ tàn nhẫn, cần đem viên thuốc này để một người uống vào, viên thuốc này sẽ ảnh hưởng này tâm trí người, để dần dần đối với cuộc sống mất đi hy vọng, trong lòng sinh ra chết niệm. Một khi người này sinh ra chết niệm, chính là sinh mạng đi đến cuối cùng ngày, thể nội hồn đan liền sẽ đem huyết nhục cùng hồn phách toàn bộ thôn phệ, như thế hồn đan bên trong liền thêm ra một đạo hồn phách. Lưu Thủy Miểu mở miệng, lập tức lại là bổ sung, đồng thời, tất cả nuốt hồn đan người, đều sẽ bị khốn đứng lên, để tự sát đều khó có khả năng, nhất định phải trơ mắt nhìn mình bị đan dược thôn phệ. Một người nuốt đan dược này, rõ ràng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mãi cho đến tinh thần sụp đổ, không được muốn tiếp tục sống cũng không thể tự sát, chỉ tiếp nhận cái kia vô biên thống khổ, bị đan dược một chút xíu thôn phệ. Loại kia dần vặt, chỉ sợ còn không bằng trực tiếp chết. Cái này vạn hồn đan phương pháp luyện chế, quả thực có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung. Cổ phong còn không có chờ mở miệng, Lưu Thủy Miểu chính là cực kỳ bi thương mà nói đạo, cái kia vạn hồn đan thứ hai tử hồn, chính là ta vợ người, ta vợ người năm đó biết được hài tử tin chết cực kỳ bi thương, bị cái kia nhân cách thứ hai. Thực, nhân cách thứ hai cùng ta vợ người sinh cái này như tử ban đầu, vì chính là chờ đợi trưởng thành, để trở thành vạn hồn đan đan dẫn. Lưu Thủy Miểu nhân cách thứ hai ngoan độc, có thể nói đã trải qua đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. Đem chính mình thân sinh nhi tử nuôi lớn, chính là vì luyện chế thành đan dược, mà mình vợ người, cũng thành lợi dụng công phu cố. Sau đó thì sao, cổ phong hỏi đạo, cái này vạn hồn đan luyện chế, cực kỳ khốn khó khăn, mỗi một lần thôn về một người về sau, đan dược này đều sẽ cực kỳ cuồng bạo, nhất định phải một lần nữa lấy đan lô luyện hóa hết lệ khí, cho dù lấy nhân cách thứ hai luyện đan tạo nghệ cũng là không có cách nào cam đoan không ra một chút vấn đề, cho nên tìm được huyết đan đạo người, hai người hợp tác phía dưới, cái này vạn hồn đan, bắt đầu không ngừng mà luyện chế, lần này, liền hai ngàn năm trôi qua. Lưu Thủy Miểu vừa nói, gặp cổ phong chưa từng nói, tiếp tục mở miệng, tại một ngàn năm trước, tiến hành đan đạo trên đại hội, hai người phân cao thấp, bên trong tiền đặt cược ngay cả có vạn hồn đan, về phần cái kia luyện yêu lô, thì là huyết đan đạo nhân chi vật, lúc ấy coi như thêm đầu cũng làm làm tiền đặt cuộc một trong. Một lần kia, nhân cách thứ hai thắng, đem vạn hồn đan cầm lại, cũng định kế tiếp ngàn năm ước hẹn. Những chuyện này, người là như thế nào biết được? Cổ phong mở miệng hỏi đạo. Đây cũng là tiểu nhân đang muốn nói, năm đó nhân cách thứ hai đem vạn hồn đan cầm lại, thực khi đó, vạn hồn đan còn chưa hoàn chỉnh, bên trong hồn phách, có 9.999 cái, khoảng cách thứ nhất vạn hồn, còn kém cái cuối cùng. Nói đến đây, lưu thủy miểu trong mắt tràn đầy vô biên thống khổ. Người chính là cái kia thứ nhất vạn hồn, cổ phong mở miệng, giờ khắc này, tất cả giật mình, cái này lưu thủy miểu nhân cách thứ hai sở dĩ một mực không có giết lưu thủy miểu, không phải là bởi vì nhớ tới vốn là một thể, mà là vì dùng luyện đan. Đế tử đại nhân, nói tới chính là, năm đó hắn trở về về sau, nói cho ta biết đây hết thảy, nhưng sau để cho ta sinh xinh mà nuốt vào cái này vạn hồn đan. Lưu Thủy Miểu thở dài một hơi, vừa nói, da rẻ bắt đầu quỷ dị phồng lên, nếu như có vô số con run tại dưới da nhúc nhích đồng dạng, bộ dáng dữ tợn cực kỳ. Cổ phong từ trong dây lưng lấy ra hai cây ngân châm, trực tiếp cắm vào Lưu Thủy Miểu đầu bên trong, lúc này Lưu Thủy Miểu trên mặt vẻ thống khổ yếu bớt, cả người bình phục lại nuốt vạn hồn đan về sau, mỗi ngày đều phải thừa nhận lấy đan dược bên trong vô số tử hồn dần vặt, chỉ là mấy năm gần đây, thống khổ này càng ngày càng kịch liệt, ta biết mình kiên trì không bao lâu. Lưu Thủy Miểu mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cái này nhân cách thứ hai tâm tư cũng đủ kín đáo, ban đầu đan dẫn là lấy hắn thân sinh nhi tử, ẩn chứa hắn huyết mạch, mà cuối cùng cái này thứ nhất vạn hồn là lựa chọn người cái này vốn là một thể, cầm giữ có tương đồng huyết mạch người như thế cái này luyện chế ra vạn hồn đan tất nhiên có thể cùng huyết mạch hoàn toàn phù hợp, dạng này sau khi dùng đem triệt luyện hóa tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Cổ phong cảm khái nói nói, cái này nhân cách thứ hai tâm trí, xa so với trước mắt cái này lưu thủy miểu cao hơn đến nhiều, lưu thủy miểu bị đánh bại cũng sẽ không là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Thì ra là thế, lão phu một mực không nghĩ thông, như vậy nhiều sinh cơ rồi giàu người, hắn không cần, nhất định phải dùng mình nhi tử. Mà muốn đem ta thôn phệ, chính cũng không phải vì dần vật ta, đây hết thảy đều là vì vạn hồn đan nghe cổ phong những lời này giờ phút này lưu thủy miểu cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ hiện tại ngươi tình huống như thế nào cổ phong lần nữa hỏi đạo đế tử đại nhân tiểu nhân đã bị cái này vạn hồn đan dần vặt ngàn năm cái này ngàn năm qua mỗi ngày đều muốn chết nhưng một mực bị tiểu nhân cưỡng ép chân áp xuống cái kia chết nghiệp một năm trước lại phải đế tử đại nhân chỉ điểm tiểu nhân bây giờ tạm thời làm sao sẽ chống cự cái này vạn hồn đan chỉ là chỉ sợ dù vậy tiểu nhân cũng chống cự không bao lâu lưu thủy miểu mở miệng nói đạo người tu vi như thế nào cổ phong mở miệng hỏi đạo tiểu nhân tu vi bây giờ tu vi chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh bất quá chỉ cần có thể đem vạn hồn đan từ tiểu nhân thể nội rút ra tiểu nhân chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thực lực tiểu nhân lập xuống võ đạo lời thề chỉ cần đế tử đại nhân cứu tiểu nhân ra ngoài tiểu nhân tất nhiên vì đế tử đại nhân xông pha khói lửa không chối từ nếu làm trái thể này nói tâm thần vỡ vụn mà chết lúc này lưu thủy miểu lập thề độc lưu thủy miểu biết cổ phong khủng bố việc của mình không thể gạt được hắn dứt khoát đem chính mình thực lực chân thật nói ra đồng thời hắn cũng biết năm đó mình cùng đế tử nhân vật như vậy cũng không có cái gì quá lớn gặp nhau đối phương cũng sẽ không bởi vì cùng mình sư tôn là bản thân liền tùy tiện cứu mình mình nhất định phải thể phát hiện mình giá trị ta có thể cứu ngươi cổ phong mở miệng cổ phong sở dĩ đáp ứng cứu lưu thủy miểu nguyên nhân có bốn một là bây giờ đan tiên tông cũng làm cho cổ phong có một chút lòng trung thành hai là cái này lưu thủy miểu là diệu thủ tiên y đệ tử. Ba là bây giờ diêm điện vừa mới thành lập, chính là lúc dùng người, cái này lưu thủy miểu, tu vi mặc dù rơi vào thần niệm cảnh, nhưng là tính toán không tầm thường. Bốn là vì vạn hồn đan, đan dược này thần kỳ, cổ phong đem vạn hồn đan từ lưu thủy miểu thể nội rút ra cứu tính mệnh đồng thời, cũng lấy được món bảo vật này. Đa tạ đế tử đại nhân, đa tạ, lưu thủy miểu nghe xong, lúc này kích động tới cực điểm. Bất quá, cũng không là hiện tại, cổ phong tùy theo lại là mở miệng lưu thủy miểu lúc này khẩn trương lên đế tử đại nhân bây giờ nhân cách thứ hai đã trải qua thay thế ngươi trở thành diệu đan thực lực ngươi lại không đủ thả ngươi đi ra trọng đoạt đan tiên tông hiển nhiên là không thể nào ta chỉ có tìm một cái cơ hội thần không biết quỷ không hay cứu ngươi ra đến không bị bất luận kẻ nào bao quát cái kia nhân cách thứ hai phát hiện dạng này mới an toàn cổ phong mở miệng nói đạo lưu thủy miểu mở miệng đế tử đại nhân bây giờ ngươi bây giờ ta đã có thể tu hành đối đãi ta đưa ngươi tu vi chậm rãi khôi phục cái kia nhân cách thứ hai không đáng giá nhắc tới cổ phong thần sắc bình thản nếu như nói một kiện không thể bình thường hơn sự tình nếu như người khác nói lời này lưu thủy miểu sẽ không tin nhưng cổ phong nói hắn tin tưởng không nghi ngờ giờ phút này hắn chấn động trong lòng tới cực điểm hắn nhưng là biết đế tử đại nhân đang trên võ đạo có như thế nào thiên phú chỉ là năm đó không thể tu hành bây giờ có thể tu hành tương lai căn bản là không có cách tưởng tượng tất nhiên sẽ trở thành đứng ở nhân gian đỉnh tồn tại. Mà mình, nếu là có thể một mực đi theo đế tử, cái kia tương lai cũng là không thể nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Lưu Thủy Miểu đều là kích động đến run rẩy lên, đa tạ đế tử đại nhân. Bất quá lập tức Lưu Thủy Miểu lại là nghi hoặc mở miệng, bất quá cái này làm thế nào đến thần không biết quỷ không hay. Việc này, người không cần phải để ý đến, ta từ có biện pháp, tại ta rời đi đan tiên tông trước đó, tất nhiên sẽ cứu người ra ngoài. Cổ phong mở miệng, Lưu Thủy Miểu không tiếp tục nhiều lời, hắn biết đế tử phẩm hạnh, năm đó hắn nói tới mỗi một câu, từ chưa từng có nửa phần hư giả. Cái này luyện yêu lô, người có thể biết có cái gì đặc thù. Cổ phong nhìn về phía Lưu Thủy Miểu, hỏi đạo, Lưu Thủy Miểu mở miệng, vật này là huyết đan đạo người năm đó từ một chỗ trong di tích phát hiện, về sau một mực không nghiên cứu ra cái gì, đan đạo trên đại hội coi như thêm đầu bại bởi nhân cách thứ hai, sau đó nhân cách thứ hai giống như cũng không phát hiện có cái gì đặc thù, lò luyện đan này lò luyện đan này bây giờ tại ta chỗ này cổ phong mở miệng trong lòng cũng là không nghĩ nhiều nữa cái này luyện yêu lô bí mật xem ra cũng chỉ có hắn tự mình đến chậm rãi tìm tòi từ hôm nay ta muốn rời khỏi tư quá tháp sau này người muốn mỗi ngày bảo trì điên trạng thái đồng thời phải được thường giống to ta không phải điên người để cổ phong chạy trở về đến cổ phong ta muốn giết người cái này loại hình lời nói nhớ kỹ phải biến đổi đến mức so bây giờ còn điên cho người ta cảm giác là bởi vì ta rời đi người tính tình đại biến chương 170, trở về. Đế tử đại nhân, vì sao vậy? Nghe cổ phong lời nói, Lưu Thủy Miểu trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không cần hỏi, đằng sau giao cho ta, ngươi nếu muốn đi ra ngoài, cứ dựa theo ta nói làm. Cổ phong trong mắt hào quang lóe lên, nói đạo, là, tiểu nhân tuân mệnh, Lưu Thủy Miểu trùng điệp gật đầu. Cổ phong không nghĩ nhiều nữa, đi xuống cái tháp lao, mặc dù nhưng đã quyết định cứu Lưu Thủy Miểu, nhưng nếu không có hoàn toàn chắc chắn, cổ phong sẽ không dễ dàng động thủ, đi ra tháp lao, liền nhìn thấy ngoài cửa ám ảnh cùng Trương Minh Đào trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ. Cổ lão đệ, hai người gần như đồng thời mở miệng, thiên hạ đều tán trị yến hội, ta chỉ là rời đi tháp lao mà thôi, ngày sau còn có gặp nhau ngày. Cổ phong cười nhạt mở miệng, đối với cái này ám ảnh còn có Trương Minh Đào, cổ phong đi qua một năm ở chung cảm giác hai người đáng giá kết giao. Ai, nhiều năm như vậy, hai người chúng ta sớm đã vô thân vô cố, nhận biết người một cái như vậy huynh đệ, người bây giờ cũng muốn rời khỏi ám ảnh cảm thán nói đạo, đúng vậy a, à, cái này tối tăm không mặt trời thời gian, còn có hơn 70 năm, không có cổ lão đệ, sau này cũng không có có tiểu cô nương cho chúng ta đưa ăn. Trương Minh Đào nói dẫn đạo, cổ phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng các ngươi nếu như muốn rời đi nơi này, ta có thể giúp các ngươi. Rời đi, hai người ở đây thủ tháp hơn 20 năm, có thể là tới nay đều không có cơ hội rời đi, lời này nếu như người bên ngoài nói bọn hắn tất nhiên không tin, nhưng cổ phong bây giờ sự tình, bọn hắn thế nhưng là nghe nói. Hai người chính là trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lúc, cổ phong lại là mở miệng, ta nói rời đi, không chỉ là rời đi tháp lao, càng là muốn rời khỏi đan tiên tông. Hai người thần sắc biến hóa, cổ phong tại sao sẽ đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng muốn rời khỏi đan tiên tông? Việc này, các người có thể chậm rãi suy nghĩ, lần tiếp theo ta lại đến thời điểm lại cho ta đáp án liền có thể. Cổ phong mở miệng nhạt nói vậy trước tiên đa tả cổ lão đệ nếu có cần chúng ta sẽ không khách khí nghe cổ phong lời nói ám ảnh trùng điệp gật đầu trương minh đào cũng là càng ngày càng cảm giác cổ phong thần bí chỉ là không biết cổ phong lúc nào sẽ lần nữa trở về đã ở hai người suy nghĩ thời điểm một trận gầm thét tiếng chửi chính là truyền đến cổ phong người cái này cẩu vật người cho lão tử chạy trở về đến cổ phong lão tử cùng ngươi không chết không thôi ta muốn giết ngươi a à, a à, a à, lão tử không điên lão tử không phải điên người a a a thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài ám ảnh cùng trương minh đào nghi hoặc từ khi cổ phong đến từ về sau quỷ lão đã trải qua thật lâu không có để cho mắng qua hôm nay cái này là thế nào có lẽ lão nhân này người lại là cô đơn cổ phong mở miệng chân thành nói ám ảnh cùng trương minh đào không khỏi cảm thán cổ phong đi lần này bọn hắn lại muốn tại quỷ lão chửi rủa bên trong giày vò cổ phong góc miệng gảy nhẹ lập tức quay người mà đến nhìn lấy cổ phong bóng lưng ám ảnh cùng Trương Minh Đào không khỏi cảm thán, đan tiên tông nhiều năm như vậy trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào tháp lao trở ra, chớ nói chi là vẻn vẹn ngốc một năm mà thôi. Ảnh tử, người nghĩ đi sao? Có lẽ vậy, nếu quả thật muốn đi, ta tin tưởng cổ lão đệ. Cổ phong trở lại mình số 77 lầu các, ngày đó cổ phong đột phá tăng thêm một phen đại chiến, lầu các sớm đã hóa thành phế tích, mà trước mắt, lầu các này đã trải qua một lần nữa tu kiến, đồng thời so dĩ vãng càng cao lớn hơn. Bây giờ Phương Sư Huynh cùng duẫn Sư Tỷ đều đã trở thành hạch tâm đệ tử, cũng không ở chỗ này. Ánh mắt đảo qua hai bên yên tĩnh lầu các, cổ phong không khỏi cảm thán. Tiểu Bạch Nha đầu này, hôm nay làm sao cũng an tĩnh như vậy. Cổ phong nghĩ đến đẩy cửa ra, mới vừa mới nhập môn bên trong một đạo tiếng vui mừng âm chính là truyền đến. Công tử, cổ phong một nhìn người trước mắt, chính là Tô Tiểu Bạch, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Mà trừ Tô Tiểu Bạch bên ngoài, cái này trong đình viện còn có rất nhiều người. Sư đệ, người rốt cục trở về phương minh cười to đi tới sư đệ một năm này người chịu khổ doãn tân nguyệt mở miệng trong mắt lóe lên một vệt vẻ đau lòng các ngươi không có dọn đi sao cổ phong mở miệng ha ha trừ cổ sư đệ nơi nào có người dám cùng hai người chúng ta làm hàng xóm cho nên chúng ta dứt khoát không chuyển phương minh cười nói doãn tân nguyệt mỉm cười không nói gì cổ phong không có mở miệng lần này phương minh cùng doãn tân nguyệt cũng là lập xuống đại công tăng thêm bây giờ hai người đan đạo phẩm giai, không biết bao nhiêu người muốn làm hai người hàng xóm, mà bọn hắn lại không có dọn đi, cái này đã nói rõ tất cả. Cổ phong ca ca, người rốt cục trở về, hạo ngưng xương cười chạy tới, kéo lại cổ phong cánh tay. Người tiểu nha đầu này, một năm này, giống như trường lớn hơn một chút. Cổ phong mở miệng cười, xoa xoa hạo ngưng xương cái đầu nhỏ, cổ phong thuở nhỏ trừ phụ thân liền không có thân nhân nào, cái này hạo ngưng xương tính mệnh là cổ phong cứu, Tại cổ phong xem ra nếu là mình tiểu muội muội đồng dạng. Cổ phong ca ca, đây là ta đại ca, các người còn không có chính thức gặp qua. Hạo ngưng xương lúc này mở miệng, cổ huynh, ngưỡng mộ đã lâu, hạo tinh thần ôm quyền mở miệng, mặc dù hắn tu vi so với cổ phong cao, nhưng ở cổ phong trước mặt hắn có thể không dám chút nào kéo lớn. Bất quá chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác giống như từ nơi nào thấy qua cổ phong, giờ phút này hai người khoảng cách gần, hắn loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Theo bản năng mà mở miệng, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Đương nhiên gặp qua, trước đó cùng thú linh cốc một trận chiến, liền đã thấy qua. Cổ phong cười nhạt, thanh long tiên phủ bên trong thân phận hắn đương nhiên sẽ không bại lộ. Nghe cổ phong ngôn ngữ, hạo tinh thần cũng sẽ không nhiều lời, ẩn tàng nghi ngờ trong lòng. Cổ phong sư đệ, người mở miệng là mộng thanh tuyền, nàng thần sắc biến hóa không lớn, cổ phong lại là có thể từ mắt thấy được nàng vui sướng. Mọi người ăn cơm đi, giờ phút này tô tiểu bạch mở miệng, Đình viện bên trong, sớm đã bày ra một chương tràn đầy thức ăn bàn người, hoàn thành tiếu ngữ ở giữa, thời gian qua đi một năm cổ phong lần nữa ăn vào nhà mình cơm. Giờ khắc này, cổ phong trong lòng rất ấm, vốn cho rằng 9.000 năm về sau, hắn đem cô đơn một người, không nghĩ tới, hiện ở bên người cũng đã có nhiều người như vậy. Đám người rời đi, cổ phong trở lại gian phòng của mình. Về đến phòng bên trong, cổ phong chính là từ bên hông trong túi áo, lấy ra trên trăm khỏa nạp giới. Trước đó, ba tầng trước đạt được nạp giới đều cho điêu mỹ nhi mà phía sau mấy tầng nạp giới đều ở cổ phong nơi này không không cổ phong mở miệng lúc này không không chính là từ cổ phong trong tay áo bay ra rốt cục trở về không không khắp khuôn mặt là vui sắc không không hướng những cái này nạp giới phía trên riêng phần mình đánh vào một đạo nguyên khí cổ phong mở miệng nói đạo trước đó không không vừa mới đột phá đến tụ khí cảnh đồng thời không 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 được là dựa vào tu hành tăng lên mà là vô cùng dương chi hỏa tăng lên cho nên đối với nguyên khí căn bản không biết khống chế, lúc ấy cũng vô pháp trợ giúp cổ phong mở ra nạp giới. Nhưng bây giờ không không học tập cổ phong truyền thụ võ kỹ về sau, đối với nguyên khí khống chế đã trải qua cực mạnh, mở ra những cái này nạp giới cực kỳ dễ dàng. Không không lập tức đánh ra một đạo đạo nguyên khí, rất nhanh những cái này nạp giới phía trên quang mang chớp nhấp nháy, bên trong vật phẩm tản mát một mà. Cái này bên trong, đại bộ phận là nguyên thạch, đan dược, binh khí loại hình, cổ phong gặp nhiều thiên tài địa bảo, những vật này, có thể vào cổ phong pháp nhãn cơ hồ không có, Cổ Phong tùy ý lật tới lật lui, đột nhiên phát hiện một vật, vật này gây nên Cổ Phong hứng thú. Cái này là một khối hình bát giác lệnh bài, bên trên khắc dấu lấy một cái cổ điển trận chữ. Vật này là, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, vật này hắn giống như đã từng thấy qua, trong lúc nhất thời tại trong trí nhớ lục lọi lên. Hư không na di lệnh, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, vật này là một món bảo vật, hơn nữa là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Nghe đồn Vật này là thời kỳ thượng cổ, cường giả lấy thiên thạch vũ trụ chế tạo mà ra, vật này ẩn chứa hư không lực lượng, một khi dẫn động, có thể vỡ vụn hư không, trực tiếp bỏ chạy. Bất quá thứ này cũng có nhất định tai hại, chính là nếu như tu vi không đủ cường đại, ở nơi này dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong, đem trực tiếp bị hư không kình phong xé nát, coi như không chết, tu vi cũng sắp hết số sụp đổ. Đồng thời, cái này hư không na di lệch, hư không hành tẩu phương hướng 10 phần khó xác định, không chừng một thoáng na di đến miệng núi lửa trực tiếp rơi bên trong bị đốt sống chết tươi. Bất kể như thế nào, cổ phong cũng coi là tìm tới một kiện chạy trốn đổ vật, bây giờ cổ phong thân phận mẫn cảm, cử ra phần đông, nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên là tốt. Tiếp lấy cổ phong tiếp tục lật tới lật lui, toàn bộ lật tới lật lui một lần, lại cũng không có phát hiện đáng giá gì cổ phong chú ý bảo vật. Lúc này, một thanh âm tại cổ phong bên người vang lên. Công tử, cổ phong xoay người lại, người trước mắt, chính là Điêu Mị Nhi. Như thế nào, cổ phong nhạt nói điêu mị nhi mở miệng không phụ công tử trọng vọng cái kia trước đó điều động sát thủ ứng phó công tử người rốt cuộc tìm được là người mã ra mã thành hạo vị trí mã ra cổ phong mở miệng trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý điêu mị nhi lại là nói đạo chính là lần này phía sau làm chủ hẳn là bây giờ hạch tâm đệ tử người thứ ba ngựa thừa hành bây giờ mộng thanh tuyền trở thành trưởng lão về sau võ thành long liền thành hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân đường chấn thiên thành người thứ hai ngựa thừa hành là thành người thứ ba việc này cũng không ra ngoài cổ phong dự kiến mã thành hạo bởi vì cổ phong không có tiến vào đan tiên tông lại bị phế cánh tay mã ra trong lòng có hận cũng là bình thường bất quá loại này trong bóng tối điều động sát thủ thủ đoạn để cổ phong có chút phản cảm diêm điện thành lập như thế nào cổ phong lại là hỏi đạo khởi bẩm công tử diêm điện đã trải qua sơ bộ thành lập cũng lôi kéo một nhóm trung thành tuyệt đối võ giả bất quá dựa theo công tử nói Trọng yếu là trung tâm, mà không là thiên phú và tu vi. Tuyển nhận cái này một nhóm trong võ giả, tu là mạnh nhất, cũng bất quá khí biến cảnh. Điều mị nhi có chút xấu hổ đạo. Không sao, diêm điện sẽ có cường giả tỏa chấn. Cổ phong lại là nhàn nhạt một câu. Nghe cổ phong tự tin như vậy lời nói, điêu mị nhi trong lòng cũng là an tâm không ít. Những vật tư này, người cũng đều cầm lấy đi. Cổ phong chỉ chỉ trên mặt đất đồ vật nói đạo. Điêu mị nhi trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói đạo công tử. Cái này quá nhiều a à, ngài không lưu một chút. Xiêm điện mới lập, cần đại lượng tài nguyên, chính ta cần, tự nhiên có biện pháp, người không cần lo lắng. Cổ phong mở miệng, lập tức, Điêu Mỹ Nhi thu hồi phần đông đồ vật, đối với cổ phong ôm quyền, công tử, còn có gì phân phó. Ta muốn người lấy tốc độ nhanh nhất huấn luyện nhóm người này, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát huy được tác dụng. Cổ phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang mở miệng. Là, công tử, Điêu Mỹ Nhi nghe xong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, quay người rời đi. Không không, hôm nay, người có thể lại có phúc. Cổ phong vừa nói, xuất ra một cái nguyên khí quang đoàn, bên trong bao khỏa, chính là phượng khinh vũ cái kia một giọt hỏa phượng tinh huyết. Chủ nhân, người đối với không không quá tốt, chương 171, tụ khí, cổ phong vẻn vẹn tiến vào tháp lao một năm, chính là đi ra. Việc này toàn bộ đan tiên tông không ai không biết, nhưng mọi người không có chút nào kỳ quái, cổ phong làm ra, công lao quá lớn. Tất cả mọi người nhớ kỹ cổ phong ngày đó cái kia ngăn cơn sóng giữ cử động, chàng diện kia thực đang chấn động người tâm, nếu là không có cổ phong, bây giờ đan tiên tông chỉ sợ sớm đã thanh danh rơi xuống, không còn là cái gì thiên hạo thành thứ nhất tông môn. Có thể nói, bây giờ cổ phong là đan tiên tông, nhất là được người tôn kính người, rất thậm chí đã siêu vượt đan huyền. Mọi người đã trải qua không được trực tiếp xưng hô cổ phong danh tự, rất lớn một nhóm người, nhắc lên cổ phong, đều sẽ gọi là cổ yêu nghiệt, không được bởi vì hắn, đơn giản là cổ phong từ khi nhập tông môn đến nay làm mỗi một việc tất nhiên đều kinh động tông môn không một không được lại yêu nhiệt tiến hành một tới hai đi bây giờ mọi người liền dứt khoát gọi cổ yêu nhiệt bất quá mọi người nhưng trong lòng thì thầm hô đáng tiếc dạng này một cái chiến lược siêu quần đan đạo thiên phú vô địch yêu nhiệt hết lần này tới lần khác lại là cái vô mạch phế thể vô mạch phế thể nhất định không cách nào tụ khí mà võ giả thọ nguyên căn cứ tu vi biến hóa tu vi càng cao liền có thể công việc đến thời gian càng dài cổ phong nếu như không cách nào tụ khí, tối đa cũng liền có thể sống đến 200 tuổi, sẽ bị tất cả mọi người rơi tại sau lưng. Mà bây giờ truyền ra tin tức, cổ phong bế quan. Muốn biết, cổ phong tu vi bây giờ đã trải qua đạt tới kim tàng đại viên mãn, hiện đang bế quan, nhất định là muốn sung kích tụ khí cảnh. Một cái vô mạch phế thể, trùng kích tụ khí cảnh, việc này lập tức hấp dẫn cả cái tông môn chú ý. Không nghĩ tới, cổ yêu nghiệt đã vậy còn quá nhanh liền muốn sung kích tụ khí cảnh, Nhớ ký hắn một năm trước gia nhập tông môn thời điểm vẻn vẹn sơ nhập kim tàng cảnh, không hổ yêu nghiệt danh tiếng a. Đáng tiếc, cổ yêu nghiệt ác như vậy người, lại là vô mạch phế thể, dù là hắn có một đạo linh mạch, tương lai chỉ sợ đều không thể tưởng tượng. Lần này trùng kích tụ khí, sợ rằng phải thất bại. Ta lại không cho là như vậy, cho dù cổ yêu nghiệt không có linh mạch, cũng không phải không có khả năng, không nên quên chuyện khi trước. Ta cũng hy vọng cổ yêu nghiệt có thể tụ khí, thực sự là chờ mong hắn đem mạnh đến loại tình trạng nào. Trong mọi người phần lớn người đều hy vọng cổ phong có thể đánh vỡ cái này vô mạch phế thể, thành tựu tụ khí, nhưng bên trong cũng không mệt trong lòng đối với cổ phong hận thấu xương người. Bên trong thì có cổ phong hai cái cửu ra, đường ra cùng mã ra, đường ra không cần phải nói, đường bất phàm chết, để đường ra cùng cổ phong không chết không thôi. Mà mã ra, mã thành hạo mặc dù chưa chết, nhưng liên tục hai lần bị cổ phong đánh tan, tin tâm hoàn toàn không có, bây giờ trọng thương phía dưới, căn cơ vỡ vụn, Ngày sau võ đạo tu hành, chỉ sợ cũng đem hết sức có hạn. Đây vốn là hai cái thiên kiêu, nhưng bởi vì Cổ Phong bây giờ toàn bộ chết hiểu, hai nhà người đối với Cổ Phong mối hận cũng là bình thường. Tứ Hoàn khu vực, số 2 trong lầu các, đường gia chi người và ngựa nhà người hội tụ ở đây. Bây giờ Cổ Phong thanh thế chính thịnh, muốn động hắn đã trải qua 10 phần không dễ, còn cần nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Giờ phút này, Đường Chấn Thiên trầm giọng mở miệng, Cổ Phong phải chết, không dễ dàng động cũng phải động. Bên này, Ngựa Thừa Hành cũng là mở miệng, lập tức lại là nói đạo, hiện tại không động thủ, lấy cổ phong thân phận hôm nay địa vị, ngày sau còn muốn giết hắn, đem không nửa điểm cơ hội. Cũng không phải là như thế, đừng quên, cổ phong là vô mạch phế thể, không cách nào tụ khí, hắn vĩnh viễn cũng không thể bước vào cường giả chân chính một hàng, chúng ta cơ hội có là. Đường Chấn Thiên lập tức nói đạo, Ngựa Thừa Hành sắc mặt nghiêm trọng đứng lên, thế nhưng là, cổ phong thật mãi mãi cũng không có cách nào tụ khí sao? trải qua những chuyện này tại cổ phong trên người phát sinh cái gì chỉ sợ cũng không hiếm lạ đường trấn thiên lập tức lắc đầu không có khả năng vô mạch phế thể mãi mãi cũng oanh đã ở đường trấn thiên lời nói ở giữa một đạo tiếng oanh minh từ ngoại giới truyền ra thanh âm gì đường sư huynh thanh âm là từ bên ngoài truyền đến tựa như là lục hoàn khu vực có người đột phá cái kia phát ra phương hướng tựa như là cổ phong nơi đó cái gì đường trấn thiên cùng ngựa thừa hành trong nháy mắt sắc mặt đại biến cùng nhau hướng phía ngoại giới đi đến. Mới vừa đi ra khỏi cửa, chính là nhìn thấy một đạo nguyên khí cột sáng, từ lục hoàn khu vực bên trong, phóng lên tận trời. Không chỉ là đường chấn thiên, giờ phút này nội môn vô số đệ tử đều bị chấn động. Mỗi một lần có người đột phá, tất cả mọi người sẽ nhao nhao đến đây quan sát, lần này cũng giống như vậy. Rất nhanh, đám người phát hiện, cái này nguyên khí cột sáng, lại là đến từ lục hoàn khu vực, trong lúc nhất thời nhao nhao hướng phía lục hoàn khu vực mà đến, tìm tới nguyên khí cột sáng ngưng tụ chỗ, ánh mắt mọi người đại biến. Cái này, đúng là số 77 lầu các, số 77 lầu các người, là cổ phong, mà cổ phong, là vô mạch phế thể, làm sao có thể dẫn tới cái này bước vào tụ khí cảnh thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ, cổ phong đem phải phá vô mạch phế thể chứa chú, đột phá đến tụ khí cảnh. Đám người nghĩ tới đây, đều là phấn chấn, ánh mắt nhìn chằm chặp nguyên khí kia cột sáng. Không chỉ là lục hoàn phổ thông đệ tử, ngũ hoàn tinh anh đệ tử, cùng tứ hoàn hạch tâm đệ tử, thậm chí ngay cả tam hoàn trưởng lão cũng là đều là đến đây. Cổ phong bây giờ đối với đan tiên tông mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Số 77 lầu các bên ngoài, thiên thượng địa hạ, đã trải qua chất đầy người. Cổ phong thật có thể đột phá sao? Ta vẫn là không dám tin tưởng. Đừng quên, hắn nhưng là cổ yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ý, trên cơ bản 5 năm, có người tin tưởng cổ phong có thể tiến vào tụ khí, có người thì là không chút nào tin tưởng. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ chân trời truyền đến. Yên lặng, đám người cùng nhau hướng phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy đan huyền cùng tám cái thái thượng trưởng lão phi thiên mà đến. Nếu như là thường nhân đột phá đến tụ khí cảnh, bọn hắn tự nhiên không hứng thú quan sát, nhưng bây giờ là cổ phong, tất cả trở nên hoàn toàn khác biệt. Đường chấn thiên cùng ngựa thừa hành giờ phút này trong mắt đều là màu sắc trang nhã, bọn hắn cũng không hy vọng cổ phong đột phá đến tụ khí cảnh, đến lúc đó cổ phong tại tông môn địa vị đem cao hơn, muốn giết hắn quả thực khó khăn so trèo lên ngày muốn đột phá sao đan huyền trong mắt tràn đầy vẻ kích động hắn nhưng là biết cổ phong cũng không là cái gì vô mạch phế thể mà là siêu vượt bách mạch tuyệt thế yêu nghiệt cái này đột phá thật sự phấn chấn người tâm tám cái thái thượng trưởng lão cũng là trong mắt quang mang chớp nhấp nháy giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt tụ vào ông tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt cái kia đường kính bất quá một triệu nguyên khí cột sáng đúng là trực tiếp thô một vòng cái kia đường kính trực tiếp biến thành hai trường. Mà tiếp theo, đám người còn không tới kịp cảm thán, chỉ thấy nguyên khí kia cột sáng đường kính bắt đầu điên cuồng biến lớn. Bất quá trong hô hấp, chính là đạt tới chín trường. Tụ khí, chính là tụ tập thiên địa nguyên khí đến thể nội. Cái này đầu tiên, liền muốn mở ra một cái khí hải, cái này khí hải là dung nạp thiên địa nguyên khí địa phương. Mà thiên tư khác biệt, mỗi võ giả mở ra khí hải số lượng, cũng là khác biệt. Người bình thường cơ bản chỉ có thể mở mang ra một cái khí hải, mà một chút tư chất thiên kiêu người có thể mở mang ra hai cái khí hải, một chút tông môn thánh tử loại hình có thể mở ra ba cái khí hải, mà một thành người đứng đầu thiên kiêu có thể có thể mở mang ra bốn cái khí hải. Nguyên khí đối với đệ nhị bộ võ giả mà nói, ra sao trời trọng yếu, mà thể nội mở ra khí hải vượt nhiều, có thể dung nạp thiên địa nguyên khí liền vượt nhiều, thực lực tự nhiên là càng mạnh. Đồng dạng, đột phá thời điểm, dẫn tới nguyên khí cột sáng đạt tới 10 triệu người có thể mở ra một cái hoàn chỉnh khí hải. Có dạng này khí hải, thực liền đầy đủ cơ bản tu hành, rất nhiều người đều không có cách nào mở ra ra một cái hoàn chỉnh khí hải, dẫn tới nguyên khí cột sáng chỉ có 5-6 trượng thô. Giờ phút này, số 77 trên lầu các mới nguyên khí kia cột sáng phía trên, khí tức lần nữa bộc phát. Trực tiếp chính là đạt tới 10 trượng, nhưng mà, chính tại ánh mắt mọi người hội tụ thời điểm. Bành, muôn người chú ý phía dưới, cái kia đường kính 10 trượng nguyên khí cột sáng, vậy mà bỗng nhiên sụp đổ ra vô biên thiên địa nguyên khí bốn phía tiêu tán thất bại cổ phong trùng kích tụ khí cảnh thất bại trong mắt mọi người trong nháy mắt tràn đầy vẻ thất vọng đường trấn thiên mở miệng cười đạo mã huynh thấy không có ta sớm đã nói qua cái này cổ phong không có khả năng tụ khí nay theo sau hắn giả đi sớm muộn cũng sẽ trở thành trong tông môn một cái không quan trọng gì nhân vật khi đó giết hắn dễ như trở bàn tay nhưng ta luôn cảm giác có chỗ nào không đúng ngựa thừa hành mở miệng Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trên bầu trời cái kia tiêu tán nguyên khí cột sáng. Thất bại sao? Đan Huyền trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn thấy Cổ Phong không có khả năng không cách nào tụ khí. Tám cái thái thượng trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, bọn hắn đều biết Cổ Phong thiên tư, làm sao có thể tụ khí đều không đạt được. Đã sớm nói, Cổ Phong căn bản không có khả năng tiến vào tụ khí cảnh. Ai, đáng tiếc a. À. Đúng vậy a, à, nguyên khí cột sáng đều dẫn tới, nhưng vẫn là thất bại. Cổ phong là rất nhiều người tín ngưỡng, mà khi tín ngưỡng này trở nên yếu thời điểm, rất dễ dàng sụp đổ, đám người nhao nhao cảm thán, lập tức ai đi đường nấy. Đan huyền mấy người, cuối cùng cũng là thất vọng mà đến. Số 77 lầu các bên trong, không không phiêu phù ở cổ phong trước mặt, thân thể đã trải qua biến thành nung đỏ sắc, một cỗ nóng rực tới cực điểm khí tức, ở trên người lan ra. Mà cổ phong, giờ phút này cả người hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể, đồng dạng tản ra nóng rực khí tức. Mở ra khí hải quá trình rất thống khổ, loại đau khổ này, không khác đem chính mình đan điền xé mở. Cổ phong lần thứ nhất trùng kích khí hải bình chướng, không thành công. Tại cổ phong xem ra, đây cũng là thể chất mình vấn đề, mình dù sao cũng là thiên tuyệt thân thể chuyển biến mà đến, thiên tuyệt thân thể, được vinh dự đắp lên ngày vứt bỏ thể chất, muốn tu được, vô cùng tự nhiên chi khó khăn. Bất quá cổ phong, lại là không có nửa điểm từ bỏ ý tứ. Sau so trước mắt khốn khó khăn vô số lần sự tình, cổ phong đều trải qua. Lần này nho nhỏ thất bại, lại tính được cái gì? Oanh, giờ phút này, Cổ Phong lần thứ hai trùng kích trong đan điền khí hải bình chướng, cái kia vô biên đau nhức phía dưới, để khuôn mặt trở nên tái nhợt. Mà ngay tại lúc đó, một cỗ kinh khủng khí tức từ Cổ Phong trên người bộc phát. Số 77 trên lầu các, trong nháy mắt thiên địa chấn động, vô biên nguyên khí từ giữa thiên địa gào thét mà lên, hướng phía số 77 lầu các nơi này tụ đến. Lập tức một đạo nguyên khí cột sáng, từ số 77 trên lầu các phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, cái này to lớn vang động, đem mới vừa tiến vào riêng phần mình trong lầu các đám người trực tiếp kinh ra. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa, đều nhìn về phía nguyên khí kia cột sáng vị trí. Số 77 lầu các, Cổ Phong, hay là Cổ Phong, Cổ Phong rốt cuộc lại một lần thử nghiệm tụ khí. Chương 172, Võ đạo chi văn. Trong lúc nhất thời, tông môn đám người lần nữa tụ đến. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là cùng nhau tập trung ở nguyên khí kia cột sáng phía trên cổ phong cái này lần thứ hai trùng kích tụ khí, sẽ thành công sao? Chỉ thấy nguyên khí kia cột sáng chấn động kịch liệt phía dưới, bắt đầu điên cuồng biến lớn. Một trường, hai trường, rất nhanh, cái này nguyên khí cột sáng đường kính chính là đạt tới 10 trường. Tiếp theo, muôn người chú ý phía dưới, cái kia đường kính trực tiếp siêu vượt 10 trường. 11 trường, 12 trường, 20 trường, cái này nguyên khí cột sáng, đã trải qua chừng 20 trường phẩm chất, một cỗ kinh khủng nguyên khí gợn sóng khuếch tán ra dẫn tới nguyên khí cột sáng có thể đạt tới 20 triệu có thể mở ra hai cái khí hải, tư chất đã coi như là thiên kiêu. Hai cái khí hải, lần này hắn hẳn là sẽ thành công đi. Đan Huyền nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm nghĩ, cũng chính là vô số đệ tử chờ mong thời điểm. Bành, trong vạn chúng trúc mục phía dưới, nguyên khí kia cột sáng lần nữa sụp đổ. Thất bại, lại thất bại, lần thứ hai thất bại, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ tiếc nuối. Ai, Đan Huyền thán hơi thở một tiếng, hắn cũng biết liên tục hai lần trùng kích tụ khí thất bại mang ý nghĩa cái gì, liên tục thất bại hai lần, tất nhiên tin tâm sụp đổ, từ đó không còn dám trùng kích tụ khí, võ đạo trên tu hành cũng đem sẽ không bao giờ lại có tiến triển. Cổ phong như thế nhân vật thiên kiêu, cứ như vậy chôn vùi sau này võ đạo chi lộ, là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Sẽ không, cổ phong sẽ không cứ thế từ bỏ, không nên quên hắn thể chất. Giờ phút này, binh lão mở miệng, ngày đó ba khối nghiệm linh bia sụp đổ, thế nhưng là hắn tận mắt chứng kiến, Hắn không tin Cổ Phong sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nghe binh lão lời nói, Đan Huyền mấy người trong mắt lần nữa hào quang ngưng tụ. Đáng tiếc, đáng thương cổ yêu nghiệt ác như vậy người. Ai, mọi người vây xem, giờ phút này nhao nhao cảm thán, cho rằng Cổ Phong lần này tất nhiên bị đánh tan, nhao nhao chuẩn bị tán đi. Mà cũng tại lúc này, oanh, số 77 lầu các bên trong, lần nữa truyền ra tiếng oanh minh. Tiếp theo, giữa thiên địa, nguyên khí chấn động, cái kia vô biên nguyên khí điên cuồng tụ đến rất nhanh, chính là ngưng tụ ra một đảo to lớn nguyên khí cột sáng. Tụ khí, lần nữa trùng kích tụ khí, lần thứ ba trùng kích tụ khí, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người tụ khí thất bại hai lần, làm sao sẽ tin tâm không mất, lần nữa trùng kích tụ khí. Cái này võ đạo chi tâm, là kiên định đến như thế nào cấp độ. Mà giờ khắc này, nguyên khí kia cột sáng cũng là điên cuồng hướng ngang khuất trương. Mười trường, hai mươi trường, trong hô hấp, chính là đạt tới 20 trường, lập tức vượt qua 20 trường. 21 trường, 22 trường, 30 trường, muôn người chú ý phía dưới, linh khí này cột sáng, vậy mà sinh trưởng tốt đến 30 trường phẩm chất. Không ai từng nghĩ tới, cổ phong liên tục hai lần trùng kích tụ khí thất bại, chẳng những không có vứt bỏ tin tâm, ngược lại càng chiến càng hăng. Nghe đồn một chút thiên phú cường giả, tại tụ khí thời điểm, đều sẽ vô cùng khốn khó khăn, bọn hắn mỗi khi trải qua một lần thất bại, chính là muốn phát sinh một trận lột xác, việc này xem ra không giả. Đan huyền giờ phút này nhìn thấy cảnh này, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nguyên khí cột sáng đạt tới 30 trượng, vậy chính là có mở ra ba cái khí hải tư chất. Dạng này tuyệt đỉnh thiên kiêu, đều là tông môn thánh tử loại hình nhân vật, đồng dạng một cái tông môn, cũng liền có thể xuất hiện một cái mà thôi. Giờ phút này, toàn bộ đan tiên tông đám người, đều là kích động lên. Đan huyền ánh mắt, rơi vào nguyên khí kia cột sáng bên trong, một đạo đạo hư huyễn văn trên đường, không khỏi tự nói, bọn gia hỏa này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến. Cũng tại lúc này, chân trời một thanh âm truyền đến. Đan huyền tông chủ, chúc mừng, lời nói ở giữa, một tên thân phụ đại đao lão giả phi thiên mà đến. Đao tuyệt lăng, đan huyền xem xét, người đến chính là thiên đao lâu lão tổ, tu vi đã tới sơ nhập thần niệm cảnh đao tuyệt lăng. Đồng thời, lại là một thanh âm truyền đến. Đan tiên tông có mở ra ba cái khí hải tư chất võ giả, thật là làm cho lão phu chấn kinh. Chỉ thấy một tên thân mang đồng tiền văn cẩm y lão giả phi thiên mà đến. Lão này người, chính là Nguyên Bảo Sơn lão tổ, bảo thành nhân. Lão phu cũng tới quan sát một phen, lời nói ở giữa, lại là một người phi thiên mà đến, thân này trên người mang theo một cổ trích nhiệt khí tức. Người đến, chính là Hỏa Vân các lão các chủ Hỏa Vân Tiêu. Đồng dạng có tông môn xuất hiện tư chất nghịch thiên giả, liền sẽ kinh động một chút lão võ người, bọn hắn cũng không là tới xem náo nhiệt mà là bởi vì cái này thiên địa dị tượng bên trong ẩn chứa tự nhiên võ đạo chi văn, bọn hắn có thể từ đó cảm ngộ đến võ đạo tâm ý, trợ giúp tu hành. Mà cái này dẫn động ra thiên địa dị tượng phẩm giai càng cao, cái này bên trong võ đạo chi văn chính là càng trở nên cao thâm. 30 triệu nguyên khí cột sáng ẩn chứa tự nhiên võ đạo chi văn đã trải qua đạt tới tam giai, đã trải qua giá trị đến mấy người bọn hắn sơ nhập thần niệm cảnh võ giả đến đây cảm ngộ. Ba vị khách khí, Đan Huyền gặp tình hình, không có mở miệng cái này là toàn bộ nhân gian quy củ, mặc kệ tông môn nào có người dẫn động thiên địa dị tượng, tông môn người đều có thể đến đây quan sát. Trong lúc nhất thời, cái này ba tên lão tổ cấp nhân vật, cũng là cùng nhau hướng phía bên trên bầu trời nguyên khí kia cột sáng nhìn lại, nguyên khí kia trong cột ánh sáng, lưu chuyển tự nhiên võ đạo chi văn, đúng là bọn họ lần này đến đây con mắt. Nhưng mà, cũng tại lúc này, Bành chỉ thấy, cái kia đã trải qua 30 trượng phẩm chất nguyên khí cột sáng, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Lại thất bại. Ánh mắt mọi người nhao nhao biến đổi, xem ra Quý tông môn vận khí có chút kém a, à, dạng này một cái thiên kiêu, vậy mà trùng kích tụ khí thất bại, chỉ sợ hắn tương lai cũng dừng ở đây. Hỏa Vân Tiêu không khỏi mở miệng nói đạo, một bên Bảo Thành Nhân cũng là mở miệng, lão phu quan sát lần này dẫn tới thiên địa dị tượng bên trong ẩn chứa võ đạo chi văn cực kỳ không tầm thường, nếu là có thể đạt tới tụ khí, tu vi tất nhiên mười phần khủng bố, đáng tiếc. Xem ra, chúng ta là đến không một trận, Đao Tuyệt Lăng cũng là mở miệng nói đạo ha ha, mấy vị nếu muốn đi, vậy liền rời đi thôi. Đan Huyền cũng là không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Đao Tuyệt Lăng không khỏi mở miệng, Đan Huyền huynh, đây là ý gì? Chẳng lẽ cho rằng người này làm sao sẽ nhặt lại tin tâm, lần nữa trùng kích tụ khí? Người này đã trải qua thất bại hai lần, đây là hắn lần thứ ba trùng kích tụ khí, hắn võ đạo chi tâm kiên định, không phải ngươi chờ có thể tưởng tượng. Đan Huyền mở miệng nói đạo, đã trải qua thất bại hai lần, mấy người nghe xong ánh mắt đều là biến hóa người bình thường trùng kích một lần tụ khí sau khi thất bại có thể lần nữa trùng kích đã là đáng quý mà người này vậy mà hai lần trùng kích tụ khí thất bại làm sao sẽ kiên định võ đạo tri tâm đây quả thực là thật đáng sợ bất quá đã trải qua lần thứ ba thất bại chỉ sợ hắn hiện tại hẳn là sớm đã võ đạo tri tâm vỡ vụn muốn cho nhặt lại tin tâm lần thứ tư trùng kích tụ khí quả thực quá khó khăn bảo thành nhân giờ phút này lại là mở miệng a à, vậy nhưng chưa hẳn Đan Huyền nhàn nhạt, nhạt một câu, ánh mắt ngưng tụ tại số 77 trên lầu các. Hỏa Vân Tiêu nghe xong, lúc này nếu như nghe được một cái cự đại trò cười đồng dạng, mở miệng, Đan Huyền, người coi thật quá mức tự tin, lần này nếu là có thể lần thứ tư trùng kích tụ khí, ta liền. Oanh, cũng tại lúc này, thiên địa chấn động, vô biên nguyên khí tụ đến, nguyên khí kia cột sáng, lần nữa ngưng tụ mà lên. Lần thứ tư, cổ phong tại liên tục thất bại ba lần về sau, vậy mà lần thứ tư trùng kích tụ khí. Cổ phong võ đạo chi tâm, đến cường hoành đến loại tình trạng nào, đối với võ đạo vậy mà như thế chấp nhất. Đao tuyệt lăng, bảo thành nhân, hỏa vân tiêu đều là ngẩn người, căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Đan huyền cười đạo, hỏa huynh, người nói người này nếu có thể lần thứ tư trùng kích tụ khí, người liền thế nào? Ta, ta liền chúc mừng đan huyền tông chủ, đan tiên tông có này đạo tâm kiên định như vậy thiên kiêu, quả nhiên là phúc khí A, à, chỉ là không được biết cái này thiên kiêu, là người phương nào. Hỏa vân tiêu lập tức lời nói xoay chuyển, mở miệng. Cổ phong, đan huyền cười nhạt một tiếng. Cổ phong, đao tuyệt lăng, bảo thành nhân, hỏa vân tiêu nghe xong, đều là sững sờ. Cổ phong bọn hắn đều gặp, đây chính là vô mạch phế thể A. Mặc dù gần nhất liên quan tới cổ phong nghe đồn rất nhiều, nhưng vẫn cố cải biến không được hắn vô mạch phế thể sự thật. Bây giờ, hắn vậy mà trùng kích tụ khí. Cái này sao có thể? Cũng tại lúc này, nguyên khí kia cột sáng lần nữa điên cuồng đánh thẳng vào. 10 trường, 20 trường, 30 trường, rất nhanh chính là siêu vượt 30 trường, Trong nháy mắt, đan tiên tông bên trong, tất cả mọi người là trừng to mắt, nguyên khí cột sáng đường kính đạt tới 30 trường, nếu là tụ khí thành công, có thể mở ra ba cái khí hải, còn nếu là đạt tới 40 trường, cái kia có thể mở ra cực kỳ khủng bố bốn cái khí hải. Có thể mở mang bốn cái khí hải người, trên cơ bản thuộc về toàn bộ thành đỉnh tiêm thiên kiêu. Bây giờ thiên hạo thành bên trong thế hệ tuổi trẻ võ giả, có thể ở tụ khí thời điểm mở ra bốn cái khí hải, chỉ có một người, cái kia chính là hạo tinh thần. Hạo tinh thần, giờ phút này ánh mắt cũng là hội tụ tại bên trên bầu trời, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Thiên hạo thành phạm vi bên trong, có một cái hồ lớn, hồ này nước hồ vì xanh thẳm sắc, hồ này trung tâm có một tòa đảo. Đảo này, chính là Lam Hồ Đảo, tại Lam Hồ Đảo dưới mặt đất bên trong tâm chỗ, có một biệt kín không gian. Cái này trong không gian, ngồi xếp bằng một lão giả, lão này người song trên đùi, mang một tầng tầng vải màu xanh lam. Người này, chính là Lam Hồ Đảo Lão Tổ, Lam Băng Tuyền. Làm băng tuyền trên người hơi nước lượn lờ, hiển nhiên là đang trùng kích tu vi bình cảnh. Mà giờ khắc này, bỗng nhiên một đạo tiếng oanh minh từ trong cơ thể nội truyền ra, làm băng tuyền thân thể chấn động, một ngụm máu tươi mãnh liệt mà phun ra, sắc mặt tái nhợt đứng lên. Lão phu vây ở thần niệm cảnh tiểu viên mãn đã trải qua trên trăm năm, vì sao không thể tiến thêm một bước, bây giờ đan dược đối với lão phu đã trải qua không có chút nào tác dụng, lão phu cần là cảm ngộ. Cái này cảm ngộ, chỉ có từ thiên địa dị tượng bên trong võ đạo chi văn bên trong mới được. Lấy lão phu tu vi, tam giai phía dưới võ đạo chi văn, đã trải qua vô dụng. Có thể cái này thiên hảo thành bên trong, thiên kiêu chỉ có như vậy mấy người, ai có thể dẫn tới ẩn chứa tứ giai võ đạo chi văn thiên địa dị tượng. Làm băng tuyển trong lòng cảm khái, cũng tại lúc này, ngoại giới một thanh âm truyền đến. Lão tổ, đan tiên tông phương hướng, có người tụ khí, dẫn tới nguyên khí cột sáng, đã trải qua siêu vượt 30 trường. Nghe đến lời này, làm băng tuyển trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên, không nói hai lời, trực tiếp ấy đứng dậy, một thân tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp từ lam hồ đảo sông ra, hóa thành một vệt sáng, hướng phía đan tiên tông điên cuồng phóng đi, trong mắt của hắn đầy là đối với tu hành khát vọng. chương 173, năm lần tụ khí, bích nguyệt môn, chỗ sâu một mảnh bị thảo mộc bao trùm bên trong dãy núi. Cái này bên trong dãy núi, có một tòa phong, ngọn núi này ngoại hình như trang khuyết đồng dạng đến mỗi mặt trời mọc thời điểm ánh nắng chiếu xạ phía dưới, phát ra lóa mắt bích quang, ngọn núi này chính là Bích Nguyệt Phong. Bích Nguyệt Phong đỉnh núi, một tên tuổi chừng 32 ba xanh phát mỹ mạo nữ tử ngồi xếp bằng, trong mắt tràn đầy tang thương tâm ý, nhìn trước mắt người. Trước mặt, có một tên trên trán, tràn đầy khí khái hào hùng tuổi trẻ nữ tử, cái này nữ tử, là cổ phong người quen, Tây Môn Linh. Linh Nhi, người có thể hiểu, xanh phát nữ tử mở miệng nhạt nói, sư tôn, đệ tử không hiểu, vì sao nữ tử, không thể như nam tử giống như còn sống, tu nam tử võ đạo. Tây môn linh lắc đầu, nữ thuần âm, nam thuần dương, âm dương bổ sung mới có thể thành tựu viên mãn. Người vốn là là âm, nhưng phải lấy dương tới sửa, tất nhiên một đường trông gai, đồng thời dương dương tương bác, người nếu lấy dương tới sửa, cả đời này, chỉ sợ cũng không biết đạt được một cái chân chính yêu nam nhân của ngươi. Xanh phát nữ tử lại là nói đạo, sư tôn, ngài nhiều năm lẻ loi một mình, như thế cũng không có đạt tới viên mãn. Tây Môn Linh lại là hỏi đạo, xanh phát nữ tử thán hơi thở mở miệng, sư tôn đã từng nghiêng tâm một người, đáng tiếc tự thân chi âm, cùng không được thớt. Như thế nào mới có thể xứng đôi, chỉ có tu vi tăng lên, để tự thân chi âm, mạnh hơn, mới có thể cùng xứng đôi, nhưng cái này tu hành tăng lên, gì chi khó khăn, vi sư đã tại thần niệm cảnh tiểu viên mãn khốn 236 năm, như cũng không cách nào đột phá. Xanh phát nữ tử thán hơi thở mở miệng, sư tôn, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Tây Môn Linh nghi vấn đạo, xanh phát nữ tử mở miệng, "Có, chỉ cần có nam tử dẫn động thiên địa dị tượng, đồng thời cái kia thiên địa dị tượng bên trong ẩn chứa tứ giai võ đạo chi văn, nếu có thể quan sát cái này chờ võ đạo chi văn, vi sư có thể đột phá bình cảnh." Tứ giai võ đạo chi văn, chẳng lẽ cái này dẫn động thiên địa dị tượng rất khó khăn sao? Tây Môn Linh lại là hỏi đạo, "Dẫn động thiên địa dị tượng không được khó khăn, mỗi người đột phá đến đệ nhị bộ thời điểm đều sẽ dẫn động thiên địa dị tượng." bất qua thiên địa dị tượng phẩm giai lại là khác biệt, có thể dẫn động cao giai thiên địa dị tượng người, đều là yêu nghiệt tư chất, người như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gần ngàn năm qua, ta thiên hạo thành, chỉ có thành chủ con trai hạo tinh thần đột phá tụ khí thời điểm, mở ra bốn cái khí hải, dẫn tới thiên địa dị tượng bên trong ẩn chứa tứ giai võ đạo chi văn, một lần kia, vi sư tiến đến quan sát, đáng tiếc đi chế một chút, không có hoàn toàn lĩnh ngộ tứ giai võ đạo chi văn. Xanh phát nữ tử thán hơi thở nói đạo, Tây Môn Linh mở miệng nói đạo, sư tôn, nói không chừng, còn sẽ có người dẫn động cái này chờ thiên địa gì tưởng. Khó khăn, chỉ sợ người như vậy, tại sau này mấy trăm năm bên trong đều. Xanh phát nữ tử mở miệng ở giữa, bỗng nhiên cảm giác phương xa có anh minh truyền ra. Ánh mắt biến đổi, vung tay lên, lúc này đỉnh núi mây mù tiêu tán, nàng ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, phát hiện một đạo nguyên khí cột sáng phóng lên tận trời, cái này nguyên khí cột sáng đường kính đã trải qua siêu vượt 30 trường. Đan tiên tông, không biết là ai, người này có cơ hội dẫn động ẩn chứa tứ giai võ đạo chi văn thiên địa dị tưởng. Xanh phát nữ tử ánh mắt lấp lóe, lập tức đứng dậy, Linh Nhi, người chờ vi sư, hôm nay có lẽ là vi sư đời này nhất đại tạo hóa. Lời nói rơi xuống, xanh phát nữ tử hướng phía đan tiên tông phương hướng cực tốc mà đến. Đan tiên tông, lại là, hắn sao, tây môn linh mở miệng, trong đôi mắt hiện lên một vệt hồi ức, giờ khắc này, nàng trên trán khí khái hào hùng, nhạt một chút. Đan tiên tông, Số 77 lầu các bên ngoài. Giờ phút này vô số người hội tụ ở đây, khu vực trung tâm là mấy cái lão tổ cấp nhân vật. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ tại nguyên khí kia cột sáng phía trên. Đơn giản là giờ khắc này, nguyên khí kia cột sáng đường kính đã trải qua đạt tới 38 trượng. Nếu là đạt tới 40 trượng, liền có thể dựng dục ra tứ giai võ đạo chi văn, đây đối với thần niệm cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là một trận không nhỏ tạo hóa. Chư vị, lão phu cũng tới, cũng tại lúc này một đạo già nua thanh âm truyền đến. Đám người chỉ thấy, một tên lam y lão giả phi thiên mà đến, lão giả này hai mắt nhìn chầm chập nguyên khí cột sáng. Lam lão quỷ, người cũng tới. Đan huyền đạm mạc một câu, người đến, chính là Lam băng tuyền. Lam băng tuyền cười đạo, ha ha, chuyện tốt bực này có thể nào thiếu khuyết lão phu. Lão thân cũng tới quấy dày, cũng tại lúc này, nơi xa lại là một thanh âm truyền tới. Người đến, là một gã dung mạo mỹ mạo xanh phát nữ tử chính là bích nguyệt môn lão tổ, thanh nguyệt. Tất cả mọi người tâm, đều bị tóm lên đến, cổ phong lần này đột phá, vậy mà đem thiên hạo thành bên trong, sau cái tông môn cao tầng đều là dẫn tới, có thể tưởng tượng lần này đột phá đến đến cỡ nào nghịch thiên. Ông, cũng tại lúc này, nguyên khí kia cột sáng phát ra oanh minh. 39 trưởng, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, sẽ đạt tới 40 trưởng sao. Muốn biết, thiên hạo thành gần ngàn năm qua, có thể chỉ có một người tại đột phá tụ khí thời điểm, nguyên khí cột sáng đạt tới 40 trưởng, Mở ra bốn cái khí hải, cái kia chính là hạo tinh thần. Bây giờ cổ phong, đem muốn đạt tới hạo tinh thần độ cao sao? Hạo tinh thần trong mắt quang mang chấp nhấp nháy, hắn bây giờ duy nhất so cổ phong mạnh, chính là Tu Vi, nếu như Tu Vi lại bị đối phương siêu vượt, cổ phong quả nhiên là danh phó thực thiên hạo thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cũng tại lúc này, nguyên khí kia cột sáng, trực tiếp đạt tới 40 trượng. Nguyên khí cột sáng 40 trượng, một khi tụ khí thành công, là có thể mở ra bốn cái khí hải, cái này chờ tư chất đã cùng hạo tinh thần một cái độ cao. Giờ phút này, cái kia 40 triệu nguyên khí cột sáng bên trong, một đạo đạo hư huyễn võ đạo chi văn hiển hiện. Cái này võ đạo chi văn, đã trải qua đạt tới tứ giai. Làm băng tuyển cùng thanh nguyệt mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chầm chầm cái kia võ đạo chi văn, cái này võ đạo chi văn, đối với bọn hắn mà nói, là một trận không nhỏ tạo hóa. Đan huyền đồng dạng ánh mắt tụ vào ở trên, tứ giai võ đạo chi văn, đủ có thể khiến chỗ có thần niệm cảnh võ giả lĩnh ngộ mà đã ở phần đông thần niệm cảnh cường giả cảm mộ cái này võ đạo chi văn lúc. Bành, cái này 40 triệu nguyên khí cột sáng, đúng là lần nữa sụp đổ. Lại thất bại, tất cả mọi người là rung động, đây là cổ phong lần thứ tư trùng kích tụ khí thất bại, liên tục thất bại 4 lần, không nói trong lòng có thể hay không tiếp nhận, thân thể tại 4 lần trùng kích khí hải bình chứng sau khi thất bại, làm sao sẽ tiếp nhận sao. Số 77 lầu các bên trong, phốc, cổ phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trong đan điền, như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn sắc mặt, đã trải qua tái nhợt, bốn lần, ta thậm chí ngay cả bốn lần thất bại. Giờ phút này, cổ phong không khỏi tự nói, bất quá trong mắt, chẳng những không có nhụt trí, ngược lại cái kia chấp nhất vẻ càng đậm, cơ hồ đạt đến cực hạn. Tại cổ phong thế giới bên trong, tuyệt đối sẽ không có nhận thua tồn tại, bốn lần thất bại lại như thế nào, chỉ cần nhục thân bất diệt, chỉ cần linh hồn không tiêu tan, cổ phong thì sẽ một thẳng nếm thử một chút đi. Chỉ có tụ khí, chỉ có bước vào võ đạo đệ nhị bộ, mới tính chân chính mở ra võ đạo chi lộ, mới có thể lấy nguyên khí, thi triển trong trí nhớ những cái kia vũ khí cấp cao. Thiên tuyệt thân thể, nếu ta đã có thể tu hành, người liền không cách nào lại giam cầm với ta. Nghĩ đến, cổ phong cắn răng, năm loại thánh phẩm công pháp, đồng thời vận chuyển lại. Cổ phong, lần thứ năm trùng kích tụ khí, số 77 lầu các bên ngoài, làm mọi người thấy nguyên khí kia cột sáng lần thứ năm dâng lên thời điểm, nguyên một đám trong lòng đều đã chấn động tới cực điểm những cái kia phàn nàn thiên đạo bất công, phàn nàn mình tư chất không được thích võ người, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Cổ phong là vô mạch phế thể, bây giờ vậy mà có thể trùng kích tụ khí, đồng thời trùng kích bốn lần thất bại, như cũ võ đạo chi tâm bất diệt, lại bắt đầu lần thứ năm trùng kích. Loại này đối với võ đạo chấp nhất, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người vì đó xấu hổ. Âm ầm, giờ khắc này, thiên địa nguyên khí chấn động, nguyên khí kia cột sáng ngưng tụ, chẳng những không có giảm bớt ngưng tụ tốc độ, ngược lại so với trước đó bốn lần ngưng tụ tốc độ càng nhanh. 10 trường, 20 trường, trong hô hấp, chính là đạt tới 40 trường, mà lần này, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại đường kính vào thẳng ra 40 trường. Ông, 41 trường, huyền diệu nguyên khí quang mang bộc phát ra, mọi người tại đây sắc mặt đại biến, 41 trường, cái này đã siêu vượt lúc trước hạo tinh thần. Thiên hạo thành gần ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở tụ khí thời điểm, dẫn động thiên địa nguyên khí, để nguyên khí cột sáng đường kính siêu vượt 40 trượng. Bây giờ, cổ phong làm đến, hắn, siêu vượt ta, hạo tinh thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn thán, nhưng lại không có vẻ ghen ghét, thong dong trước thú linh cốc đến chiến, cùng hoàng đan tông sự tình về sau, hắn đối với cổ phong chỉ có kính nể. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, bây giờ, trong lòng mọi người, chỉ có bốn chữ này, xứng đáng nhất lên cổ phong. Quả nhiên là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, Mỗi một lần tụ khí sau khi thất bại, cổ phong chính là thể hiện ra càng kinh người hơn tư chất, trực tiếp khiêu chiến càng khó khăn độ cao. Rất nhiều thần niệm cảnh võ giả, ánh mắt lần nữa hội tụ nguyên khí kia bên trong cột ánh sáng võ đạo chi văn bên trên, trong mắt đều là hào quang lóe lên. Thú linh cốc chỗ sâu, nơi này, bò một chỉ giống như núi nhỏ lớn nhỏ hắc hổ, mà nhìn kỹ, cái này hắc hổ phía trên tử khí lượn lờ, không biết đã chết bao lâu. Giờ phút này, cái này hắc hổ thể nội, một lão giả khoanh chân ngồi tại bên trong lão giả ra rẻ phía trên mang theo một đạo đạo màu sắc rực rỡ hình xăm, cả người tản ra một cỗ không thuộc về loài người khí tức. Lão giả này không là người khác, chính là thú linh cốc lão tổ, thiên ngự tử. Bây giờ thiên ngự tử tu vi, đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh. Bất quá tiến vào nguyên thần cảnh về sau, thiên ngự tử phát hiện tiến hành tu hành, vô cùng khốn khó khăn, mấy năm này, tu vi đúng là không có nửa phần tinh tiến. Thậm chí, hắn không tiếc chém giết mình yêu nhất linh sủng, lấy ngộ nói, nhưng cho tới bây giờ, như cũ không thu hoạch được gì. phó đạo chi văn, bây giờ nếu có ngũ giai võ đạo chi văn tại, dùng lĩnh ngộ, ta tu hành, tất nhiên sẽ có tiến triển. Chỉ tiếc võ đạo chi văn, vì thiên địa dị tượng bên trong thai ngén, không cách nào ghi lại, không cách nào khắc họa, chỉ có tại người đột phá dẫn xuất thiên địa dị tượng thời điểm tiến hành cảm mộ. Bình thường võ đạo chi văn còn dễ nói, ngũ dài võ đạo chi văn, cần phải có mở ra năm cái khí hải tư chất mới có thể, ta thiên hạo thành ngàn năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua này đám nhân vật, đáng tiếc. Thiên ngựa tử không khỏi cảm thán, bỗng nhiên, ánh mắt biến đổi, tiếp theo, trực tiếp rời đi cự hổ thi thể, đi ra ngoại giới, nhìn hướng chân trời. Cái này, nguyên khí cột sáng đã trải qua siêu vượt 40 trượng, lão phu nhất định phải vừa đi, nếu là có thể đạt tới 50 trượng, nhìn thấy ngũ dài võ đạo chi văn, lão phu cái này đột phá tu vi có hy vọng. Thiên ngự tử trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên, trực tiếp chân đạp hư không, thân thể bên ngoài vô biên nguyên khí, ngưng tụ ra một đôi to lớn nguyên khí cánh, chấp động phía dưới, hướng phía đan tiên tông phương hướng cực tốc mà đến. chương 174, hai chủ soái đánh tới. Thiên hạo chủ thành, trong chủ thành, trừ thiên hạo thành thành chủ hạo trường tồn bên ngoài, liền là cả thiên hạo thành rất nhiều nhân vật cao tầng. Bên trong hai bên hai chủ soái xem như hạo trường tồn phía dưới, thiên hạo thành hai, nhân vật số ba, hai người tại thiên hạo thành bên trong, đều có hết sức quan trọng địa vị. Ngựa trong phủ, mã thành hạo mẫu thân vương thị một mặt mây đen mà nhìn trước mắt nhi tử hạo nhi người nói một câu đi hạo nhi vương thị trong mắt mang theo vẻ đau lòng giờ phút này mã thành hạo một mặt ngốc trệ trong ánh mắt không có nửa điểm hào quang nếu như một người gỗ đồng dạng mã thành hạo thân là hữu soái con trai là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên cho tới bây giờ cũng không bị qua cái gì khi dễ cho dù cùng hạo tinh thần cũng là huynh đệ cùng nhau nói thẳng đến gặp được cổ phong tông môn tuyển chọn mã thành hạo thảm bại cổ phong trong tay thậm chí bị đá ra đan tiên tông hắn thật vất vả nhặt lại tin tâm, tại thú linh cốc quật khởi lại đến một trận chiến, lại lần nữa bị cổ phong hung hăng mà dẫm ở dưới chân. Cổ phong, trở thành hắn ác mộng, đến tận đây, hắn võ đạo chi tâm, triệt sụp đổ, đối với võ đạo tu hành, hắn hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Cổ phong, mã thiên hành giờ khắc này ở một bên, nhìn thấy mình nhi tử bộ dáng như thế, trong mắt tràn đầy sát ý vô biên. Chỉ là bây giờ cổ phong tại đan tiên tông địa vị không tầm thường, đồng thời có thành chủ ở chính giữa cân nhắc, hắn không cách nào xuất thủ, bằng không, hắn hận không thể lập tức xiết vào đan tiên tông, đem cổ phong chém giết, theo góc độ quan sát của hắn, chỉ có đem cổ phong chém giết, mình nhi tử mộng yểm mới có thể biến mất, mới có thể khôi phục bình thường. Cũng tại lúc này, ngoại giới bên trong, truyền ra tiếng oanh minh, tiếp theo là đám người kinh hô. Mã thiên hành cao mày, trực tiếp đi ra phòng người, xem xét chân trời cảnh tượng, trong nháy mắt ánh mắt biến đổi, siêu vượt bốn cái khí hải tư chất. Chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, một đạo nguyên khí cột sáng phóng lên tận trời, cái này nguyên khí cột sáng đường kính đã trải qua siêu vượt 40 trường. Đan tiên tông phương hướng, đan tiên tông bên trong, lúc nào lại toát ra như thế nhân vật thiên kiêu. Mã thiên hành trong lòng suy tư, giờ phút này, một tên người hầu hướng bận biểu đi vào đình viện mở miệng, lão ra, bên ngoài truyền đến tin tức, đột phá người, là cổ phong. Cổ phong, lúc này mã thiên hành biến sắc, nếu để cho cổ phong tụ khí thành công, thành tựu bốn cái khí hải, chỉ sợ sau này vì mã thành hạo báo thù lại không có cơ hội thậm chí cổ phong như vậy yêu nghiệt, một khi trưởng thành, ngày sau mã ra rất có thể hủy trong tay. Giết, hôm nay vì hảo nhi, lão phu dứt khoát bỏ ra mặt mũi, nếu như có thể đem cổ phong chém giết, cho dù ném hữu xoái vị trí, lại có thể thế nào. Nghĩ tới đây, xoắn suýt đã lâu mã thiên hành rốt cuộc dưới hung ác tâm, trong mắt sát ý lấp lóe hai chân mãnh liệt mà đạp, trực tiếp phóng lên tận trời. Mã thiên hành, rốt cuộc chuẩn bị quên đi tất cả, hôm nay, hắn muốn giết người. Một bên khác, đường ra bên trong, một cái căn phòng bên trong, là từng dãy bài vị, nơi này, đây đều là chết đi đường ra dòng chính người. Bên trong, nhất phía dưới một cái bài vị phía trên, rõ ràng là đường bất phàm ba chữ. Con ta, vi phụ tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi. Đường hưng vũ trong mắt tràn đầy bi thương vẻ, rất nhiều nhi tử bên trong, hắn yêu thích nhất chính là mình tiểu nhi tử đường bất phàm, mà bây giờ, đường bất phàm lại kêu thảm cổ phong độc thủ. Hết lần này tới lần khác, bây giờ cổ phong có tông môn chỗ dựa, lại có thành chủ đàn che chở cho dù là hắn thân là tả soái cũng không cách nào tùy ý xuất thủ từ cổ phong gần đây rất nhiều biểu hiện đường hưng vũ chính là biết nếu để cho cổ phong tiếp tục như thế trưởng thành tiếp chỉ sợ tương lai giết khó khăn so trèo lên ngày nhưng thân là hữu soái rất nhiều chuyện hắn là như vậy bách bất đắc dĩ đang ở đường hưng vũ xoắn suýt thời điểm ngoài cửa thanh âm truyền đến lão gia không tốt cổ phong tụ khí cái gì đường hưng vũ lông mày mãnh liệt mà nhân lại vọt thẳng ra khỏi phòng bỏ, nhìn hướng chân trời, cả người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bầu trời xa xa bên trong, nguyên khí kia cột sáng, đúng là đã trải qua đạt tới 4 hơn 10 trường. Cổ phong, là muốn thành tựu năm cái khí hải sao. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại đường hưng vũ trong lòng hiển hiện, lấy cổ phong như vậy yêu nghiệt tư chất, ngày sau sắp thành liền như thế nào độ cao, đến lúc đó, đường ra chỉ sợ cũng muốn diệt phong. Giết, giờ phút này, đường hưng vũ trong nháy mắt trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ giết cổ phong, ta mặc dù có tội, bằng vào ta nhiều năm vì thiên hạo thành công lao, cũng đủ triệt tiêu, thành chủ cũng không thể xử tử ta, vì bất phàm, vì đường ra, cổ phong phải chết. Đường hưng vũ giờ phút này trong mắt sát ý lộ ra, hắn hôm nay tại cổ phong cho cổ nguy cơ này phía dưới, rốt cục hạ quyết định quyết tâm, trực tiếp phóng lên tận trời. Mới vừa bay ra đường phủ, chính là nhìn thấy bên trên bầu trời mã thiên hành, mở miệng lần này đi vì sao. Cha báo người thù, mã thiên hành mở miệng, hỏi lại, ngươi chi vì sao? Giết người, đường hưng vũ mở miệng, tốt, đi giết người, mã thiên hành mở miệng, trong mắt tràn đầy tự tin. Mã thiên hành tu vi tại sơ nhập nguyên thần cảnh, mà đường hưng vũ tu vi có thể đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh tiểu viên mãn, hai người dưới sự liên thủ, hôm nay nếu thật bỏ xuống tất cả muốn giết người, đan tiên tông không STL 23 NP người nào có thể ngăn cản. Nghĩ xong, hai người hóa thành một đỏ một lam, hai vệt đỏ dài, hướng phía đan tiên tông mà đến trong phủ thành chủ hạo trường tồn đứng ở bên cửa sổ nhìn lấy đi xa mã thiên hành cùng đường hưng vũ trong mắt lóe lên một vệt hào quang thành chủ đại nhân ngài không ngăn trở sao đây là muốn triển khai thế tục cùng tông môn đại chiến như thế ta thiên hạo thành tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề a à. một bên quân sư dương an mở miệng nói đạo ngăn cản vì sao muốn ngăn cản hạo trường tồn lại là giàu có thâm ý mà mở miệng dương an mở miệng đại nhân cái này trải qua đại chiến ta thiên hạo thành tổn thương nguyên khí nặng nề, vậy hắn thành tất nhiên. Hai bên hai chủ soái đối với cổ phong hận thấu xương, bây giờ cũng là đan tiên tông cao tầng cùng bổn thành chủ đang cân nhắc, hai người mới chịu đựng không động thủ, bất quá liên tục như vậy, trong lòng hai người oán hận chất chứa tất nhiên sẽ càng ngày càng sâu, thậm chí còn có thể ghi hận bổn thành chủ, nếu như náo ra phản loạn sự tình, ngược lại được không bù mất. Hạo trường tồn mở miệng, Dương An lo lắng đạo, thành chủ đại nhân, có thể. Hạo trường tồn mở miệng, hiện tại, để bọn hắn đi, đem trong lòng hỏa khí phát tiết một phen, phóng thích về sau, bản tôn lại đi, cũng là không muộn. Thành chủ đại nhân, nếu như cái kia cổ phong cứ như vậy chết đâu. Dương An mở miệng, chết, ha ha, nếu như cái này tiểu tử dễ dàng chết như vậy, coi như bổn thành chủ nhìn mắt mù. Cho dù ngũ dài võ đạo chi văn, cũng không đủ để bổn thành chủ vì hắn cùng hai đại nguyên thần cảnh bộ hạ vạch mặt, trừ phi, hắn có thể dẫn tới lục dài võ đạo chi văn. Hạo trường tồn, trong mắt lóe lên một vệt thâm ý. Đan Tiên Tông, ánh mắt mọi người ngưng tụ, ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một thoáng, ánh mắt đều là hội tụ tại bên trên bầu trời, nguyên khí kia cột sáng phía trên. Giờ phút này, nguyên khí kia cột sáng đường kính đã trải qua đạt tới 48 trượng. Đan Huyền chờ thần niệm cảnh cường giả, trong mắt đều là quang mang chớp nhấp nháy, đắm chìm trong nguyên khí kia cột sáng bên trong võ đạo chi văn bên trong, bọn họ đều là cảm giác mình tu hành nhiều năm tu vi bình cảnh, chậm rãi lòng động. Đan Huyền chúc mừng. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm già nua từ chân trời truyền đến, theo tới là một cỗ cường đại áp bách lực lượng. Người đến chính là Thiên Ngự Tử. Mọi người thấy Thiên Ngự Tử, sắc mặt đều là biến đổi. Không nghĩ tới đem Thiên Ngự Tiền bối đều kinh động. Thiên Ngự Tử là diệu đan cùng thế hệ võ giả, bây giờ tu vi lại tại phía xa Đan Huyền phía trên, Đan Huyền tự nhiên không dám khinh thường. Thiên Ngự Tử mở miệng cười đạo, ha ha, Đan Tiên Tông quả nhiên nhân tài lấp lấp. Trước đó lão phu tông môn mấy tiểu bối đến đây chính là bị một cái tên là Cổ Phong tiểu gia hỏa đánh tan, bây giờ cái này lại có thiên kiêu đột phá, không biết lần này là ai. Cổ Phong, Đan Huyền nhạt nói, a, lại là này tiểu gia hỏa, cái này liền có thú, lão phu cũng tới quan sát một phen. Nói thiên ngự tử cũng là hướng phía nguyên khí kia cột sáng nhìn lại. Giờ phút này nguyên khí cột sáng phía trên là tứ giai võ đạo chi văn, cái này chờ võ đạo chi văn, đối với thiên ngự tử cái này nhóm cường giả mà nói cũng không trọng yếu, hắn đang chờ đợi ngũ giai võ đạo chi văn xuất hiện. Đan Huyền trong lòng đối với Thiên Ngự Tử tự nhiên là mâu thuẫn, nhưng loại thời điểm này, căn bản là không có cách xua đuổi đối phương, cũng chỉ có nhịn xuống. Ông, cũng tại lúc này, ánh mắt mọi người biến hóa bên trong, cái kia 48 triệu nguyên khí cột sáng, trong nháy mắt chấn động, hóa thành 49 triệu. 49 triệu, tất cả mọi người là kích động lên, đặc biệt là mấy cái đệ tam bộ cường giả, một khi đạt tới 50 triệu, đem cô đọng ngũ giai võ đạo chi văn, cái này chờ phẩm giai võ đạo chi văn, đối với bọn hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn. Mà cũng vào lúc này, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Tông chủ, không tốt, có người giết tới đến. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cùng nhau hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, đỏ lên một cái giỏ, hai vệt đỏ dài gào thét mà đến, những nơi đi qua, phàm là ngăn cản người, toàn bộ bị đánh bay. Sau một khắc, hai vệt đỏ dài căn bản không có nửa điểm dừng lại, Tại bên trên bầu trời, huyễn hóa thành một chuôi màu đỏ linh khí chi kiếm cùng một thanh màu xanh lam linh khí chi đao, hướng thẳng đến số 77 lầu các đánh tới. Cái này nhất đao nhất kiếm lên phóng thích khí tức, thuộc về nguyên thần cảnh cường giả. Trong nháy mắt đám người sắc mặt đại biến, nếu là nghĩ cảm ngộ võ đạo chi văn, liền cản bọn họ lại. Đan Huyền gặp tình hình, lúc này giống to, hừ, nghĩ ngăn lão phu tạo hóa, không có khả năng. Ngự Linh lão quỷ gặp tình hình, lúc này quanh thân nguyên khí gào thét, sau lưng một chỉ nguyên khí màu vàng óng cự hổ xuất hiện, hai chỉ hổ chảo mãnh liệt mà một chảo, hướng thẳng đến cái kia màu đỏ linh khí chi kiếm chộp tới. Oanh, cái này một phát bắt được cái kia linh khí chi kiếm, trong kiếm, một bóng người hiển hiện. Người này, chính là đường hưng vũ, thiên ngựa tử, người không phải bản soái đối thủ, cho bản soái cút ngay. Đường hưng vũ trong mắt lãnh mang lấp lóe lấy hắn nguyên thần cảnh tiểu viên mãn tu vi, đối với sơ nhập nguyên thần cảnh thiên ngự tử, tự nhiên không sợ. Người muốn giết người, lúc nào tới, lão phu mặc kệ, nhưng hôm nay cái này thiên địa dị tưởng khả năng sinh ra ngũ giai võ đạo chi văn, lão phu trận này tạo hóa, ngươi không thể phá. Thiên ngự tử lúc này gầm lên một tiếng, bên này, làm băng tuyền, thanh nguyệt, hỏa vân tiêu, bảo thành nhân, đao tuyệt lăng, cùng đan huyền đám người, riêng phần mình nguyễn hóa ra một chỉ linh khí quang trưởng. Chọn vẹn 12 chỉ linh khí quang trưởng, cùng một chỗ bắt lấy cái kia màu xanh lam linh khí chi đao. Đám người hợp lực phía dưới, đao này mới rốt cục dừng lại. Bên trong, Mã Thiên Hành thân ảnh hiển hiện, đều cho bản soái cút ngay. Đan Huyền lạnh giọng mở miệng, "Mã Thiên Hành, người thân là hữu soái, có biết thế tục cùng tông môn không thể chơi, người bây giờ xúc phạm Thiên Hạo thành quy củ, người mặc dù thực lực mạnh, nhưng chỉ là một cái hữu soái phủ, còn chịu không được ta toàn bộ Đan Tiên Tông võ giả vây giết." Đan Huyền, "Hôm nay ta sát ý đã quyết, ngăn ta người, chỉ có một con đường chết, làm một cái mở ra bốn cái khí hải người, người phải bỏ qua tính mạng mình, đáng giá không?" Mã thiên hành quát trói tai ở giữa, quanh thân bên ngoài, từng chuôi màu xanh lam linh khí chi đao nổi lên, trong nháy mắt chính là có hơn ngàn đêm. Mà lời nói vừa dứt, bên trên bầu trời, nguyên khí kia cột sáng lần nữa chấn động. Oanh, đường kính đạt tới 50 trượng, mở ra năm cái khí hải thiên phú, chương 175, viên mãn khí tuyền. Giờ khắc này, nguyên khí cột sáng đường kính đã đến 50 trượng. 50 trượng nguyên khí cột sáng, một khi tụ khí thành công, có thể mở ra năm cái khí hải năm cái khí hải là khái niệm gì? Có thể hiểu thành, một khi tu thành năm cái khí hải, trong cơ thể mình nguyên khí chứa đựng chính là người bình thường gấp 5 lần, đây là gì trời yêu nghiệt? Tại gần ngàn năm qua, toàn bộ Thanh Châu, tư chất người mạnh nhất Thanh Mộc tại đột phá tụ khí thời điểm, dẫn tới nguyên khí cột sáng, có 56 trưởng cuối cùng tụ khí thành công, mở ra năm cái khí hải. Về sau còn chưa đạt 30 tuổi, chính là khí biến thành công, trở thành Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đồng thời, năm cái khí hải, lại nói viên mãn khí hải. Thiên địa hòa âm dương, âm dương phân ngũ hành, năm cái khí hải, chính tốt đối ứng ngày sau tu hành bên trong ngũ hành số lượng, không có chút nào bỏ sót, cực kỳ viên mãn. Có thể mở mang ra viên mãn năm cái khí hải người, chẳng những chiến lược phi phàm, đồng thời trên cơ bản ngày sau đều là bước vào võ đạo đệ tam bộ. Oanh, cũng tại lúc này, cái kia 50 trượng nguyên khí cột sáng chấn động. Trong nháy mắt, vô biên nguyên khí sụp đổ, cái này, ánh mắt mọi người biến hóa, lại thất bại sao? Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy cái này sụp đổ nguyên khí chẳng những không có tiêu tán, ngược lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành năm cái cự đại nguyên khí tuyển cơn xoáy. Năm cái cự đại nguyên khí tuyển cơn xoáy phiêu phù ở bên trên bầu trời, không được xoay tròn, nếu như muốn hút hết tất cả. Mà cái kia năm cái nguyên khí tuyển cơn xoáy bên trong, đều là có hoàn toàn hư ảo đường vân hiển hiện. Thành công, thật thành công tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều là chừng to mắt. Lần này, năm cái khí tuyển không có tiêu tán, cũng liền mang ý nghĩa cổ phong tụ khí đã trải qua thành công, chỉ cần hấp thu những nguyên khí này, biến có thể mở ra năm cái khí hải. Đám người cùng nhau sắc mặt biến hóa, cổ phong tại liên tục 4 lần trùng kích tụ khí sau khi thất bại, bây giờ nhất định là hoàn toàn siêu vượt dĩ vãng, mở ra để vô số người hướng tới viên mãn khí hải. Viên mãn khí tuyển, cổ phong vậy mà dẫn xuất cái này chờ thiên địa dị tưởng. Đan Huyền trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, nghe đồn chỉ có đắp lên thương tuyển định người mới có thể dẫn động khí tuyển dị tưởng. Ngũ giai võ đạo chi văn, lần này vậy mà thật dẫn tới ẩn chứ ngũ giai võ đạo chi văn thiên địa dị tưởng. Thiên ngựa từ giờ phút này nhìn chằm chằm cái kia khí tuyển bên trong võ đạo chi văn kinh hô mở miệng. Phần đông đệ tam bộ võ giả ánh mắt đều là biến hóa, ngũ giai võ đạo chi văn, hôm nay cái này tạo hóa quá lớn. Đường Hưng vô cùng mã thiên hành trong nháy mắt trong mắt sát ý tràn ngập mà lên, nếu là thật sự là bị cổ phong hấp thu cái này năm cái khí tuyển triệt tụ khí thành công, sau này bọn hắn thật sự sẽ không còn cơ hội, hôm nay bọn hắn muốn giết cổ phong, không người nào có thể ngăn cản. Đều cho lão tử cút ngay, mã thiên hành một tiếng quát lớn, trong nháy mắt chung quanh, cái kia vô số màu xanh lam linh khí chi đao cùng một chỗ chấn động kịch liệt đứng lên, trực tiếp thẳng hướng đan huyền đám người. Giờ khắc này, mã thiên hành đã trải qua vứt bỏ hết thảy. Bành bành bành, đan huyền đám người giờ phút này, toàn lực trèo trống, nhưng tu vi đến võ đạo đệ tam bộ, mỗi cái cảnh ở giữa tranh lệch vô cùng to lớn. Mã thiên hành là nguyên thần cảnh, mà bọn họ đều là thần niệm cảnh, cho dù nhân số phần y vơm quy 6 bi kiêu đông, cũng là rơi xuống hạ phong. Mã huynh, nếu muốn giết cổ phong, liền không cần lưu tình. Bên này, đường hưng vũ mở miệng, lời nói ở giữa, nhìn về phía thiên ngự tử, thiên ngự tử, đây là người tự tìm. Lời nói ở giữa, đường hưng vũ thể nội, một cái cùng dung mạo không khác nhau chút nào lớn chừng bàn tay hư ảo hình bóng từ đỉnh đầu bay ra. Cái này, chính là đường hưng vũ nguyên thần, tu vi đã tới nguyên thần cảnh, thịt chết mà hồn bất diệt, cũng là bởi vì hồn phách đã trải qua tu thành nguyên thần, có thể bay ra bên trong thân thể, không còn như trước đó yếu ớt như vậy. Này nguyên thần vừa bay ra, lập tức đường hưng vũ thân thể chính là chấn động, tiếp lấy hai mắt vô thần mất đi hào quang. Nguyên thần xuất khiếu, là nhục thân liền lại không năng lực suy tính, cũng trở thành mọi người thường nói không hồn người, một khi nguyên thần chết, là nhục thân cũng sẽ từ từ mục nát. Giờ phút này đường hưng vũ nguyên thần chi trong nháy mắt vô cùng hỏa diễm gào thét mà lên, tiếp theo, cái này vô biên hỏa diễm tại đường hưng vũ nguyên thần bên ngoài, Ngưng tụ thành một chuôi hỏa diễm cự kiếm. Địa giai hạ phẩm võ kỹ, hỏa thần chi kiếm, võ kỹ này, nhất định phải nguyên thần cùng hỏa linh khí dung hợp thi triển, tu vi không có đạt tới nguyên thần cảnh người, căn bản là không có cách thử nghiệm. Chảm, giờ phút này, đường hưng vũ nguyên thần biến thành hỏa diễm cự kiếm hướng phía thiên ngự tử chính là chém một cái bành thiên ngự tử nguyên khí kia biến ảo cửa hổ trực tiếp sụp đổ tại đường hưng vũ tu vi lực lượng toàn bộ bạo phát xuống thiên ngự tử trong miệng máu tươi cuồng phún trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cổ phong người cho lão tử chết đi đường hưng vũ gào thét ở giữa nguyên thần biến thành hỏa diễm cự kiếm chính là hướng phía số 77 lầu các chém tới cũng tại lúc này một bóng người cản ở trước mặt hắn thán hơi thở mở miệng hứng thú võ thu tay lại đi người mở miệng không là người khác chính là đường lão đường lão thân là đường hưng vũ cha lại là đan tiên tông người ngay từ đầu cũng không có tham dự trận chiến này nhưng bây giờ hắn biết mình đã trải qua không thể không tham dự người trước mắt bất kể là người nào đường hưng vũ bây giờ trong cơn giận dữ cũng dám chém xuống một kiếm nhưng bây giờ đây là hắn phụ thân phụ thân hài nhi đây là vì bất phàm báo thù bất phàm là người thân nhi tử trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có có hận sao giờ phút này đường hưng vô tức giận nói đạo đường lão thán hơi thở mở miệng hứng thú võ không vật phàm tính người biết trừ phi hắn vĩnh viễn không rời đi ngươi bằng không mặc kệ ở nơi đó chỉ sợ đều khó khăn bị kiếp nạn này hôm nay ngươi nếu khư khư cố chấp tất nhiên bốc lên đan tiên tông cùng ta đường ra chi chiến ta đường ra khí số sắp hết hắn gia nhập tông môn đã trải qua không được biết bao lâu đường ra trong lòng hắn địa vị đã trải qua không bằng đan tiên tông Đường Hưng Vũ nghe nói lời này, trong lòng có chút do dự, hắn cũng biết đường bất phàm phẩm tính, hắn cũng biết mình hôm nay trái với quy củ. Ông, cũng tại lúc này, hư không chấn động, cái kia năm cái cự đại khí tuyển bên ngoài, cái thứ sáu khí tuyển hư ảnh như ẩn như hiện, đã bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, nếu như cái thứ sáu khí tuyển thật xuất hiện, đó chính là muốn mở ra sáu cái khí hải. Mở ra sáu cái khí hải, được xưng hành vi nghịch thiên. Bởi vì khí hải đồng dạng đối ứng ngũ hành, thiên địa vạn vật không thể rời bỏ ngũ hành, khí hải dựa theo lẽ thường mà nói, cũng tối đa chỉ có thể mở ra 5 cái. Một khi mở ra 6 cái, vậy liền siêu thoát ngũ hành, cử động này chính là nghịch thiên nhi hành. Nghịch thiên người, võ đạo một đường kiếp khó khăn vô số, mà một khi đem những cái này kiếp khó toàn bộ phận vượt qua, như vậy người này sẽ thành vô thượng cường giả. Cái này cổ phong, đem mở ra 6 cái khí hải sao. 6 cái khí hải thiên kiêu, đã trải qua không phải thanh châu có thể có được, cho dù toàn bộ nhân gian đều là lông phượng lân góc tồn tại. Nhìn thấy cảnh này, đường hưng vũ trong lòng rung mạnh, hắn biết mình không thể nhịn nữa, lúc này gầm thét, cho dù đường ra gặp nạn, hôm nay ta cũng phải giết người này. Bên này, mã thiên hành cũng là triệt giận, linh đao bảo. Bành bành bành, trong nháy mắt, quanh thân bên ngoài, vô số linh khí chi đao, cùng nhau sụp đổ. Lần này, đan huyền đám người căn bản không có phòng bị, toàn bộ bị chấn động đến thổ huyết trở ra. Mã thiên hành thi triển võ kỹ này, sắc mặt cũng là tăng thêm một vệt trắng bệch hắn đang muốn động thủ diệt sát cổ phong thời điểm trước mắt một người xuất hiện người này chính là đan tiên tông thái thượng bát trưởng lão mã lão hắn một thân phận khác thì là mã thiên hành phụ thân thành hạo đã trải qua đần đột hôm nay cái này cổ phong ta phải giết mã thiên hành lúc này tức giận một câu mã lão lắc đầu oan oan tương báo khi nào thiên hành ngươi lại nhìn ra hôm nay thiên hạo thành bảy tông môn cũng đứng tại cổ phong cái này một mặt ngươi nếu là khư khư cố chấp ông cũng tại lúc này cái kia cái thứ sáu chính đang ngưng tụ bên trong khí thuyền lần nữa chấn động cái kia hư ảo khí thuyền càng ngày càng ngưng thực cái này hành vi nghịch thiên sáu cái khí hải hắn thực sự là muốn mở ra sao ta quản chẳng phải nhiều cổ phong không chết ngày sau ta mã ra không được an bình nhìn thấy cảnh này mã thiên hành triệt nổi giận lúc này mở miệng tu vi lực lượng bộc phát trực tiếp đem ngựa lão trấn đến một bên trong nháy mắt linh khí cự đao lần nữa ngưng tụ trực tiếp bổ về phía số 77 lầu các. Bên này, đường hưng vũ cũng là đẩy lui đường lão, biến ảo hỏa diếm cự kiếm, trực tiếp chém về phía số 77 lầu các. Oanh, đứng ở hai người chém giết ở giữa, một đạo tiếng oanh minh truyền ra, cái kia thứ sáu khí tuyển triệt hiển hiện. Thứ sáu khí hải, hành vi nghịch thiên, cổ phong, thật sự thành nghịch thiên người. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, hắn, không thể sống. Mã thiên hành cùng đường hưng vũ giờ phút này đã trải qua biết bọn hắn trêu chọc như thế nào tồn tại, nếu như cổ phong không chết, ngày sau hai nhà tất diệt. Trong lòng hai người sát ý đạt tới cơ trí, phong tới số 77 lầu các. Hỏa diếm cự kiếm cùng linh khí cự đao trực tiếp chém xuống. Cổ phong, giờ phút này đan huyền kinh hô, nhưng hắn đã tới không kịp cũng không có năng lực cứu cổ phong. Cũng ở đó hỏa diếm cự kiếm cùng linh khí cự đao tức đem xé nát số 77 lầu các thời điểm, một đạo cực kỳ có lực áp bách thanh âm truyền đến. Lớn mật, trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người liền là xuất hiện ở số 77 lầu các trước đó, vẻn vẹn duỗi ra một tay nắm. Liền cái này vẻn vẹn một trường chính là hời hợt mà đem Mã Thiên Hành cùng Đường Hưng Vũ một kích toàn lực, toàn bộ ngăn trở. Tại Thiên Hạo Thành, có thực lực này, chỉ có một người. Thành chủ Hạo Trường Tồn, các ngươi hai cái muốn tạo phản phải không? Hạo Trường Tồn nhìn trước mắt Mã Thiên Hành cùng Đường Hưng Vũ lạnh giọng một câu, đại thủ mãnh liệt mà vung lên. Lần này, hỏa diễm cự kiếm cùng linh khí cự đao, toàn bộ sụp đổ. Mã Thiên Hành cùng Đường Hưng Vũ trực tiếp bị chấn động đến phun máu trở ra, tại Thiên Hạo Thành, bọn hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào, duy chỉ có muốn hướng thành chủ cúi đầu. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ không dám. Hai người lập tức đồng thời ôm quyền cúi đầu mở miệng. Không dám, ta xem các ngươi đã trải qua không cái gì không dám, bây giờ cho dù bổn thành chủ, chỉ sợ cũng không ở đây ngươi nhóm trong mắt đi. Nếu muốn phản loạn, bổn thành chủ cho các ngươi cơ hội này. Lời nói ở giữa hạo trường tồn nguyên thần cảnh đại viên mãn khí tức chính là bộc phát ra. Cỗ này khí tức, trong nháy mắt chân áp toàn trường. Đại nhân, thuộc hạ vẫn đối với đại nhân trung thành tuyệt đối, có thể cổ phong cùng thuộc hạ mối thù không được tổng cộng mang ngày, nếu không giết hắn, ta đường ra ngày sau không được an bình. Đường hưng vũ lúc này mở miệng, đại nhân, hai ta người nhiều năm vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, bây giờ chỉ có một cái yêu cầu, giết cổ phong. Mã thiên hành cắn răng nói đạo, đan huyền giờ phút này không có mở miệng, hắn biết mình ngôn ngữ đã trải qua cải biến không được cái gì, hết thảy đều phải nhìn hạo trường tồn suy nghĩ. Tốt, các ngươi muốn giết cổ phong, bổn thành chủ liền cho các ngươi cơ hội này. chương 176, dẫm lên trời, hạo trường tồn lời này vừa nói ra, lúc này mọi người tại đây sắc mặt nhau nhau biến đổi. Thuộc hạ đa tạ đại nhân, mã thiên hành lập tức mở miệng, đa tạ đại nhân thành toàn, đường hưng vũ cũng là lập tức nói đạo, đan huyền khẽ nhíu mày, nếu như hạo trường tồn chân đồng ý hai người đối với cổ phong xuất thủ hắn cũng không thể không áp dụng thủ đoạn cực đoan bảo đảm che chở cổ phong hạo trường tồn mở miệng lại nghe bổn thành chủ nói hết lời các người muốn giết cổ phong có thể nhưng lại phải bảo đảm tu vi đạt tới võ đạo đệ tam bộ người không thể xuất thủ chỉ lần này một cái đường hưng vũ cùng mã thiên hành nghe xong lúc này nhíu mày đường hưng vũ mở miệng đại nhân cái này đường hưng vũ bổn thành chủ cho ngươi mặt mũi mặt người tốt nhất thu hôm nay người chuyện làm đã trải qua khác người, bổn thành chủ niệm tình ngươi nhiều năm công lao, tăng thêm tăng tử thống khổ, có thể vòng qua ngươi lần này, nhưng ngươi không nên được voi đòi tiên. Hạo trường tồn lạnh giọng một câu, trên người khí thế uy áp lần nữa khuếch tán. Thuộc hạ cần tuân thành chủ đại nhân chi lệnh, đường hưng vũ lúc này, không còn dám phản bác nửa phần. Bên này, mã thiên hành cắn răng mở miệng, đại nhân, việc này. Mã thiên hành, người cái kia nhi tử, mặc dù đần đột, nhưng lại không đến mức vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Đường hưng vũ tam tử có thể thông cảm được, nhưng ngươi, quả nhiên là qua. Không nên quên, cổ phong đã từng gián tiếp đã cứu ngưng xương, ngươi nhi tử mệnh, chẳng lẽ so nữ nhi của ta chân quý hơn. Hạo trường tồn lại là lạnh giọng một câu, mã thiên hành nghe xong, cũng là nói không ra lời, xác thực cùng đường hưng vũ so sánh, hắn tối thiểu là may mắn, đường hưng vũ tu vi lại mạnh hơn hắn, bây giờ đường hưng vũ đều cúi đầu, hắn còn quật cường cái gì thuộc hạ không dám vi phạm đại nhân chi lệnh, Mã Thiên Hành cũng là mở miệng. Hôm nay bổn thành chủ đối với các ngươi đã trải qua 10 phần chăm sóc, hy vọng các ngươi cũng phải tuân thủ này ước định, nếu để cho bổn thành chủ phát hiện, các ngươi ngoài nóng trong lạnh, như vậy. Hạo Trường Tồn vừa nói, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, trên người một cỗ cường hoành sát ý khuếch tán mà đến. Lúc này, đường hưng vũ cùng mã thiên hành đều là khẽ run rẩy. Thuộc hạ không dám, hai người lúc này đồng thời mở miệng, trong lòng đều là suy nghĩ, Cổ Phong bất quá mới vừa vừa bước vào võ đạo đệ nhị bộ, đệ nhị bộ luyện khí tứ cảnh, điều động linh mạch cảnh cùng ngự không cảnh võ giả, chém giết Cổ Phong hẳn là dễ như trở bàn tay, việc này xác thực thành chủ đã trải qua đủ chiếu cố bọn hắn, bọn hắn nếu lại không biết tốt xấu, chỉ sợ thành chủ thật sự dễ dàng nổi giận. Hạo Trường tồn một trận vừa đấm vừa xoa, để Đường Hưng Vũ cùng Mã Thiên Hành cúi đầu, đồng thời cũng đem Cổ Phong nguy cơ giải trừ. Đây hết thảy, Đan Huyền để ở trong mắt, Đan Huyền biết cái này chỉ sợ là thành chủ đối với cổ phong một loại tôi luyện, loại phương pháp này tạm thời đem cổ phong nguy cơ giải trừ, nhưng sau này sẽ khắp nơi là nguy cơ. Đặc biệt một khi ra tông môn, đường ra cùng người mã ra, liền sẽ lập tức không có cố kỵ mà đối với cổ phong xuất thủ, khi đó mới thật sự là khảo nghiệm cổ phong thời điểm. Người khác, giờ phút này trong lòng cũng là nhao nhao tự hỏi, xem ra cái này thành chủ đại nhân mặc dù chiếu cố cổ phong, nhưng lại sẽ không hoàn toàn đối đản che chở. Cũng tại lúc này, ông, bên trên bầu trời, cái kia sáu cái khí thuyền bên ngoài cái thứ bảy khí thuyền hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện nhìn thấy cảnh này mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau biến đổi sáu cái khí thuyền đã là hành vi nghịch thiên mà bảy cái khí thuyền là được xưng dẫm lên trời siêu vượt nghịch thiên vậy liền muốn đạp ngày đem cái này thương thiên dẫm ở dưới chân ý là xé rách hư không phi thăng tới nhân gian phía trên giao diện mở ra tông môn trận pháp chớ để khí tức dẫn ra ngoài giờ phút này cho dù là hạo trường tồn ánh mắt đều là biến hóa lúc này hét lớn một tiếng lập tức đan huyền không chút do so dự lập tức dưới lệnh trận lão trực tiếp mở ra tông môn đại trận phần đông đan tiên tông người đồng loạt ra tay rất nhanh đại trận bao phủ thiên không dẫm lên trời gần vạn năm đến cũng chỉ có bây giờ dự châu thiếu chủ bách mạch việt thế yêu nhiệt dự tẫn nhiên đạt tới qua độ cao như thế mà cổ phong là cái thứ hai nếu là có được dẫm lên trời tư chất ngày sau vô cùng có khả năng võ toái hư không người như vậy ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu đường hưng vô cùng mã thiên hành trong mắt sát ý đã trải qua đạt đến cực hạn nếu không có vừa mới đáp ứng thành chủ bọn hắn sớm đã giết đi lên bất quá mình không thể xuất thủ không có nghĩa là đường hưng vô cùng mã thiên hành trong mắt trong nháy mắt hào quang lóe lên ông cũng tại lúc này cái kia cái thứ bảy khí tuyển trong nháy mắt ngưng thực đạp ngày đạp thiên tư chất tất cả mọi người đều là trong đầu oanh minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu cái kia bảy cái khí thuyền bên trong võ đạo chi văn đã trải qua đạt tới thất giai giờ phút này hạo trường tồn mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cái kia rất nhiều võ đạo chi văn hắn biết mình lần này xuất thủ thật sự quá rõ trí cũng tại mọi người kinh hô thời điểm bên trên bầu trời cái thứ tám luồng khí xoáy hư ảnh hiển hiện cái này trong nháy mắt đám người tập thể hít một hơi lãnh khí tám cái khí thuyền chưa từng nghe thấy cái này sợ rằng phải khoáng cổ thước kim nhưng mà lập tức cái kia cái thứ 8 khí tuyển tiêu tán, không có ngưng tụ thành công. Hạo trường tồn thở phào, cái thứ 8 khí tuyển nếu là thật sự ngưng tụ, chỉ sợ cái này tông môn đại trận, cũng không cách nào che lấp khí tức. Tiếp theo, chỉ thấy cái này bảy cái khí tuyển bỗng nhiên hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo mãnh liệt hào quang vọt thẳng nhập số 77 trong lầu các. Sau một khắc, một đạo vô cùng to lớn tiếng oanh minh từ số 77 lầu các mà ra. Oanh, tiếp lấy lầu các ẩm vang sụp đổ, một mảnh đại hỏa trong nháy mắt thiêu đốt mà lên cổ phong đan huyền lúc này biến sắc cũng tại thời khắc này đám người chỉ thấy một đạo toàn thân hỏa diễm lượn lờ thân ảnh từ này đốt cháy lầu các bên trong chậm rãi đi ra sau một khắc hỏa diễm tiêu tán bên trong cổ phong thân ảnh hiển hiện ra không nghĩ tới náo nhiệt như vậy cổ phong nhìn về phía đám người nhàn nhạt một câu trên người một cỗ thuộc về tụ khí cảnh khí thức bộc phát ra mà cổ phong khí thức mạnh mẽ tuyệt không phải bình thường tụ khí cảnh võ giả có thể so sánh với thật tụ khí tất cả mọi người nhìn lấy cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp một cái vô mạch phế thể vậy mà tụ khí đồng thời còn mở ra khủng bố bảy cái khí hải việc này thực sự làm cho không người nào có thể tin đường linh ở đây cổ phong có thể dám đánh với ta một trận giờ phút này một tên võ giả vọt thẳng ra lúc này quát chói tai đi ra người này là đường ra người lại cũng không là dòng chính tu vi có khí biến cảnh tiểu viên mãn là đường linh đường linh tiến vào khí biến cảnh tiểu viên mãn đã trải qua nhiều năm thực lực mạnh mẽ cổ phong mới vừa đột phá đến tụ khí cảnh có thể hay không ngăn cản trong lúc nhất thời vây xem vô số đệ tử nhao nhao mở miệng đường hưng vu ở một bên mắt tràn đầy lãnh ý cấp thấp đệ tử xuất thủ cái này cũng không có làm trái với cùng thành chủ ước định trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đồng đều là hơi đổi nhưng đều không nói gì hạo trường tổn ánh mắt rơi vào cổ phong trên người hắn biết trước mắt người thanh niên này tư chất, đã trải qua vượt xa mình nhi tử, hôm nay hắn cũng muốn nhìn một chút, bảy cái khí hải người, đến mạnh bao nhiêu. Chiến, cổ phong mở miệng, giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình bảy cái khí hải đều đang gầm thét, thực lực bản thân trước đó chưa từng có cường đại. Đã từng cổ phong, không cách nào tu hành, mà bây giờ cổ phong, rốt cuộc đánh vỡ kim cổ bước vào võ đạo đệ nhị bộ. Bây giờ chỉ có niềm vui tràn trề một trận chiến để phát tiết cái này trong lòng động lại hơn 9.000 năm buồn khổ. Giết, đường linh một tiếng gào thét, hai tay khép lại, lúc này vô biên linh khí hội tụ, ngừng tụ ra một chuôi linh khí chi trùy, hướng phía cổ phong, chính là một chùy đập tới. Tu vi đạt tới khí biến cảnh, nguyên khí bị luyện tận tạp chất, biến hóa thành linh khí. Linh khí phẩm chất, cao hơn nhiều nguyên khí, cho nên khí biến cảnh võ giả, có thể nghiền ép tụ khí cảnh. Chỉ tiếc, đó là đối với bình thường võ giả mà nói, mà hắn gặp được người, là cổ phong. Cổ phong không có nửa phần ngôn ngữ, vẻn vẹn đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới, Cổ Phong thể nội ba cái trong khí hải nguyên khí gào thét, lúc này vô biên nguyên khí bộc phát, cái này nguyên khí mạnh mẽ, mang theo một trận cuồng phong. Oanh, ba cái khí hải nguyên khí ra chỉ phía dưới, một quyền phía dưới, cái kia đường linh linh khí cự trùy, trực tiếp sụp đổ. Lập tức một quyền này trực tiếp đánh vào đường linh ngực, xương vỡ vụn thanh âm tùy theo truyền ra, đường linh ngực trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp ngã xuống mà ra, đã hôn mê miểu sát, một kích miểu sát, đối mặt khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả, cổ phong bây giờ vậy mà có thể một kích miểu sát, muốn biết cổ phong tu vi vẻn vẹn chỉ có sơ nhập tụ khí cảnh A, nhất định nhưng đã cường hoành đến nước này. Mã sâu gió, đến chiến ngươi, giờ phút này, lại là một người đi ra, là mã sâu gió, tu vi của người này tại khí biến cảnh tiểu viên mãn bên trong, đã trải qua tính toán nhân vật đứng đầu. Mã sâu gió tinh anh đệ tử bài danh 267 cũng không là chỉ là hư danh, bất quá cũng hẳn là không phải cổ phong đối thủ trong lúc nhất thời đám người lại là nghị luận ầm ý cổ phong nhìn ra đường mã hai nhà sở dĩ không có trực tiếp điều động thực lực người mạnh nhất rõ ràng là đang thử thăm dò thực lực mình trước đó hạo trường tồn cùng hai người đối thoại cổ phong tại trong lầu các cũng là nghe được đường mã hai nhà tất nhiên là muốn dò xét ra bản thân chân thực chiến lực hôm nay ta liền buông ra tâm tư toàn lực một trận chiến tuổi trẻ cần nhiệt huyết ta mới vừa vừa bước vào võ đạo đệ nhị bộ cần vô số chiến đấu để rèn luyện mình đường ra cùng mã ra có thủ đoạn gì ta toàn bộ đón lấy nếu vạn sự đồng đều cẩn thận từng ly từng tí lo lắng sợ phiền phức há có thể thành đại sự cuống hồ ta chi uẩn bọn hắn không thể nào đoán trước cổ phong giờ khắc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy đã từng hắn ra vẻ đoạn hảo thiên thời điểm là thực lực bản thân không đủ lại không có mình thế lực bây giờ cổ phong thực lực bản thân bước vào đệ nhị bộ sau lưng có diêm điện hôm nay hắn khinh thường dụng kế mưu, hôm nay, cổ phong muốn vì tu hành, một trận chiến. Còn có nào khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả, muốn đánh với ta một trận, đều đi ra đi. Cổ phong ánh mắt đảo qua toàn bộ đệ tử, lúc này mở miệng. Đường tin đánh với người một trận, mã ruộng đánh với người một trận, trong lúc nhất thời, phần đông đường ra cùng mã ra võ giả đi ra. Những người này, tu vi đều ở khí biến cảnh tiểu viên mãn, trọn vẹn 27 người. Xuất thủ một lượt đi, cổ phong lạnh giọng mở miệng, bảy cái trong khí hải, nguyên khí gào thét mà lên, trên thân thể nguyên khí hiển hiện bốc lên. Đồng loạt ra tay, cổ phong muốn một người, đối chiến 27 tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Đan huyền muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Ánh mắt mọi người hội tụ, giết, cái này 27 người, không chút do dự trực tiếp cùng một chỗ giết ra. Bọn hắn biết, một khi đem cổ phong trọng thương đánh cho tàn phế, bọn hắn lấy được như thế nào phần thưởng khổng lồ. Phía trước nhất một người, vừa mới tới gần cổ phong, cổ phong chính là nhẹ nhàng vọt lên, một cước bước ra, một cước trực tiếp đạp ở ngực, đem cứng rắn từng tiếng mà dẫm đổ vào mà. Oanh, trên mặt đất, truyền đến tiếng oanh minh, người này miệng phun máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Bên hông một người, một quyền đánh tới, cổ phong tránh cũng không tránh, nguyên khí gào thét mà ra, phất tay một quyền, người này đan điền vỡ vụn, bay ngược mà ra. Dầm dầm dầm, không có chút nào sức tưởng tượng, thuần túy quyền cước, từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tùy theo truyền ra. Cổ phong tâm kiềm chế không biết bao lâu chiến ý, không hề cố kỵ phóng thích. chương 177, ngũ thú quyền, bất quá mười mấy cái hơi thở, 27 đường, mã hai nhà khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả, toàn bộ ngã trên mặt đất, không phải là bị phế tu vi chính là bị phế tay chân, đối với cái này hai nhà người, cổ phong là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Đám người sắc mặt biến hóa, vừa mới sơ nhập tụ khí cảnh, tu vi vậy mà liền mạnh mẽ đến nước này, bảy cái khí hải đạp thiên tư chất, quả thực thật đáng sợ, Hạo trường tồn trong mắt quang mang chấp nhấp nháy, cổ phong mạnh, còn muốn vượt qua hắn dự liệu. Đường hưng vô cùng mã thiên hành mắt góc đều là run rẩy mấy lần, bọn hắn biết, sau này thì không cần điều động khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả đối với cổ phong xuất thủ. Mã tây mạc, đánh với người một trận, giờ phút này, một tên mã gia võ giả đi ra, trên người, một cỗ thuộc về khí biến cảnh đại viên mãn khí tức, tùy theo bộc phát. Khí biến cảnh đại viên mãn, tu vi đã tới võ đạo đệ nhị bộ, từng cái nhỏ cảnh ở giữa tranh lệch đều là 10 phần to lớn, khi biến cảnh đại viên mãn võ giả, bình thường đều có thể hoàn ngược khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả. Trận chiến này, làm người khác chú ý, chiến, cổ phong mở miệng, mã tây mạc trong mắt lãnh mang lóe lên, trong nháy mắt song quyền chấn động. Lúc này, thể nội linh khí tàn phá bừa bãi mà ra. Giết, mã tây mạc đấm ra một quyền, ít thấy một mảnh kia linh khí, ngưng tụ thành một chỉ to lớn diều hâu, cái này diều hâu nương theo lấy mã tây mạc một quyền này, trực tiếp đánh phía cổ phong. Phi cầm biến hóa võ kỹ, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng. Năm đó, cổ phong đã từng đem võ kỹ phân loại, bên trong một loại, vì hóa linh võ kỹ, chính là lấy nguyên khí hoặc là linh khí ngưng tụ sinh linh. Mà bên trong một loại, chính là loài chim võ kỹ, loại này võ kỹ chính là biến ảo các loại phi cầm. Cũng tốt, năm đó ta si mê ngũ thú quyền, hôm nay liền thi triển một phen. Cổ phong trong mắt, chiến ý dâng cao, lập tức quanh thân nguyên khí chấn động mạnh một cái trong nháy mắt cổ phong thân thể bên ngoài nguyên khí kia chính là ngưng tụ ra một chỉ nguyên khí cự lang cổ phong cả người hoàn toàn thân ở cái này nguyên khí chi lang bên trong lập tức cổ phong xong quyền duỗi ra cánh tay bên trong khúc cơ thể hơi hướng về phía trước nghiêng hai chân mở rộng ra hung ác đạp trên mặt đất trong mắt xiết qua một vệt âm lãnh chi khí thoáng chốc cổ phong khí chất biến hóa cùng thân thể bên ngoài nguyên khí chi lang hòa làm một thể lúc này mã tây mạc chỉ cảm thấy người trước mắt không phải nhân loại mà là một chỉ đem lấy giã tính soi đói. Ngũ thú quyền, lang quyền, võ kỹ này phẩm dai, vì huyền dai trung phẩm, phá, cổ phong mở miệng phía dưới, hai chân chấn động mạnh một cái, một quyền sông thẳng tới chân trời, đánh phía cái kia linh khí trị ưng. Tại mọi người nhìn lại, cái này nếu là một chỉ cự lang mở cái miệng rộng trùng thiên đánh giết diều hâu đồng dạng, loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Bành, cái kia linh khí diều hâu bị nguyên khí chi lang hung hăng mà cắn cái cổ người, mãnh liệt mà xé ra kéo. Lúc này, linh khí diều hâu bỗng nhiên sụp đổ, cổ phong mãnh liệt địa sát hướng mã tây mạc, trong hô hấp, chính là đi vào trước mặt, song quyền liên tục bảy quyền oanh ra. Bành bành bành, tại mọi người nhìn lại, nếu như cái kia cự lang liên tục đánh ra bảy chảo đồng dạng. Phốc, mã tây mạc máu tươi cuồng phún, bị chấn động đến không ngừng lùi lại. Cuối cùng, cổ phong bàn tay, trực tiếp chế trụ cái cổ người, đạm mạc một câu, ngươi, bại. Bại, khi biến cảnh đại viên mãn mã tây mạc vậy mà cũng bại, hơn nữa còn là bài hoàn toàn. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, cổ phong, quá mạnh. Võ kỹ này, người từ đâu tu được? Hạo trường tồn giờ phút này nhìn về phía cổ phong, mở miệng. Võ kỹ này, hắn đã từng từ trên điển tịch nhìn qua, bất quá theo lý mà nói võ kỹ này tại vài ngàn năm trước cũng đã thất truyền, cổ phong làm sao sẽ thi triển. Gia sư truyền thụ, cổ phong nhàn nhạt một câu, đoạn hạo thiên, hạo trường tồn nghe xong, sắc mặt lúc này biến hóa, Liên quan tới đoạn hạo thiên nghe đồn, hắn là như vậy nghe nói qua rất nhiều, về sau hắn muốn nhìn một chút cái này đoạn hạo thiên đã có không có trong truyền thuyết mạnh như vậy, lại biết được đã trải qua ra ngoài dạo chơi, chẳng biết đi đâu, nếu như cái này cổ phong thủ đoạn, đều là đoạn hạo thiên truyền thụ, như vậy nghe đồn có thể là thật. Chính là, cổ phong nhạt nói, bây giờ đoạn hạo thiên thế nhưng là thật từ trên đời này biến mất, cổ phong có thể tùy ý đem sự tình thả ở trên người. Hạo trường tồn không nói gì thêm, cổ phong, ta đường tiếu, đến chiến ngươi. Giờ phút này, lại là một gã đường ra võ giả một bước đi ra. Trên người, khi biến cảnh đại viên mãn khí tức, cũng là tùy theo bộc phát. Tam huyền linh khí khải, hóa, đường tiếu lời nói ở giữa, thân thể bên ngoài, trong nháy mắt liên tục hiện ra ba tầng áo giáp, cái này chờ phòng ngự, có thể nói khủng bố. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ tam huyền linh khí khải. Đám người đồng đều biết, tại tinh anh trong các đệ tử, đường tiếu mặc dù không phải chiến lược mạnh nhất một người, nhưng là phòng ngự mạnh nhất một người, nhiều khi, hắn đều dựa vào cái này biến quá ba tầng áo giáp phòng ngự, đem đối phương linh khí hao hết. Đến tốt, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng, quanh thân nguyên khí lại chấn. Lập tức, cổ phong thân thể bên ngoài, một chỉ nguyên khí cự hùng ngưng tụ mà ra, mà cổ phong giờ phút này thân hình biến hóa, cả người cùng nguyên khí chi gấu hòa làm một thể. Ngũ thú quyền, hùng quyền, lập tức chỉ thấy cổ phong hai tay trong nháy mắt hóa thành gấp ba phẩm chất, biến thành tinh hồng sắc, gân xanh nhô lên quyền giai hạ phẩm võ kỹ, thận nguyên quỷ lực quyền. Gấu lấy lực lớn lấy nói, giờ phút này phối hợp thận nguyên quỷ lực quyền, uy lực có thể nói khủng bố. Lấy cổ phong võ học tạo nghệ, rất nhiều võ kỹ sớm đã dung hội quán thông, dung hợp lẫn nhau thi triển, không nói chơi. Giết, đường tiếu giờ phút này, hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Oanh, cổ phong đấm ra một quyền, lúc này đường tiếu trên thân thể, tầng một áo giáp khoảng cách vỡ nát. Giết, đường tiếu trong tay nắm một cây trường côn, giờ phút này quán thâu linh khí mãnh liệt mà nện xuống. Nhưng mà cái này trường côn nện ở nguyên khí kia chi gấu lên chẳng những không có đánh tan nguyên khí chi gấu, ngược lại trực tiếp bị chấn lui về. Oanh, cổ phong liên tiếp quyền thứ hai oanh ra, cái kia đường tiếu trên người tầng thứ hai áo giáp, tùy theo sụp đổ. Đường tiếu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, không chờ hắn làm ra phản ứng, quyền thứ ba lập tức mà tới. Oanh, quyền thứ ba, một quyền này phá vỡ đường tiếu tầng cuối cùng áo giáp, trực tiếp đánh vào trên thân thể, lúc này đường tiếu phun máu bay ra. Ba quyền, lại thắng một người, đám người sắc mặt cùng nhau biến hóa, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ chính là cổ phong chính danh một trận chiến. Còn có người nào, cổ phong chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đều là sôi trào lên, loại này có được cường đại chiến lược cảm giác, là 9.000 năm trước, cổ phong chưa bao giờ cảm thụ qua. Đường tiếu đã là tinh anh đệ tử bài danh thứ 42, nói cách khác, bây giờ cổ phong chiến lực, hoàn toàn có thể trở thành tinh anh đệ tử. Ta tới chiến ngươi, tiếp đó, lại là một người tiếp lấy một người xông ra. Bên trong không chỉ có Đường Mã hai nhà người, còn có một số hắn tinh anh đệ tử, bọn hắn không phải muốn đối phó cổ phong, chỉ là giờ phút này bị cổ phong cái này cao chiến ý kéo theo, cũng muốn cùng cổ phong thử nghiệm một trận chiến. Đối với hắn người, cổ phong đều sẽ thủ hạ lưu tình, mà một khi gặp được Đường Mã hai nhà người, trực tiếp toàn bộ phế tu vi hoặc là phế tay chân, cổ phong biết, nhiều phế một người, ngày sau liền thiếu đi địch nhân, dù sao đã trải qua triệt đối lập không sợ cừu hận càng lớn. Bành, giờ khắc này, cổ phong thân thể bên ngoài nguyên khí cự sư gào thét, đấm ra một quyền. Ngũ thú quyền, sư tử quyền, trước mắt cái này mã ra võ giả, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này mã ra võ giả, tại tinh anh trong các đệ tử bài danh thứ hai. Bây giờ tinh anh trong các đệ tử, đã trải qua vẻn vẹn vẻn vẹn, vẹn còn lại một người. Người này, chính là tinh anh đệ tử bài danh thứ nhất, cũng là đường bất phàm thân ngũ ca, đường phi hổ. Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt trắng bệch đứng lên, trên mặt mồ hôi đầm đìa, mọi người đã trải qua nhìn ra theo Cổ Phong liên tục tác chiến, đã trải qua 10 phần mệt mỏi, YBDLM bây giờ chỉ sợ thực lực đã trải qua không đủ năm thành. Đường Phi Hổ bước ra một bước, ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, "Cổ Phong, một trận chiến này, ta đã chờ đợi hồi lâu." Trước đó Đường Phi Hổ nghĩ trực tiếp đối với Cổ Phong xuất thủ, nhưng có tông môn quy cổ tại, nhưng hôm nay, tông chủ và thành chủ đại nhân đều đã ngầm thừa nhận, hắn cũng lại không kiêng sợ. Đối với Cổ Phong, Đường Phi Hổ sớm đã hận thấu xương, hôm nay chính là cơ hội. Thành chủ đại nhân, hôm nay trận chiến này nhưng có giới hạn. Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói đạo, bây giờ cái này tinh anh đệ tử, đối với Cổ Phong cái này phổ thông đệ tử xuất thủ, đã là trái với tông môn quy tắc, hiển nhiên trận này mâu thuẫn tông môn quy tắc đã trải qua không cách nào hạn chế, hỏi như thế đan huyền đã trải qua vô dụng, không bằng trực tiếp hỏi thành chủ. Hạo Trường Tồn không nói gì, mà là nhìn về phía Đường Hưng Vũ nhạt nói tà soái việc này quan hệ đến người người đường ra, bổn thành chủ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tới định một trận chiến này giới hạn. Đường hưng vũ do dự, mặc dù hắn nhìn ra cổ phong đã là cực kỳ mỏi mệt, đồng thời đường phi hổ chiến lực hắn là như vậy rất có tin tâm, nhưng hôm nay cổ phong biểu hiện quá mức nghịch thiên, hắn có chút không dám mạo hiểm. Phụ thân, ta muốn cùng chiến sinh tử, giờ phút này, đường phi hổ trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Hôm nay cổ phong liên chiến phía dưới, đã trải qua cực kỳ mỏi mệt, chính là chém giết cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ hôm nay, sau này chính là khốn khó khăn. Phi hổ, đường hưng vũ do dự, phụ thân, tin tưởng ta, đường phi hổ mở miệng, tốt, trận chiến này, định sinh tử. Đường hưng vũ cắn răng mở miệng, hắn đã trải qua nghĩ tốt, hôm nay nếu như mình nhi tử thật người lâm vào hiểm cảnh, coi như hắn đánh bạc tấm mặt mo này cũng phải đem cứu. Tả soái người có thể nghĩ tốt, hạo trường tồn hỏi đạo, thuộc hạ đã trải qua nghĩ tốt, đường hưng vũ mở miệng, đan huyền khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng thành chủ đại nhân việc này không ổn có gì không ổn cổ phong hỏi bổn thành chủ chính là muốn bổn thành chủ định quy củ nếu đường ra không phản đối hôm nay trận chiến này định sinh tử hạo trường tồn mở miệng nói đạo đan huyền không nói trong lòng đã trải qua nghĩ đến nếu như cổ phong xảy ra nguy hiểm hắn dù là phá hư quy tắc cũng phải cứu giúp trừ đan huyền sau lưng rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng là như thế nghĩ định sinh tử chi chiến tất cả mọi người mắt sáng như đuốc, đường phi hổ khí tức trong nháy mắt gào thét, cỗ này khí tức, đúng là đã trải qua đạt tới khí biến đại viên mãn cực hạn, khoảng cách linh mạch cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Ánh mắt mọi người biến hóa, cái này đường phi hổ, khó trách tự tin như vậy, trận chiến này, cổ phong chỉ sợ. Đường phi hổ cười lạnh, ha ha, cổ phong, hôm nay, người hẳn phải chết. Mà lời nói còn chưa rơi xuống, liền nghe được cổ phong dưới chân, một tiếng sấm rền truyền ra, tiếp lấy cổ phong thân ảnh trước mắt đã tới. Cơ hồ trong nháy mắt, cổ phong thân ảnh chính là đi vào đường phi hổ trước mặt, đường phi hổ sắc mặt đại biến, trực tiếp một quyền đánh phía cổ phong. Giống, cổ phong lồng ngực oanh minh, trong miệng, một đạo giống to bộc phát ra. Phế chân yêu sư hống, đường phi hổ trong nháy mắt cảm giác trong đầu vô biên đau nhói chuyển đến, đã ở đường phi hổ hoảng hốt ở giữa, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Cực điện, phốc, ánh đao lướt qua, máu tươi bắn tung tóe một cái đầu lâu, bay tứ tung mà ra chương 178, Mã Phụng Hành, bành, đường phi hổ đầu, ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp lăn đến đường hưng vũ trước mặt. Phi hổ, đường hưng vũ con người co rụt lại, khàn giọng giống to. Chết, chết, một đao, vẻn vẹn một đao, liền lấy đường phi hổ tính mệnh. Trước đó đường hưng vũ còn muốn, nếu như mình nhi tử người lâm vào hiểm cảnh, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng mà căn bản là không có có cơ hội này. Mọi người tại đây, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhanh, quá nhanh, Giờ phút này lại nhìn Cổ Phong, khuôn mặt như thường, nơi nào có trước đó mỏi mệt thái độ. Hiển nhiên, trước đó mỏi mệt thái độ bất quá là Cổ Phong cố ý biểu hiện, vì chính là hấp dẫn Đường Phi Hổ lập xuống cái này sinh tử chiến. Cổ Phong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, đối với địch nhân, Cổ Phong xưa nay sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay, hôm nay Đường Phi Hổ dưới sinh tử chiến, con mắt chính là vì giết mình, mà bây giờ thực lực không địch lại, tự nhiên muốn bị mình chém giết. Đan Huyền đám người sắc mặt kịch biến lần này sự tình nguyên náo càng lúc càng lớn, hạo trường tồn nơi này trong mắt lại là hiện lên một vệt vẻ hân thường. cổ phong lão phu muốn người chết, giờ khắc này đường hưng vũ trong nháy mắt khí tức bộc phát, khàn giọng giống to, liên tục hai cái nhi tử chết ở cổ phong trong tay, hắn giờ phút này hận không thể đem cổ phong thiên đao vạn quả. tả soái người coi bổn thành chủ lời nói vô dụng sao, giờ phút này hạo trường tồn khí tức bộc phát, một trường hung hăng đặt tại đường hưng vũ đầu vai, phốc trong nháy mắt đường hưng vũ trong miệng máu tươi phun ra một cỗ tử vong nguy cơ ở trong lòng hiển hiện trực tiếp tỉnh táo lại nhìn về phía hạo trường tồn mở miệng thành chủ đại nhân vừa rồi một trận chiến này giới hạn là bổn thành chủ nhường ngươi đến định đây đã là lần thứ nhất thiên vị cho ngươi là ngươi đường ra mình muốn chiến sinh tử bổn thành chủ còn hỏi một lần ngươi là có hay không nghĩ tốt đây đã là lần thứ hai thiên vị cho ngươi tất cả đều là ngươi đường ra tự mình lựa chọn hạo trường tồn trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng ta Giờ khắc này, Đường Hưng Vũ hối hận phát điên, hắn làm sao lại sẽ tin tưởng Cổ Phong cái này giảo hoạt tiểu tử thật mỏi mệt, làm sao sẽ đáp ứng mình nhi tử cùng sinh tử chiến, nếu không có định ra sinh tử chiến, Cổ Phong lớn mật đến đâu hôm nay cũng không dám giết người, mà bây giờ. Trận chiến ngày hôm nay, Cổ Phong mà chết, bổn thành chủ cũng sẽ không trách tội ngươi, ngược lại là ngươi, vừa mới ở thành này chủ trước mặt đáp ứng, sau này tu vi đạt tới võ đạo đệ tam bộ người, không được đối với Cổ Phong xuất thủ, mà bây giờ ngươi là đang gây hấn với bổn thành chủ uy nghiêm bổn thành chủ hay không những năm này đối với ngươi quá tốt hạo trường tồn nhìn về phía đường hưng vũ lần nữa tức giận một câu đại nhân thuộc hạ không dám thuộc hạ lập xuống võ đạo lời thề tuyệt đối không được điều động đệ tam bộ người đối với cổ phong xuất thủ đường hưng vũ cảm giác được hạo trường tồn chân nộ lúc này mở miệng bên này mã thiên hành gặp tình hình cũng lập tức lập xuống võ đạo lời thề thành chủ nhiều năm tính cách ôn hòa rất ít nổi giận nhưng bọn hắn đều biết thành chủ một khi giận, đại biểu cho cái gì. Lúc này, tất cả mọi người nhìn trên mặt đất đường phi hổ thi thể, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bây giờ, tinh anh đệ tử đệ nhất nhân, đường phi hổ đều đã chết ở cổ phong trong tay, muốn ngăn cản cổ phong, chỉ sợ cũng muốn hạch tâm đệ tử. Cổ phong cùng ta đường liệt một trận chiến, giờ phút này, một tên đường gia võ giả đi ra. Cái này đường liệt, khí tức đã trải qua đạt tới sơ nhập linh mạch cảnh, là hạch tâm đệ tử. Cổ phong khẽ nhíu mày, bây giờ mình trừ phi thôi động thanh long huyết mạch, lấy phá hư đao hình thái thứ hai, tăng thêm không không liên thủ đến chiến, mới có thể cùng sơ nhập linh mạch cảnh võ giả một trận chiến, đồng thời cũng không có thắng nắm chắc. Khí biến cùng linh mạch ở giữa, tranh lệch quá lớn. Huống chi, cổ phong vừa mới sơ nhập tụ khí cảnh. Đã tới linh mạch cảnh võ giả, đã trải qua ngưng luyện ra thuộc tính linh khí tại tự thân rất nhiều linh mạch bên trong, thuộc tính linh khí cường hoành, lại là vượt xa phổ thông linh khí. Có thể nói, Tại mọi người nhìn lại, cổ phong cho dù lại nghịch thiên, cũng không khả năng vượt vượt hai cái đại cảnh giới đến chiến. Ngươi nếu muốn chiến, ta cùng ngươi, giờ phút này, trong đám người, một người đi ra. Người này không là người khác, chính là Mộng Thanh Tuyền, Mộng Thanh Tuyền đứng ở cổ phong bên trái, nhìn về phía cái kia đường liệt. Đường liệt trong nháy mắt biến sắc, đối phương thế nhưng là linh mạch cảnh đại viên mãn võ giả, nguyên bản hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, hắn thế nào lại là đối thủ. Mộng trưởng lão, Người bây giờ đã trải qua không phải đệ tử, mà là tông môn trưởng lão, sao có thể tham dự ta đệ tử trước đó giao đấu. Đường liệt gặp tình hình, lúc này mở miệng, vậy ta thì sao, giờ phút này, Phó Thành Long bước ra một bước, đứng ở cổ phong phía bên phải. Phó Thành Long là bây giờ hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Chuyện khi trước, hắn cùng với cổ phong trên cơ bản đã trải qua ân oán tiêu trừ, hôm nay hắn đứng ra một là không quen nhìn đường ra tác phong ti tiện, thứ hai là vì mộng thanh tuyền. Ta, Đường liệt trong nháy mắt không tức giận, đối phương thế nhưng là võ thành long, hắn tại sao có thể là đối thủ. Đường hưng vũ gặp tình hình, sắc mặt âm trầm, mở miệng, thành chủ đại nhân, việc này. Đường hưng vũ, người muốn biết rõ ràng, bổn thành chủ chỉ nói người đường ra không thể điều động để tam bộ võ giả đối với cổ phong xuất thủ, có thể chưa nói qua cổ phong không thể để cho người ta trợ giúp, đây hết thảy chỉ dựa vào riêng phần mình thủ đoạn. Hạo trường tồn nhàn nhạt một câu, đối với cổ phong, hắn bây giờ đã là cực kỳ nhìn tốt, nếu là cổ phong chân chính trưởng thành đối với thiên hạo thành mà nói chính là một trận vô cùng cự đại tạo hóa đường hưng vô cùng cổ phong so sánh đã trải qua không có trọng yếu như vậy đường hưng vũ nghe xong sắc mặt khó coi nhưng lại nói không ra lời sự thật cũng xác thực như thế một cái linh mạch cảnh võ giả muốn khiêu chiến một cái sơ nhập tụ khí cảnh võ giả cái kia sơ nhập tụ khí cảnh võ giả trừ phi não người hỏng bằng không tuyệt đối không thể có thể ứng chiến mã thiên hành ở một bên không nói gì nhưng hắn đã trải qua nhìn ra, thành chủ thoạt nhìn là đang thiên vị bọn hắn, kỳ thực là đang thiên vị cổ phong, nếu là một mực như thế phát triển tiếp. Nghĩ đến, Mã Phụng Hành lúc này truyền âm mà ra. Lập tức, trong đám người, một bóng người bước ra một bước. Phóng ra người, chính là hạch tâm đệ tử người thứ ba, Mã Phụng Hành. Mã Phụng Hành mở miệng, cổ phong, bằng vào ta tu vi đánh với người một trận, thật sự quá mức khi dễ ngươi, ta chỉ xuất một quyền, ngươi nếu có thể tiếp được, ta nguyên mà bất động, mặc cho người phản đánh ta ba quyền. Một quyền, mọi người nghe nói đều là không khỏi cảm thán, mã phụng hành thế nhưng là linh mạch cảnh đại viên mãn cường giả, cao hơn cổ phong cơ hồ ba cái đại cảnh giới, bảy cái tiểu cảnh giới, một quyền có thể đủ đánh chết cổ phong. Mộng thanh tuyền nghe nói mở miệng, mã phụng hành, người nếu muốn chiến, ta mộng thanh tuyền đánh với người một trận. Sư tỷ, cổ phong mở miệng, lập tức phóng ra một bước, ánh mắt mọi người biến hóa, cổ phong điên sao. Đối phương thế nhưng là linh mạch cảnh đại viên mãn cường giả A, à, oanh sát một cái tụ khí cảnh võ giả, như là nghiền chết một con kiến, cổ phong nếu là ứng chiến, cùng tự sát cơ hồ không có khác nhau. Sư đệ, ngươi, có một số việc, phải tự mình đến gánh chịu, cổ phong cười nhạt một câu, lập tức không có nhìn mã phụng hành, ngược lại nhìn về phía hạo trường tồn đạo, thành chủ đại nhân, lần này giới hạn như thế nào. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người rung mạnh, cổ phong đây là ứng chiến, hắn vậy mà thực có can đảm cùng Mã Phụng Hành một trận chiến. Bất quá mọi người nghe được cổ phong lời này, đột nhiên nghĩ tới trước đó đường phi hổ chết. Thạo trường tồn nhìn về phía Mã Thiên Hành mở miệng, hữu soái lần này, bổn thành chủ cũng cho ngươi một cơ hội, ngươi tới định giới hạn hạn. Giới hạn, Mã Thiên Hành chấn động trong lòng, trước đó nhưng chính là đường hưng vũ định ra sinh tử giới hạn, mắt nhìn mình nhi tử bị cổ phong chặt đứt trí nhớ. Mặc dù hắn biết mình nhi tử thực lực khẳng định tại cổ phong phía trên, nhưng trong lòng luôn có chút lo lắng, mã phụng hành thế nhưng là mã thiên hành yêu nhất nhi tử bằng không cũng sẽ không dùng cùng mình tên bên trong đồng dạng được chữ vì mệnh danh thành chủ đại nhân thuộc hạ tất cả nghe ngài định đoạt mã thiên hành lập tức nói đạo tốt đã như vậy một trận chiến này vẫn nhất định sinh tử hạo trường tồn lúc này mở miệng đám người lúc này biến sắc hôm nay tình huống cổ phong thua không nghi ngờ thành chủ đây là muốn cổ phong chết sao mã thiên hành muốn nói chuyện nhưng cuối cùng không có mở miệng tiểu tử hôm nay một quyền này, ta liền có thể muốn tính mệnh của ngươi. Lời nói ở giữa, Mã Phụng Hành nắm tay phải phía trên xanh thẳm sắc thủy linh khí gào thét, một quyền này, ngưng tụ Mã Phụng Hành một kích toàn lực. Giết, lời nói ở giữa, Mã Phụng Hành trong mắt sát ý lộ ra, hướng phía cổ phong mặt một quyền đánh tới. Một quyền này phía dưới, quyền phong gào thét, mang theo diệt sát chi thế, tất cả mọi người ngừng thở, ngừng tụ lên. Kim cương la hán thân, can tiên bất diệt thể, tỳ huyết hóa thân bộ, ngũ thú quyền, hổ quyền, cổ phong liên tục mở miệng, thi triển từ trước tới nay phòng ngự mạnh nhất. Nhục thân trong nháy mắt kim loại quang mang chớp nhấp nháy, đồng thời trên người trở nên hỏa hồng, màu trắng nóng dực khí vụ dâng lên, thân thể bên ngoài một đạo huyết thân hư ảnh hiển hiện, bên ngoài, nguyên khí ngưng tụ to lớn nguyên khí chi hổ. Giờ phút này, mã phụng hành một quyền này trực tiếp đánh vào nhất cạnh ngoài nguyên khí kia chi hổ lên. Nguyên khí chi hổ, trong nháy mắt sụp đổ, một quyền này khí thế yếu bất hai thành, lập tức đánh vào huyết trên khuôn mặt huyết thân lần nữa sụp đổ, một quyền này khí thế lần nữa giảm đi một thành, tiếp lấy đánh phía cái kia trắng xóa hoàn toàn khí vụ. Sương khói màu trắng, tiêu tán theo, một quyền này khí thế lại yếu bất một thành, hung hăng đánh phía cổ phong thân thể. Nguyên trưởng, cổ phong hai tay thi triển nguyên trưởng, liên tục 36 trưởng đánh ra, lúc này 36 đạo nguyên khí trưởng ảnh gào thét mà ra. Bành bành bành, nguyên trưởng phía dưới, cái kia lực đạo không ngừng tan mất. Nhưng mà, nguyên trưởng mặc dù không tầm thường, nhưng giảm bất lực cũng phải tại song phương tu vi tranh lệch không phải đặc biệt lớn tình huống dưới, bây giờ hai người tu vi tranh lệch quá lớn. Giờ phút này miên trưởng trưởng ảnh, toàn bộ sụp đổ. Lực nói, lại là bị tan mất hai thành, cổ phong giờ phút này thi triển thận nguyên quỷ lực quyền, hai tay hóa thành cỡ thùng nước, mãnh liệt mà giao nhau khung trước người. Mã phụng hành một quyền này, còn thừa bốn thành lực lượng, hung hăng mà đánh vào cổ phong giao nhau trên hai tay. Làm, kim loại va chạm thanh âm truyền ra, kim cương la hán thân phòng ngự, lại là tháo bỏ xuống một thành lực lượng. Giờ phút này, cổ phong thể nội bảy cái khí hải gào thét, năm loại thánh phẩm công pháp toàn bộ vận chuyển, nhục thân lực lượng tăng lên cực hạn. Một quyền này cuối cùng cổ phong chỗ sức chịu đựng, có ba thành. Nhưng linh mạch cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực, cho dù vẻn vẹn còn thừa ba thành uy lực, uy thế cũng đầy đủ miểu sát khí biến cảnh đại viên mãn võ giả, mà cổ phong có thể chỉ có sơ nhập tụ khí cảnh. Kết phốc cổ phong trên hai tay nứt xương thanh âm truyền ra lập tức trong miệng máu tươi cuồng phún hai chân đạp dưới mặt đất bị đẩy lui mấy chục trượng mang theo một trận bụi đất bụi đất tán đi tại muôn người chú ý dưới cổ phong tại bên ngoài hơn 10 trượng chậm rãi ngẩng đầu lại là liên tục phun ra ba ngụm máu tươi về sau đem góc miệng huyết thủy lau khô nhợt nhạt trên khuôn mặt trong mắt tràn đầy thao ngày chiến ý hiện tại nên ta cái này ngăn trở cổ phong vậy mà không chết Chương 179, quỷ dị một màn, mọi người trong lòng sớm đã nhận định, Cổ Phong sợ rằng sẽ bị một quyền này trực tiếp oanh sát, không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà ngăn trở, nhưng mà Cổ Phong mặc dù coi như đã trải qua trọng thương, nhưng có thể tiếp được một quyền này không chết đã trải qua vượt xa tất cả mọi người đoán trước. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm giác mình huyết nhục xương cốt tạng phủ đều là vô cùng thống khổ. Linh mạch ảnh đại viên mãn cường giả, thật sự quá mạnh. Cổ Phong biết, cho dù mình thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng không là Mã Phụng Hành đối thủ. Bất quá rất nhiều thủ đoạn thi triển phía dưới, ngăn trở Mã Phụng Hành một kích, cổ phong hay là làm đến. Mà bây giờ, nên cổ phong xuất thủ. Ha ha, không nghĩ tới, người có thể ngăn cản ta một kích không chết, hiện tại ta liền ở đây bất động, mặc cho người đánh ba quyền. Mã Phụng Hành gặp tình hình, khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng nhạt nói. Lời nói ở giữa, thân thể bên ngoài một cái linh khí màn hào quang hiển hiện. Đây là tu vi đã tới đệ nhị bộ võ giả đặc thù thủ đoạn, lấy linh khí hoặc là nguyên khí ngưng tụ phòng ngự màn hào quang võ kỹ này cực kỳ đơn giản là võ đạo đệ nhị bộ võ giả thường dùng nhất phòng ngự võ kỹ mà linh khí này màn hào quang phòng ngự mạnh yếu hoàn toàn chính là căn cứ tu vi đến định lấy mã phụng hành linh mạch cảnh đại viên mãn tu vi cái này phòng ngự màn hào quang cực mạnh tại mọi người xem đến chỉ sợ cổ phong chẳng những không phá nổi cái này phòng ngự màn hào quang còn muốn bị cái này phản chấn lực lượng chỗ chấn thương cái này là ngươi nói cổ phong mở miệng trong nháy mắt can tiên bất diệt thể thi triển, xương khói màu trắng bốc lên ở giữa, một thân thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời, cổ phong cánh tay phải chấn động, lúc này toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bị ngọn lửa nơi bao bọc. Đây là, đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ có hỏa linh khí ngưng luyện cực hạn mới có thể huyễn hóa ra hỏa diễm, này hỏa diễm, gọi linh diễm. Mà cổ phong rõ ràng mới sơ nhập tụ khí cảnh, tự thân thế nhưng là liền hỏa linh khí cũng không có chứ đây là dùng thủ đoạn gì làm sao đột nhiên liền xuất hiện linh diễm đã trải qua ngưng luyện ra linh diễm người này tư chất quả nhiên yêu nghiệt hạo trường tồn nhìn thấy cảnh này trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thành hắn nhưng là biết một chút thịt thân cường đại người nuốt một chút hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo cũng có thể trực tiếp ngưng luyện ra linh diễm bất quá loại phương thức này cực khó khăn bởi vì đây đối với nhục thân yêu cầu cực cao một khi nhục thân không thể thừa nhận cái này thiên tài địa bảo bên trong hỏa linh khí, sợ rằng phải bị đốt sống chết tươi. Cổ phong cái này linh diễm, chính là là bởi vì cực dương chi hỏa cùng hỏa phượng chi huyết, không không cái này hai lần nuốt bảo vật, thực lực tiêu thăng, cổ phong nơi này cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt. Ngưng tụ ra linh diễm, bây giờ cái này linh diễm toàn bộ thôi động phía dưới, đã trải qua có thể bao trùm một cánh tay. Mã Phụng hành trong mắt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức cái này vẻ kinh ngạc liền là nhanh xóa đi cho dù ngưng luyện ra linh diễm lại như thế nào tại thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả đều là hư vô quyền thứ nhất cổ phong mở miệng trong nháy mắt bảy cái trong khí hải nguyên khí đều là gào thét mà lên toàn bộ hướng phía cánh tay phải hội tụ mà đến cái kia hỏa diễm tay phải phía trên hỏa diễm cuồng bạo hơn đứng lên hai chân mãnh liệt mà đạp lồi bộ thi triển mượn vào tới trước lực lượng cổ phong ngọn lửa này lượn lờ một quyền trực tiếp đánh vào cái kia linh khí màn hào quang phía trên oanh to lớn tiếng oanh minh truyền ra Mã Phụng Hành có thể cảm giác được, cổ phong một quyền này, mặc dù xa mạnh hơn nhiều phổ thông tụ khí cảnh võ giả, thậm chí có thể so với khí biến cảnh võ giả, nhưng nghĩ phá vỡ mình cái này phòng ngự màn hào quang, căn bản không có nửa phần khả năng. Nhưng mà, sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy cổ phong cánh tay phải bên trên, một đạo đạo hỏa giới nhô lên, từ đầu vai lên như cuồn cuộn như gợn sóng trùng kích xuống. Bành bành bành, một đạo đạo cửa đại chấn động lực lượng, từ cổ phong trên nắm tay oanh ra, toàn bộ đánh vào linh khí màn hào quang về điểm này. Liên tiếp 10 đạo, cổ phong cái này nhìn như một quyền, nhưng một quyền này phía dưới lại ẩn chứa 10 đạo hỏa diễm chấn động lực lượng, có thể so với 10 quyền oanh kích mà ra. Quyền giai hạ phẩm võ kỹ, thập điệp hỏa lãng quyền. Tiếp theo, cổ phong cũng là bị linh khí này màn hào quang bên trên truyền ra đại lực phản chấn trở ra, trong miệng máu tươi phun ra. Mà cái kia linh khí màn hào quang bên trên, vừa rồi bị oanh kích chỗ, vẻn vẹn xuất hiện một đạo cơ hồ nhỏ bé vết dạn cổ phong còn có hai quyền, mã phụng hành khắp khuôn mặt là tự tin mở miệng, hắn thấy cái này tất nhiên là cổ phong một kích toàn lực, có thể đánh ra một vết nứt, đã là cực hạn. Quyền thứ hai, cổ phong phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt như đuốc, trực tiếp lần nữa xông ra. Một quyền này, cổ phong cánh tay phải bên trên hỏa diễm cuồng bạo hơn. Oanh, một quyền này, như cũng đánh vào vừa rồi vị trí, cuồn cuộn sóng lửa toàn bộ đánh vào điểm này. Một trăm nói, khoảng chừng một trăm đạo. Lần này, một trăm đạo hỏa sóng biến thành chấn động lực lượng oanh ra Một quyền này, tương đương với oanh ra trăm quyền, quyền giai võ kỹ trung phẩm, trăm trồng sóng lửa quyền. Phốc, cổ phong trong miệng máu tươi cuồng phún, lần này phản chấn lực lượng, càng thêm to lớn, hắn trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra. Thiên không phi hành thuật bên trong, cổ phong cưỡng ép ướn ẻo thân thể rơi xuống, sắc mặt hóa thành nhợt nhạt. Mà giờ khắc này, cái kia linh khí màn hào quang bị cổ phong liên tục hai quyền oanh kích chỗ, đã trải qua xuất hiện vết giạt, đồng thời cái kia một chỗ hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Mã Phụng Hành ánh mắt khẽ biến, hắn không nghĩ tới cổ phong vậy mà có thể phá hư mình phòng ngự màn hào quang. Quyền thứ ba, cổ phong một tiếng gào thét, chân đạp lôi bộ, lần nữa xông ra. Oanh, một quyền này phía dưới, vô biên sóng lửa điên cuồng mà từ cổ phong nắm đấm oanh kích mà ra, như cũ đánh vào vừa rồi hai lần cái kia một chút. Chỉ thấy cái kia linh khí màn hào quang bị oanh kích chỗ vết dạn dần dần nhiều lên, cuối cùng. Một ngàn đạo, quyền giai võ ký thượng phẩm, ngàn trồng sóng lửa quyền. Cổ phong một quyền này, trọn vẹn đánh ra một ngàn đạo hỏa diễm chấn động lực lượng, chỉ cảm giác mình nhục thân lực lượng, đều là vì chi hao hết. Bành, cũng tại lúc này, linh khí này màn hào quang bị cổ phong liên tục ba quyền đánh xuống điểm này, bỗng nhiên sụp đổ, xuất hiện một bàn tay lớn lỗ hồng nhỏ. Cổ phong một quyền này, mặc dù mất đi chín thành lực nói, nhưng vẫn là đánh vào bên trong. Bành, một quyền này, trực tiếp đánh vào mã phụng hành trên mặt. Mã Phụng Hành góc miệng máu tươi chảy ra. Tất cả mọi người gần như đều là con người co rụt lại, cổ phong vậy mà phá vỡ Mã Phụng Hành linh khí màn hào quang, thậm chí còn một quyền đánh ở trên mặt. Tất cả mọi người đã trải qua nhìn ra, cổ phong một quyền này cơ bản đã không còn lại mấy phần khí lực, mặc dù đánh trúng Mã Phụng Hành, nhưng đối với căn bản không tạo được cái gì đại thương hại, một quyền này càng giống là nhục nhã. Người muốn chết, Mã Phụng Hành bị cổ phong một quyền này đánh trúng, cũng không lui lại nửa phần, lúc này một tiếng quát chói tai, khủng bố khí tức từ trên thân thể bộc phát. Cổ phong trực tiếp bị này khí tức đẩy lui, giờ phút này hắn đã trải qua không có nửa phần khí lực. Dừng tay, cũng đang mã phụng hành muốn đối với cổ phong xuất thủ thời điểm, một đạo hét lớn truyền đến. Người mở miệng, chính là Hạo Trường Tồn. Hạo Trường Tồn lạnh giọng mở miệng, trận chiến này, là chính người lập xuống quy củ, người một quyền, cổ phong ba quyền, trận chiến này, đã kết thúc. Ta, giờ phút này, mã phụng hành tức giận đến nói không ra lời, lấy thực lực của hắn, Hoàn toàn có thể chém giết Cổ Phong. Nhưng mà, bây giờ chẳng những không có giết chết Cổ Phong, mình Đường Đường linh mạch cảnh đại viên mãn võ giả, lại còn bị đánh trúng một quyền, việc này thật sự mất mặt ném lớn. Ta cùng với linh mạch cảnh võ giả ở giữa tranh lệch hay là quá lớn, nếu muốn chiến thắng Mã Phụng Hành, chí ít tu vi cũng muốn đạt tới tụ khí đại viên mãn. Giờ phút này Cổ Phong nhìn phía xa Mã Phụng Hành, trong lòng ám nói: Mã Phụng Hành bại, mặc dù tất cả mọi người nhìn ra Mã Phụng Hành thực lực tại Cổ Phong phía trên, nhưng hết lần này tới lần khác là Mã Phụng Hành mình lập xuống quy củ, đồng thời Cổ Phong lấy bất quá sơ nhập tụ khí cảnh tu vi phá vỡ mã phụng hành linh khí màn hào quang cũng đã cực kỳ bất phàm. Mã Phụng Hành cắn răng lui ra phía sau, trong lòng khuất nhục tới cực điểm, sự tình đến nước này, hắn đã trải qua không tư cách xuất thủ, chỉ có sau này tìm cơ hội. Trước mắt giờ khắc này, Cổ Phong quả nhiên là mỏi mệt cực kỳ, không chút nào giả tạo, liên tục cùng nhiều người như vậy chiến đấu đặc biệt là mã phụng hành trước đó một quyền kia đã trải qua đem cổ phong trọng thương hạch tâm trong các đệ tử mã phụng hành xếp thứ ba trước hai người là võ thành long cùng đường trấn thiên võ thành long cùng cổ phong ân oán sớm đã san bằng còn lại cũng chỉ có đường trấn thiên đường trấn thiên đối với cổ phong hận còn xa xa tại mã phụng hành phía trên hắn thân là đường hưng vũ con trưởng đối với lão tiểu đường bất phàm cho tới nay cũng là thương yêu nhất mà bây giờ cổ phong ta chỉ có một quyền người có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần ngăn trở, ta liền nguyên mà bất động, mặc cho người ba lần bất kỳ thủ đoạn nào công kích, người có dám một trận chiến. Đường Trấn Thiên mở miệng, giờ phút này đường Trấn Thiên đã trải qua nhìn ra cổ phong quả nhiên là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng lại là ngụy trang, hôm nay chính là oanh sát cơ hội tốt nhất. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại cổ phong trên người, lúc này tái chiến, cùng muốn chết liền không có gì khác biệt. Cổ phong trong mắt, lại là lãnh mang hiện lên, chiến. Lời nói ở giữa, trên thân thể xương khói màu trắng bốc lên, can tiên bất diệt thể toàn lực thi triển, nhanh chóng trị liệu trên thân thể thương thế. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa, cổ phong cái này quả nhiên là đang tìm cái chết sao. Bên này đường hưng vũ gặp tình hình, mừng rỡ trong lòng, lúc này, hắn có 10 phần nắm chắc đường chấn thiên có thể đem cổ phong chém giết, lúc này mở miệng, lần này giới hạn vì. Tả soái bổn thành chủ trước đó đã cho qua ngươi một cơ hội, lần này giao đấu giới hạn, bổn thành chủ muốn tự mình tiến tới định, Hạo Trường Tồn lời này vừa nói ra, Đường Hưng Vũ lập tức không dám ngôn ngữ. Hạo Trường Tồn lúc này mở miệng, trận chiến này không thể gây thương tính mạng người, không thể phế người tu vi, hắn đều có thể. Mọi người biến sắc, đây là thiên vị, mười phần thiên vị, thành chủ đại nhân, nguyên lai một mực nhìn tốt, đều là cổ phong. Cổ phong trong mắt hào quang lóe lên, hắn biết, mình thiên phú đã trải qua tiến vào hạo trường tồn ánh mắt. Ha ha, cho dù không thể giết ngươi, một quyền của ta, cũng có thể đoạn ngươi cả người xương cốt đường trấn thiên cười lạnh không giết cổ phong không được phế cổ phong tu vi nhưng đem cả người xương cốt đánh gãy để một đời đều nằm ở trên giường vượt qua chỉ sợ so giết hắn còn tàn nhẫn lời nói ở giữa đường trấn thiên linh khí gào thét toàn bộ ngưng tụ nắm tay phải hướng thẳng đến cổ phong oanh sát mà đến bây giờ cổ phong nỏ mạnh hết đà thân thể đều đang lay động tại mọi người xem đến cổ phong tuổi già chỉ sợ thật sự muốn trên giường vượt qua nhưng mà ở nơi này ngưng tụ đường chấn thiên toàn bộ tu vi lực lượng một quyền đánh phía cổ phong thời điểm, cổ phong tiện tay ném ra một viên thuốc. Lúc này trắng xóa hoàn toàn sương mù hiển hiện, đường chấn thiên một quyền này trực tiếp đánh vào trong sương mù trắng. Phốc, tiếp theo, để cho người ta cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy đường chấn thiên trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra, trùng điệp mà ngã xuống ở phía xa. Trong sương mù trắng, đến phát sinh cái gì?